Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 15. Ầm ầm ầm, có lẽ chỉ trong một hơi thở, hai người đã liên tục đánh được 3 chiêu. Lý Trạch Vũ âm thầm sử dụng Ngự Long thần công, sức mạnh bên trong đan điền cuồn cuộn không ngừng, hắn cứ đánh hết quyền này tới quyền khác. Khi mới bắt đầu, huyết tu la còn có thể ngăn cản, nhưng còn chưa hết một chung trà, thân thể già nua của ông ta đã không chịu nổi. Đại cai. Sau khi huyết tu la thấy được sức mạnh kinh khủng của Lý Trạch Vũ, ông ta không thèm để ý mặt mũi nữa, vội mở miệng cầu cứu Dạ Tu La. Nhưng Dạ Tu La lại không hề cử động. Ông ta đang đợi, chờ đợi giây phút Lý Trạch Vũ để lộ sơ hở, ông ta sẽ dùng một chiêu với tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối phương. Nhân lúc huyết tu la không kịp đỡ đòn, Lý Trạch Vũ liền tăng thêm tốc độ rồi tung một cú đấm móc vào cằm ông ta. Bành! Thân thể huyết tu la xoay tròn về phía sau 180 độ, cuối cùng ngã lăn quay xuống đất, cằm cũng va đập nên nứt ra, máu thịt lẫn lộn. Tên mọi da vàng, tao muốn mày chết. Thế mà tên tu la vương này vẫn đánh rất ác liệt, cứ thế không nói lời nào mà bỏ dậy. Trong nháy mắt, ông ta lại xông về phía Lý Trạch Vũ, hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng. Lý Trạch Vũ lại tung những cú đấm liên tục về phía huyết tu la. Cũng vào khoảnh khắc này, rốt cuộc Dạ Tu La cũng hành động. Chỉ thấy thân hình ông ta chợt lóe lên rồi hiện ra sau lưng Lý Trạch Vũ, người đang tập trung nhắm vào huyết tu la mà đánh. Chính là bây giờ, chôn theo em trai tao luôn đi. Hai tay Dạ Tu La nắm lại thành một cú đấm, sau đó giận dữ giáng mạnh xuống đầu Lý Trạch Vũ. Âm! Lý Trạch Vũ tung quyền đấm lên người huyết tu la, khiến ông ta bay thẳng ra ngoài. Mặc dù phải khạc ra một búng máu lớn, nhưng huyết tu la lại cười. Bởi vì ông ta tin chắc mình chịu một quyền này là có thể đổi lấy tính mạng Lý Trạch Vũ. Đáng giá, vẻ on. Ngay khi hai tay Dạ Tu La muốn đánh vào sống lưng Lý Trạch Vũ thì hắn đột nhiên biến mất. Người đâu đôi, cú đánh rơi vào khoảng không, Dạ Tu La ngây người đứng yên tại chỗ. Nhưng tên huyết Tu La vừa ngã xuống đất lại không cười được, trái lại, ánh mắt ông ta đầy vẻ kinh hãi. Sau, phía sau, vẫn là Bruce nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Dạ Tu La chợt cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta thay đổi hướng đánh gần như ngay lập tức. Nói thì chậm, nhưng khi đó rất nhanh. Hình như Lý Trạch Vũ đã dự đoán được thế tấn công từ trước, hắn giơ thanh kiếm lưỡi cong trong tay lên chờ đợi quả đấm của đối phương. Xòe tô AI. Lần này cú đấm mạnh mẽ của Dạ Tu La không rơi vào khoảng không, mà cả hai nằm đấm đều bị thanh kiếm cắt đứt. Am. Lý Trạch Vũ tùy ý đá một cú, Dạ Tu La bay ngược về phía chân Bruce như chó chết vậy. Đây chính là Tam Đại Tu La Vương à, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lý Trạch Vũ nói năng cũng khá phách lối, nhưng ở đó nhưng không có một người nào dám phản bác. Dù sao cũng mới đánh nhau có mười mấy phút mà Tam Đại Tu La Vương đều đã bị người ta đánh chết, chán thật, đây hoàn toàn là một trò cười. Thế nhưng người cảm thấy hoảng sợ nhất vẫn là vị tướng quân năm sau Bruce. Lúc trước ông ta cho rằng bên cạnh mình có Tam Đại Tu La Vương. Hơn nữa bên ngoài còn có sẵn quân đội sẵn sàng chiến đấu, Lý Trạch Vũ căn bản không có nửa phần thắng. Kết quả mười mấy phút trôi qua, giờ việc sống chết của ông ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chưa? Lý Trạch Vũ đốt một điếu thuốc, hết rít lại nhả khói. Ánh mắt Bruce đờ đẫn, nghe được câu hỏi mới hoàn hồn lại. Ông ta cau mày, nói, cậu muốn nói chuyện thế nào? Đưa người trước đi. Lý Trạch Vũ nói rất tự nhiên. Thoáng trầm ngâm, Bruce phung tay lên, thả người. Giạt. Những binh lính kia rối rít cất súng đi. Cẩu phú quý cùng vật tương vong nhanh chóng chạy đến sát bên Lý Trạch. Lang vương thì không nhanh không chậm nói, còn cả lính của tôi nữa. Cho người thả bọn họ ra luôn đi. Bruce ra lệnh. Sĩ quan đứng đầu tự mình đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Đến lúc đó Lang vương mới nghênh ngang đi đến cạnh Lý Trạch Vũ. Dáng vẻ phách lối cứ như nhà giàu mới nổi vậy. Quân đế, cậu muốn nói chuyện thế nào? Bruce nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Cho dù Tam Đại Tu La Vương đã vô dụng, nhưng ông ta vẫn còn có sức. Dẫu sao bên ngoài vẫn còn cả ngàn tên lính. Thứ thật sự khiến ông ta kiêng kỵ là những chuyện có liên quan đến Julia. Nhiều năm đã qua, ông ta luôn cẩn thận khi làm bất cứ chuyện gì, không bao giờ để một ai nắm thóp, nhưng cuối cùng. Điểm yếu lại nằm trong tay người phụ nữ Kiều. Nếu như không phải do đối phương có thân phận đặc biệt, thì ông ta đã nghĩ cách giết chết từ lâu rồi. Bây giờ là ông đang cầu xin tôi mới phải chứ?
Thái độ cầu xin của ông là thế này siêu. Lý Trạch Vũ suy nghĩ rồi bật cười. Bruce trầm mặt hỏi, vậy cậu muốn như thế nào? Lý Trạch Vũ nhún vai. Như vậy đi, ông cứ quỳ xuống rồi chúng ta bàn lại. Lấy đạo của người trả cho người, đây là điều mà bình thường Lý Trạch Vũ thích làm nhất. Trước đây Bruce dựa vào thân phận một trong ba đại tu la vương, ngông cuồng không ai sánh bằng, từng tuyên bố muốn Lý Trạch Vũ quỳ xuống trước rồi hãy nói chuyện với ông ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Giờ đến lượt người ta bắt ông ta quỳ. Quỳ hay không quỳ đây? Trong lòng Bruce do dự không đưa ra được quyết định, cuối cùng vẫn là chọn không quỳ. Đó là lòng kiêu hãnh cuối cùng của tướng quân năm sao. Quân đế, tôi thừa nhận chứng cứ trong tay cậu đủ làm tôi thân bại danh liệt, nhưng mà... trước khi việc đó xảy ra thì tôi có thể khiến cho cậu biến mất khỏi thế giới này. Tôi tin cậu là người thông minh, sẽ không chọn cách cá chết lưới rách. Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể đàm phán với nhau, nhưng mà đã là đàm phán thì địa vị là ngang nhau. Lời Bruce nói rất rành mạch, câu nào cũng có lý, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ thuận theo đường lui mà ông ta để lại. Nhưng Lý Trạch Vũ lại lắc đầu từ chối. Lựa chọn như vậy cũng không thể coi hắn không bình thường, ngược lại, hắn cho rằng bản thân chẳng có gì phải e ngại Bruce. Bruce, ông cũng không phải ngày đầu biết tôi. Lý Trạch Vũ hời hợt nói. Ban đầu tôi một thân một mình xâm nhập vào Nhà Trắng uy hiếp cả đám nhân vật lớn các người, sau đó tôi có thể bình an vô sự rời khỏi đó. Thế thì ông cảm thấy mấy tên lính tép rêu bên ngoài có thể ngăn được tôi sao? Nghe thấy những lời này, hô hấp của Bruce trở nên dồn dập hơn. Mặc dù bên ngoài có hơn ngàn binh sĩ, đổi lại là người bình thường nhất định sẽ không thể chạy trốn. Nhưng, quân đế đâu phải người bình thường. Mà một khi quân đế trốn thoát khỏi đây... vậy thời khắc ông ta thân bại danh liệt sẽ bắt đầu. Đợi đến lúc ông ta trở thành người bình thường, dựa vào thủ đoạn của quân đế có thể có hơn trăm cách khiến ông ta biến mất khỏi thế giới này, hơn nữa chính phủ cũng sẽ không vì sự biến mất của ông ta mà quyết sống mái với một tên điên. Hơ hơ hơ. Vẻ mặt Bruce cười khổ, quân đế, cậu thắng rồi. Lời vừa nói xong, ông ta đã quỳ gối xuống. Rất thẳng thắn, không chút do dự. Tướng quân. Một đám binh sĩ dục dịch. Bruce xua tay, tỏ ý bọn họ không nên hành động khinh suất, tiếp theo nhìn Lý Trạch Vũ, nói, cậu và bạn của cậu có thể bình an vô sự rời khỏi đây rồi, chuyện của tiến sĩ trừ tôi sẽ không can dự vào nữa, còn món đồ trong tay cậu cũng có thể không cần giao cho tôi, cậu cảm thấy như vậy đã được chưa? Ông đúng là cầm lên được thì buông xuống được. Lý Trạch Vũ kính nể trí tuệ của đối phương từ tận đáy lòng. Dù cho không can dự đến chuyện của tiến sĩ trừ. Dựa vào thủ đoạn của Bruce cũng đủ để thoái thác trách nhiệm, đến lúc đó nhiều nhất là về hưu sớm. Đến lúc đó dù trong tay của Lý Trạch Vũ có toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông ta, cũng sẽ không lấy những thứ đó ra để uy hiếp một người đã từ bỏ cuộc chơi. Nếu như cậu còn có yêu cầu gì nữa thì cứ nói ra, chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ không thoái thác, dù cho cậu muốn lấy đi tính mạng của tôi cũng được, tôi chỉ hy vọng cậu có thể tha cho người nhà của tôi. Nói xong những lời này, Bruce cảm giác như chút được gánh nặng. Sống hơn 60 tuổi đầu, những gì nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi, trên đời này ngoại trừ người nhà ra, đã không còn gì đáng để ông ta lưu luyến nữa. Bao gồm luôn cả quyền lực. Tôi có thể không giết ông, hơn nữa tôi cũng có cách khiến ông có thể tiếp tục giữ chức tướng quân năm sao. Giọng của Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại như có một sức mạnh kinh hồn, khiến cho trái tim đã nguội lạnh của Bruce chợt bừng sáng, đôi mắt ông ta lấp lánh. Điều kiện của cậu là gì? Bruce khôn danh như yêu quái. Quân đế không những không làm khó ông ta, còn giúp cho ông ta tiếp tục nhậm chức, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, nhất định còn có điều kiện khác. Quả nhiên là vậy. Lý Trạch Vũ đảo mắt nhìn mười mấy binh sĩ trong phòng. Bruce lập tức ngầm hiểu, bọn họ đều là tâm phúc của tôi, cậu có gì cứ nói, không sao cả. Được Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc lá, nói, tiến sĩ Trử là người của nước Hạ, vậy. Thì những tâm huyết lúc trước ông ấy đã bỏ ra nên trả lại cho ông ấy, điều kiện này. Không quá đáng đó chứ. Trong giây lát, con người của Bruce lập tức co lại như hình chiếc kim. Thí nghiệm của bom thông minh mẫu mới đã đi vào giai đoạn cuối, dù cho. Không có tiến sĩ Trừ phụ trách, thì thí nghiệm đó cùng lắm là kéo dài thêm 2 năm nữa là sẽ nghiên cứu thành công. Nếu như ông ta làm theo lời hắn, chẳng khác nào phản quốc. Đây là cơ hội duy nhất của ông. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng nói, nếu như suy nghĩ thấu đáo rồi thì đứng lên nói chuyện, còn chưa suy nghĩ xong thì tiếp tục bàn bạc.
quân đế, cái này. Bruce toát mồ hôi hột, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lý Trạch Vũ nhún vai, tôi đã cho ông cơ hội rồi, nhưng sẽ không cho ông thời gian suy nghĩ đâu, trong vòng 3 giây phải cho tôi câu trả lời. Nói rồi hắn vươn từng ngón tay lên đếm, 3. Tôi đồng ý, Lý Trạch Vũ còn chưa đếm ngược xong, Bruce đã cướp lời đồng ý. Chỉ là sau khi đồng ý, cả người ông ta giống như bị rút hết sức sống, bất lực. Ngồi xổm trên mặt đất. Lý Trạch Vũ đi đến trước mặt ông ta, khom người xuống vỗ vai ông ta một cái, chọn lựa của ông vô cùng chính xác, bởi vì trên đời này không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn mạng sống của cả nhà mình. Bruce gật đầu như khúc gỗ, xem như đồng ý với cách nói đó. Dù sao người chết rồi thì cái gì cũng đều không còn. Lý Trạch Vũ đứng dậy, vừa quơ tay vừa đi về phía mấy người lang vương, nói, chúng ta đi. Một đoàn người hiên ngang rời đi, không một binh sĩ nào dám ngăn cản. Bruce nhìn huyết tu la và dạ tu la còn chưa chết hẳn, sau đó xoay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho tâm phúc của mình. Tên binh sĩ đó ngầm hiểu gật đầu, sau đó rút cây súng bên hông nhắm vào hai người đó, bắn hai phát. Tướng quân Bruce, ông, con, mẹ nó. Hai đại tu la vương lần lượt theo gót em trai mình. Lôi ba cái xác của bọn họ đưa tới nông trường. Cùng lúc này, đám người Lý Trạch Vũ đã đi ra khỏi quân doanh, Nam Cung Thạc đã đợi ở bên ngoài rất lâu. Chu cha con mẹ nó ông nội tôi ơi, lão Nam cái tên khôn kiếp này còn có mặt mũi đến gặp chúng ta hả? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong không hài lòng với việc Nam Cung Thạc tự mình bỏ chạy trước, vừa gặp đã chửi bới. Lý Trạch Vũ liếc hai người một cái, hòa giải, được rồi, lão Nam cũng là lấy đại cục làm trọng. Nam Cung Thạc lệ tràn khóe mi, nói, vẫn là Lý Thiếu hiểu tôi mà. Mặc dù có Lý Trạch Vũ nói đỡ cho Nam Cung Thạc, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng không tiếp tục làm khó ông ta nữa, nhưng lại hùa theo lang vương cô lập đại hộ pháp. Cẩu Phú Quý bĩu môi, nói, sau này ông chơi mình ông đi, chúng tôi tự chơi với nhau, đừng hòng bọn tôi sẽ dẫn ông theo chơi cùng nữa. Đừng mà! Trong khoảng thời gian này Nam Cung Thạc đã quen nhập ra tùy tục, một ngày không đến câu lạc bộ đêm lắc một cái thì sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Ở cái nước Mỹ lạ nước lạ cái này, còn không biết tiếng Anh. Nếu như mấy người Cẩu Phú Quý không dẫn ông ta đi chơi, vậy một ngày của ông ta sẽ dài như một năm. Nghĩ đến đây, đại hộ pháp cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bèn hấp tấp đi theo sau lưng mấy người bọn họ, vẻ mặt nịnh hót lấy lòng. Người anh em tốt Phú Quý, người anh em hiền Tương Vong, chúng ta là anh em mà. Bán đảo Grandview, nơi ở của tộc bất tử. Trong số pháo đài cổ vừa xa hoa vừa lớn nhất trong đó thuộc về vua Guson. Cấp bậc thấp nhất có tư cách bước vào nơi đó cũng là công tước trở lên. Hơn nữa muốn đến đó còn phải thông báo lên từng lớp lớp, duy chỉ có một người có đặc quyền. Đó chính là Angela. Vị công chúa tộc này của tộc bất tử là cô cháu nội duy nhất được Guson vô cùng cưng chiều. Trời vừa tối, ông quản gia Diseller đã nhìn thấy Angela vô cùng lo lắng đi vào. Trong pháo đài cổ, công chúa, huyết hoàng đại nhân còn chưa dậy nữa, cô có chuyện gì gấp? Tôi muốn gặp ông nội, anh lập tức đi thông báo một tiếng giúp tôi. Angela thúc giục nói. Diseller không dám hỏi nhiều dù là nửa câu, gật đầu đồng ý. Một lát sau, Guson chải chuốt đầu tóc, khoác lên một áo chuồng đen đi vào đại điện. Dù đã sống mấy trăm năm, nhưng trông ông ta chưa như ông già 70 thôi. Ông nội, Angela bước nhanh lên trước đại điện, ôm cá ôm thân thương dành cho. Guson. Guson dịu dàng cười một cái, hỏi, sao cháu quay về rồi? Ông nội, thân vương Brandy lại dám làm trái ý ông nội. Angela ngay tức khắc nói tin tức mình đã nghe ngóng được nói lại với ông ta. Đương nhiên cô ấy cũng thêm mắm nhậm muối không ít, dù sao chuyện này cũng liên quan đến người trong lòng cô ấy mà. Nụ cười của Guson không hề mất đi, nói, cháu đặc biệt quay về đây để nói chuyện này với ông hả? Hả, Angela hơi kinh ngạc. Cô ấy thấy biểu cảm này của Guson, giống như ông ta đã biết chuyện này từ trước rồi. Ông nội, vẻ mặt Angela nghiêm túc khuyên, nói, Brandy không nghe lời ông, cháu cảm thấy ông nên dạy dỗ hắn ta một trận, để răng đe kẻ khác. Công chúa nhỏ ơi, trong chuyện này có khi nào có hiểu lầm không? Sắc mặt Diseller chập xuống, thân vương Brandy có khi chỉ là đến New York vui chơi nghỉ phép thôi. Angela cau mày, nói, tuyệt đối không phải là hiểu lầm. Tôi đã xác nhận tin này, thân vương Brandy chính là đi trả thù cho em trai hắn ta. Được rồi. Guson đột nhiên lên tiếng cắt ngang, nói,
chuyện này ông nội biết rồi, cháu về trước đi nhé. Ông nội, Angela cau mày, còn muốn nói gì đó. Niceler đã lên tiếng cắt ngang trước, nói, công chủ nhỏ giờ huyết hoàng đại nhân cần ăn cơm, cô hãy về trước đi ạ. Vừa nói tay vừa làm ra động tác, mời, về. Angela cau mày, tuy không muốn rời đi, nhưng cũng biết chuyện quan trọng trong ngày của ông nội là ăn, chỉ có thể mang theo nỗi lòng bất lực mà lui ra khỏi đại điện. Niceler đích thân đi cùng cô ấy ra khỏi pháo đài cổ, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới ngượng ngùng mở miệng nói, công chúa, những chuyện vừa rồi cô nói huyết hoàng đại nhân từ sớm đã biết rồi. Đã sớm biết rồi ư? Angela nghỉ hoặc, hỏi nói, vậy tại sao ông nội lại không cấm thân vương Brandy? Ấy Niceler thở dài, nói, mấy năm nay thân vương Brandy càng ngày càng càn quấy, nếu như không phải huyết mạch trấn áp, nói không chừng cái thằng đó đã phản lại huyết hoàng đại nhân rồi. Trước đây Angela nhờ Gusson đích thân ra mặt, ra lệnh cho Brandy không được làm khó quân đế nữa. Tuy lúc đó Brandy đã đồng ý, nhưng Gusson trong lòng rõ như gương, đoán được thằng đó sẽ ở sau lưng ông ấy làm gì đó. Dù gì Brand là em trai ruột của hắn ta. Cho nên dù trong lòng của Gusson không hài lòng, thì cũng không thể làm gì khác hơn. Bởi vì Brandy là người mạnh nhất trong 6 đại thân vương của tộc bất tử, đồng thời cũng là người có cấp dưới nhiều nhất, dù cho có là huyết hoàng Gusson cũng không thể dễ dàng động vào hắn ta. Vậy thì phải làm sao? Angela nhất thời trong lòng lo lắng. Nếu như ngày cả ông nội cô ấy cũng không làm gì được Brandy, vậy cả tộc bất tử còn ai có thể áp chế được hắn ta? Quân đế chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Niceler an ủi nói, công chúa cô đừng quá lo lắng, huyết hoàng đại nhân đã điều tra rất rõ quân đế, nhóc đó không phải loài người bình thường. Chắc là sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Tin tức Tam Đại Tu La Vương bị hủy tuy đã được nước chính phủ Mỹ phong tỏa tin tức, nhưng trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt qua được, vẫn có không ít người biết được chuyện này. Trong đó Gusson, thực lực Tam Đại Tu La Vương không tầm thường, trong tình trạng cả ba liên thủ với nhau ngay cả huyết hoàng cũng phải bó tay. Quân đế lại có năng lực giết chết ba người mạnh nhất, vậy thì có là Brandy cũng chưa chắc có thể làm gì hắn đâu nha. Tam Đại Tu La Vương chết hết rồi. Angela biết được tin này, phút chốc hiện ra vẻ kinh ngạc. Niceler khế gật đầu nói, cho nên mới nói công chúa cô hoàn toàn không cần phải lo, chỉ là. Nói đến đây hắn ta khéo léo chuyển chủ đề, có ý tốt nhắc nhố, nói, huyết hoàng đại nhân vẫn rất hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với tên quân đế đó, dù. Sao thì người tộc bất tử chúng ta với loài người sẽ không có kết quả đâu. Cái này trong lòng tôi tự có tin toán. Anh nói với ông nội không cần thay tôi lo lắng. Angela để lại một câu liền quay người rời đi, đưa ánh mắt tiễn bóng lưng cô ấy rời đi, Niceler bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, Angela quay về lâu đài của mình, đã thấy Ma Ép đợi sẵn ở đó từ lâu rồi, trong tay còn cầm một bó hoa hồng tươi. Anh lại đến đây làm gì nữa? Giọng điệu Angela chán ghét hỏi. Hai tay Ma Ép dâng hoa lên cho cô ấy, ánh mắt nịnh nọt, nói, Angela. Đây là hoa do chính tay tôi hái, hy vọng cô sẽ thích. Bốp! Angela không chút do dự, thẳng thắn vung tay chát một cái đánh rơi bó hoa tươi xuống đất, nói, tôi cảnh cáo anh đừng có mà bám lấy tôi nữa, nếu để người đàn ông của tôi biết được thì anh sẽ rất thảm đó. Ma Ép cố nén tức giận hỏi, cô đang nói quân đế hả? Hơn một năm trước, Angela đuổi giết một người ở khắp thế giới, lúc đó do hiểu kỳ nên anh ta đặc biệt điều tra một chút. Biết được Angela có quan hệ không rõ ràng với một con người. Mà người đó chính là quân đế. Angela không chút nghĩ ngợi nói, đúng, anh ấy chính là người đàn ông của tôi. Ma Ép cau mày nói, tộc bất tử của chúng ta kết hợp với loài người sẽ không có kết quả đâu, chẳng lẽ cô không biết sao? Chọn lựa của tôi không liên quan gì đến anh. Angela hừ một tiếng, nói, hơn nữa tôi cũng nhắc anh nhớ, quân đế rất khen tuông, nếu như để anh ấy biết được anh bám lấy tôi. Vậy thì anh gặp nguy hiểm rồi, dù cho ông nội của anh là công tước Bru cũng vô dụng. Nếu như là loài người bình thường khác Ma Ép đương nhiên sẽ xem không ra gì, nhưng cái thằng quân đế thì anh ta thật sự không dám coi thường. Vì anh ta cũng từng nghe qua, công tước Brand chính là chết dưới tay của quân đế. Tránh ra cho tôi. Angela nghiêm giọng hét một tiếng, Ma Ép rất tự giác mà né ra cho cô ấy vào trong lâu đài. Ngóng theo dáng lưng của Angela đi vào. Ma Ép buộc miệng nói, Angela, quân đế sắp tiêu đời rồi, cô đi theo nó không kết quả đâu, hơn nữa. Tôi sẽ mãi mãi yêu cô, cũng chỉ có tôi mới có thể mãi mãi ở bên cô.
Anh nói mấy câu này làm tôi thấy buồn nôn. Nói đến đây Angela dừng bước xoay người lại, liếc xéo Ma ép một cái. Còn nữa, người đàn ông của tôi là loài người ưu tú nhất trên đời này, anh ấy sẽ không tiêu đời đâu, chúng ta chóng mắt lên chờ xem. Sau cái chết của Tam Đại Tu La Vương, trên vai Bruce gánh vác trách nhiệm không thể thoái thác. Trong hội nghị tại Nhà Trắng, ngoài những lãnh đạo quân đội có mối quan hệ tốt với Bruce không làm khó ông ta, còn lại những người khác đều tạo thành nhóm công kích ông ta. Về hưu trước tuổi là con đường lùi cuối cùng của Bruce. Hoặc là ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên vẻ mặt điềm nhiên như không. Chư vị, ngay cả Tam Đại Tu La Vương đều chết hết rồi, tôi thấy chúng ta nên thảo luận một chút, kế hoạch diệt quân có nên tiếp tục tiến hành hay không. Philip đảo mắt nhìn đám người đó một cái, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Yuri, Bộ trưởng Yuri, xin hỏi ông có cách nghĩ như nào? Do dự suy nghĩ, Yuri nhẹ nhàng nói, tôi thấy là vẫn nên tiếp tục. Soạt. Lời của Yuri vừa dứt, toàn hội nghị lập tức xôn xao, mọi người đều đưa ánh mắt khó tin nhìn ông ta. Sau khi lời của Yuri nói xong, mọi người tại hội nghị bắt đầu huyên náo, ánh mắt mọi người đầy vẻ khó tin nhìn ông ta. Dù cho kết quả này đã định sẵn nhưng Bruce sinh ra một cảm giác kinh ngạc. Ngay cả Tam Đại Tu La cũng chết rồi, bọn họ vốn dĩ không thể chọn được ai thích hợp ra mặt đối phó quân đế. Bộ trưởng Yuri, ông không nói đùa đó chứ? Philip cau mày nói, ông cảm thấy trước mắt còn có ai có thể đối phó được với quân đế. Khóe môi Yuri cong lên hiện ra nụ cười lạnh, nói, chúng ta không có người thích hợp để đối phó với quân đế, nhưng có thể mượn. Mượn. Đầu óc mọi người mơ hồ. Bruce nhàn nhạt cười, nói, chẳng lẽ mượn người của những nước khác? Ha ha, dù cho chúng ta có thể bỏ đi sĩ diện, ông cho rằng người của nước nào có đủ năng lực đối phó với quân đế? Lời này nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Mỗi một người trong Tam Đại Tu La Vương đều cấp bậc chiến thánh, lại từng người một bị quân đế giết chết. Nước nào còn có thể huy động ra được người mạnh hơn Tam Đại Tu La Vương? Mọi người chắc đều nghe qua câu kẻ thù của kẻ thù là bạn rồi chứ? Yuri nhàn nhạt cười nói, kể từ khi quân đế gần như thống trị thế giới hắc ám, không có mấy ai đủ sức để xung đột với cái tên xui xẻo đó, nhưng không có nghĩa là không có. Philip hối thúc nói, Bộ trưởng Yuri, ông đừng có vòng vo khiến mọi người tò mò nữa, nhanh nói đi. Nhìn mọi người xung quanh một cái, Yuri chậm rãi nói, theo như tôi biết, mấy ngày trước quân đế đã giết chết một vị công tước của tộc bất tử, hơn nữa vị công tước này có một người anh trai tên là Brandy. Chính là thân vương có quyền lực cao nhất trong tộc bất tử. Nghe đến đây, đôi mắt của không ít người phát sáng lên. Tộc bất tử là sự tồn tại khác biết trên thế, trong đó cười có cấp bậc càng cao trong tộc bất tử thì lại càng mạnh, mỗi một thân vương đều có thể so sánh với thực lực chiến thánh cảnh. Brandy có thể diệt trừ quân đế hay không thì không rõ, nhưng ý của Yuri không cần nói cũng hiểu, bọn họ chỉ cần lôi kéo được tộc bất tử. Brandy có thể diệt trừ được quân đế đương nhiên là tốt, trái lại nếu như quân đế giết chết Brandy, vậy thì hắn đã đắc tội với cả tộc bất tử. Nước đi mượn dao giết người này quá tuyệt. Đề nghị của Bộ trưởng Yuri không tệ. Tôi cũng cho rằng có thể thực hiện. Biện pháp này vô cùng tốt, tôi ủng hộ. Ánh mắt đám người nhìn về phía Yuri tràn ngập kính nể, chỉ có Philip là như có chút phức tạp. Vào buổi tối cùng ngày, một chiếc chuyên cơ đáp xuống phi trường quốc tế thành phố New York. Trên chiếc chuyên cơ chỉ có hai người ngồi. Một người đàn ông trông tầm 50 tuổi, tóc chải vuốt keo bóng loáng, đêm hôm khuya khoắt còn đeo một chiếc kính râm. Một người khác là một ông lão tóc bạc trắng đã thất tuần, trong tay chỉ cầm một chiếc dương hành lý, cung kính đi theo sau lưng người đàn ông đeo kính râm. Hai người chính là thân vương Brandy tộc bất tử, và quản gia, Jin của hắn ta. Khi hai người một trước một sau đi xuống máy bay, người phụ trách FBI, Naloni đã chờ ở đây từ lâu. Thân vương Brandy, hân hạnh vì được gặp ngài. Anh Naloni, cảm ơn anh đã đến đây đón bản vương dù bận trăm công ngàn việc. Naloni và Brandy ôm một cái, tiếp đó bước vào một chiếc xe thương vụ xa hoa và rời đi bằng lối riêng. Trên xe, Naloni mở một bình chứa chất lỏng đỏ tươi đã chuẩn bị từ sớm ra, tự rót đầy tràn một ly lớn, nói, thân vương Brandy, đây là máu hươu tươi tôi đích thân bảo người ta chuẩn bị, mời ngài nếm thử. Bản vương thích uống nhất chính là máu hươu, cảm ơn anh Naloni. Brandy nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch máu hươu bên trong. Naloni chuẩn bị rót thêm một ly, nhưng bị Brandy cướp bình. Uống bằng bình. Mãi đến khi uống sạch giọt máu hươu cuối cùng,
nhưng Brandy vẫn chưa thỏa mãn. Naloni khách khí nói, nếu thân vương Brandy thích, chờ khi ngài trở về tôi sẽ cho chuẩn bị thêm một chút ngài. Vậy tôi sẽ không khách khí. Brandy thật sự không khách khí, trông hắn ta rất hăng hái. Có thể khiến cho bá chủ thế giới lấy lòng, quả thật là một chuyện đáng khoe khoang. Sau khi khách sáo xong, Naloni nói, thân vương Brandy, tôi rất tò mò tại sao ngài đột nhiên đến thăm nơi này của chúng tôi. Brandy cười khẩy một tiếng trong lòng. Mục đích hắn ta tới nơi này có lẽ người khác không biết, nhưng khẳng định quan phủ nước Mỹ rõ ràng. Euro ó điều đối phương đã giả vờ ngu ngốc, vậy hẳn ta cũng chỉ có thể phối hợp, bản vương tới nơi này nghỉ phép. Thật sao? Naloni cười khan một tiếng, nói, như vậy tôi hy vọng thân vương có thể chơi vui vẻ. Brandy nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn. Hai người lá mặt lá trái một phen. Một lát sau, Naloni mới bắt đầu vào chủ đề chính, hỏi, ngài thân vương, nghe nói ngài ngoại trừ làm khách du lịch ra thì còn có một chuyện khác. Tin tức của anh Naloni quá nhanh nhạy, không hổ là người phụ trách FBI. Brandy cũng không giả vờ nữa, thản nhiên thừa nhận nói, trước đây không lâu, em trai ruột của tôi là Brand ngã xuống ở chỗ này, lần này bản vương tới chính. Là muốn báo thù cho em trai bản vương. Naloni nhẹ gật đầu, giả ngu nói vậy là người ngài thân vương muốn giết chính là quân đế rồi. Không sai, nghe thấy hai chữ quân đế, mặt Brandy lộ vẻ hung ác. Sau chốc lát trầm ngâm, Naloni cau mày nói, ngài thân vương, tôi khuyên ngài tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Brandy sầm mặt lại, vì sao? Bởi vì quân đế không phải hạng người soàng xính. Naloni thở dài, trầm giọng nói, không dối gạt ngài thân vương, quân đế cũng là kẻ địch của chúng tôi. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã phái mấy nhóm người đi đối phó, kết quả tất cả đều mang tay trắng trở về. Mang tay trắng trở về. Hơi rõ ràng là tất cả đã bị người ta giết chết rồi. Brandy tuy đã nhìn thấu không nói toạc ra. Tam đại Tu La Vương, chắc hẳn ngài thân vương không xa lạ gì đúng không? Naloni hỏi, Brandy tiếp tục giả ngu, ra vẻ khiêm cung lắng nghe. Ngay cả Tam đại Tu La Vương cũng thua ở trong tay quân đế, cho nên chúng tôi mới nhắc nhở ngài thân vương không thể manh động. Naloni nghĩ đến chuyện này lòng liền cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ là Tam đại Tu La Vương là bởi vì tuổi tác đã cao nên mới có thể thua ở trong tay quân đế. Nói đến đây khóe miệng Brandy nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói, coi như tên đó mạnh hơn nữa thì lần này nhất định sẽ chết trong tay bản vương. Ngài thân vương tuyệt đối không thể khinh suất. Naloni thấy mặt mũi Brandy chỉ toàn vẻ khinh thường, trong lòng thầm mắng đối phương một tiếng đồ ngu. Quân đế thật sự mạnh. Naloni đích thân đưa Brandy đến một khách sạn được đặc biệt cấp cho, lúc rời đi vẻ mặt còn đầy vẻ lo lắng. Tên này có thể giết chết quân đế sao? Nói thật, Naloni cũng không tin Brandy lắm, hơn nữa trong lòng anh ta cứ có dự cảm không tốt nhưng lại không nghĩ ra vì sao lại có dự cảm không tốt này. Không lâu nữa là anh ta sẽ biết được thôi. Trong bóng đêm, một chiếc Lincoln phiên bản kéo dài đậu cách khách sạn được đặc cấp không xa. Trong xe Elip nhìn qua cửa sổ và thấy Naloni rời đi, tò mò hỏi, quân đế, khi nào cậu định tấn công? Vẫn còn sớm mà Lý Trạch Vũ không quay đầu lại mà đã trả lời ông ta. Elip khế gật đầu, lấy ra một tấm thẻ từ trong người, đây là thẻ thông hành của khách sạn. Lý Trạch Vũ hài lòng nhận thẻ sau đó vỗ vỗ bả vai ông ta, tính ra ông cũng biết cách làm việc đấy. Chuyện tôi nên làm thôi mà. Elip cười nịnh nọt. Cùng lúc đó, trong khách sạn được đặc cấp. Brandy lại uống thêm một ly máu lớn màu đỏ thắm, cười ha ha nói, Zen, ngoại trừ huyết hoàng đại nhân ra thì chắc hẳn sức ăn của tôi đứng đầu toàn tộc bất tử đấy nhỉ. Rất ít người biết. Từ số lượng máu người đó uống là có thể phán đoán được địa vị và thực lực của người đó trong tộc bất tử. Mỗi lần ăn hoàng đế Gusen cần uống 50 lít máu, tương đương với lượng máu của 10 người trưởng thành cộng lại. Trong khi đó, Brandy cần khoảng 40 lít mỗi bữa ăn. Bởi vậy là có thể nhìn ra, ở trong tộc bất tử hẳn ta chỉ đứng dưới duy nhất hoàng đế Gusen. Tất nhiên là vậy rồi ạ. Vên hiểu ý đáp, nếu không phải vì huyết mạch áp chế. Có lẽ thân vương đại nhân sẽ vượt qua huyết hoàng đại nhân nhanh thôi. Nghe được bốn chữ huyết mạch áp chế thì ánh mắt Brandy lập tức trở nên âm trầm. Huyết mạch Gusen chính là huyết mạch thuần khiết nhất ở trong tộc bất tử, cũng chính bởi vậy mà linh hồn của ông ta trời sinh có thể áp chế người khác trong tộc bất tử một bậc. Brandy cảm thấy số phận có chút bất công.
nếu như không phải huyết mạch áp chế, có lẽ thực lực của hắn ta đã vượt qua Gusen từ lâu rồi. Euro ó vẻ rên có thể cảm nhận được tâm trạng không vui của chủ nhân, vì vậy anh ta trấn an nói, thân vương đại nhân, đợi sau khi đi nước Hạ lần này rồi khi quay về, huyết mạch của ngài có thể không bị huyết hoàng đại nhân áp chế nữa, đến lúc đó chính là thời điểm ngài trở thành huyết hoàng mới. Nghe vậy, Brandy tập trung tinh thần, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Chắc hẳn Gusen nghĩ là bổn vương đến đây để báo thù cho đứa em trai ngu xuẩn của tôi, mà không biết bổn vương chỉ dùng thủ thuật che mắt này để che giấu hành tung thôi. Thân vương đại nhân anh minh, tên rất bình tĩnh vuốt mông ngựa một cái. Nhưng thật ra, tôi rất thích con khốn Angela đó, đáng tiếc cơ thể của cô ấy đã cho tên quỷ thối tha quân đế kia từ lâu rồi. Brandy hừ một tiếng, chuyển đề tài nói, dám đoạt phụ nữ với bổn vương, chờ kế hoạch của bổn vương hoàn thành. Đến lúc đó sẽ đi bắt tên quỷ thối tha kia dễ lăng trì xử tử hắn, coi như là tiện tay báo thù cho đứa em trai ngu xuẩn của tôi. Cộc cộc cộc, vừa dứt lời, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, Brandy lập tức nhướng mày. Đây là một khách sạn được đặc cấp do chính phủ quản lý, bình thường cũng sẽ không có người đến quấy rầy khách hàng. Vậy ngoài cửa sẽ là ai đây? Ven mở cửa cùng với sự nghi ngờ. Một gã thanh niên da vàng đứng ở ngoài cửa. Nhếch miệng một cái làm lộ ra một hàng răng trắng lớn, tiên sinh, có muốn gọi tiểu thư hay không? Jen thật sự không ngờ khách sạn được đặc cấp do chính phủ quản lý lại còn có kẻ dẫn mối mại dâm trà trộn vào, anh ta lập tức bất mãn nói, chúng tôi không cần. Anh ta vừa dứt lời thì đóng cửa lại ngay. Bà, thanh niên nhanh tay lẹ mắt, ngăn lại cửa trước một bước sau đó không mời đã tự đi vào. Mày muốn chết sao? Giọng điệu, Jen trầm xuống, lập tức cút ra ngoài cho tao. Thanh niên cười ha ha nói, không muốn mấy người phụ nữ của gia đình để ở cùng mấy ngày này sao, họ cực kỳ mềm mại đấy. Không cần, lập tức. Chờ một chút. Brandy đang ngồi trên sofa đột nhiên ngắt lời, cho hắn vào. Vâng. Jen cung kính đáp, lập tức trừng mắt nhìn thanh niên, đi qua đó đi. Ok. Thanh niên vẫn tự nhiên như thường, đi tới ngồi xuống đối diện Brandy. Brandy trêu tức cười. Một kẻ dẫn mối mại dâm da vàng như cậu có thể trà trộn vào khách sạn được đặc cấp, xem ra cậu vẫn có chút bản lĩnh đấy. Quá khen, thanh niên ôm quyền, nhìn qua trông có vẻ rất dương dương đắc ý. Brandy đột nhiên cảm thấy thanh niên trước mặt có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Có cần phụ nữ của gia đình không? Thanh niên có vẻ không kiên nhẫn. Brandy phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Phụ nữ của gia đình là phụ nữ biết hầu hạ đàn ông nhất trên thế giới đấy, đi gọi bổn vương 10 người lại đây đi. 10 người, không thành vấn đề. Thanh niên mặt mày hớn hở, hưng phấn nói, tổng cộng 1 tỷ đô Mỹ, cảm ơn. Cái gì? Brandy ngẩn người, cho rằng thính giác của mình có vấn đề. Thanh niên nhắc lại một lần, tổng cộng 1 tỷ đô Mỹ, cảm ơn. Có phải tên này bị điên rồi hay không? Jen trừng mắt nhìn thanh niên một cái. Bất mãn nói, 10 người phụ nữ mà đòi tận 1 tỷ đô Mỹ, sao mày không đi cướp đi? Vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nói, được rồi, vậy giờ tôi cướp thẳng luôn, giao. 10 tỷ đô Mỹ ra, nếu không tôi sẽ đánh chết các người. 10 tỷ. Brandy giờ khóc giờ cười nói, ăn cướp đánh tới đầu bổn vương luôn rồi, tên quỷ nhỏ nhà cậu thật sự không muốn sống nữa sao? Song dài mẹ nó ít thôi, chính các người để cho tôi ăn cướp đấy, ách. Nói thật. Đây vẫn là lần đầu tiên ông đây gặp phải loại yêu cầu này. Thanh niên ma sát quyền trưởng, bộ dáng tôi không nói đùa. Khóe miệng, Jen hơi co rút vài cái, cút ra ngoài ngay, nếu không sẽ để cái mạng nhỏ của mày ở lại đây. Trả tiền cho tôi, nếu không sẽ đánh chết các người. Lời thanh niên nói ra còn tàn nhãn hơn. Brandy cảm thấy mình bị trêu đùa, lập tức bất mãn nói, Jen, xử lý hắn sạch sẽ. Vâng. Jen nhẹ gật đầu. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, ha, chỉ trong nháy mắt, trong miệng đã lộ ra một đôi răng nanh dài. Thanh niên cũng không cảm thấy bất ngờ, càng không hoảng sợ chút nào mà lại chọn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh một quyền vào răng nanh, Jen. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức, Jen không thể nhìn rõ. Vèo, nắm đấm của thanh niên lập tức nện vào miệng, Jen. Bịch bị trồ, hai cái răng nanh nhô ra gần như đồng thời rơi ra khỏi miệng. Máu tươi bản tung tóe lên miệng, Jen, anh ta phát ra tiếng kêu thống khổ. Brandy lập tức nheo mắt lại, trong lòng đã chắc chắn thanh niên trước mặt này không thể nào là kẻ dẫn mối mại dâm được. Chờ đã, hắn ta nhớ ra,
Cách đây không lâu hắn ta đã nhìn thấy thanh niên trước mắt này trên ảnh chụp. Cậu là quân đế? Randy trầm giọng chất vấn. Thanh niên đá, rên bay ra xa mấy mét khiến anh ta đập mạnh vào tường sau đó lại nặng nề ngã xuống đất. Kế tiếp hắn mới quay đầu lại nhìn Randy, cậu biết tôi à? Giọng điệu Randy rét lạnh nói, hung thủ sát hại em trai bổn vương thì sao bổn vương có thể không nhận ra chứ? Nếu đã quen biết, vậy để tôi giảm giá cho cậu là được rồi. Lý Trạch Vũ khoa tay múa chân một phen. Như vậy đi, đưa tôi 20 tỷ đô Mỹ, tôi sẽ không đánh chết cậu. Giá này còn nhiều hơn gấp đôi giá gốc, Randy không khỏi hoài nghi thanh niên phương Đông trước mặt này có phải có hiểu lầm gì về giảm giá hay không. Tên quỷ nhỏ, cậu thành công chọc giận bổn vương rồi đấy. Randy gầm nhẹ một tiếng, chỉ trong nháy mắt hắn ta đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, một luồng khí thế khiến người ta sợ hãi phát ra từ cơ thể hắn ta. Rên giống như chó chết lập tức lộ vẻ mừng rỡ, tên quỷ nhỏ đáng ghét, thân vương đại nhân sẽ hút sạch máu của cậu. Khặc khặc khặc, Randy trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, đề nghị này không tệ, máu của cường giả nhân loại lúc nào cũng dễ uống hơn máu của người bình thường, hơn nữa còn có thể nâng cao thực lực của bổn vương, khặc khặc khặc. Ồn ào, vèo, một tiếng. Lý Trạch Vũ và Randy vốn cách nhau chừng 10 mét nhưng hắn thuấn di thì gần như đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Chỉ thấy hắn giơ nắm đấm ra khoa tay múa chân một phen. Thấy nắm đấm lớn bằng bao cát như này bao giờ chưa? Am. Dứt lời không đợi Randy kịp phản ứng, trọng quyền hung hăng nện vào người hắn ta. Ôi! Randy lui lại vài bước, gầm nhẹ một tiếng, tên quỷ nhỏ đáng ghét, tao muốn hút sạch máu của mày, lại biến mày thành nô lệ của tao. Lý Trạch Vũ không thể không công nhận cơ thể của những quái vật này quả thực rất cường hãn. Nếu một quyền hắn đánh vừa nãy đập vào người Nam Cung Thạc thì ít nhất ông ta cũng phải gãy mấy cái xương sườn. Nhưng thân vương của tộc bất tử trước mắt này chỉ lảo đảo lui về phía sau vài bước giống như thương tổn chẳng đáng kể vậy. Tên quỷ nhỏ, để mạng lại đây đi. Nói xong Randy phát động công kích trước. Thấy hai tay đối phương hóa thành móng vuốt hổ bắt lại, Lý Trạch Vũ không hề vội vàng mà đánh ra hai quyền. Âm ầm, quyền trưởng đụng nhau, móng vuốt hổ của Randy đau đến gần như bị phế luôn, hắn ta lại lùi về sau vài bước. Lý Trạch Vũ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Chân dậm một cái đuổi theo, quyền cước cũng mạnh mẽ tấn công Randy. Thình thịch, tiếng quyền trưởng trong trẻo liên tiếp vang lên. Sắc mặt Randy xanh mét, nội tâm lại hoảng hốt như sóng to gió lớn, hoàn toàn không ngờ một nhân loại trẻ tuổi lại có thực lực mạnh như vậy. Thảo nào có thể giết chết đứa em trai ngu xuẩn của mình. Tên quỷ nhỏ, dừng ở đây thôi. Randy gầm một tiếng, nhờ thân thể cường hãn cứng rắn mà hắn ta đã chịu đựng hai cú đấm và bốn cú đạp. Sau đó hóa tay thành đao mà điên cuồng chém về phía cổ họng Lý Trạch Vũ. Phanh! Lý Trạch Vũ lại một lần nữa đấm mạnh vào người Randy nhưng lúc này cái đao được hóa từ tay của hắn ta đã tới gần cổ họng của hắn. Dưới tình thế cấp bách, cơ thể hắn hơi ngửa về phía sau, tránh được lưỡi đao của đối phương một cách hoàn hảo. Randy không ngờ rằng hắn ta đã trúng tới mấy quyền mà lại chẳng thể làm tổn thương được đối thủ chút nào, lúc này trong lòng hắn ta bắt đầu cảm thấy muốn phát điên. Một khi giao chiến mà đã mất đi lý trí thì chỉ tăng nhanh tốc độ bị thua hơn mà thôi. Vốn dĩ dựa vào cơ thể cường hãn của mình, Randy vẫn còn có thể chống trả Lý Trạch Vũ một lúc nữa nhưng sự phẫn nộ đã lấn át hết lý trí, phương thức chiến đấu của Randy trở nên rất man dợ. Bang bang bang! Lý Trạch Vũ chỉ cần tránh được một lần công kích thì sau đó có thể tấn công vào cơ thể của đối thủ một cách cực kỳ chính xác. Không đến nửa phút, ít nhất Randy đã trúng hơn 10 cú đấm. Cho dù cơ thể mạnh mẽ như sắt thép cũng chịu không nổi, hắn ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đã rời vị trí vậy. Rên nằm trên mặt đất nhìn thấy vị thân vương Randy này bị đánh đến mức không còn sức chống đỡ thì không nhịn được mà cảm thấy tê cả da đầu. A hai! Randy phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trong khoảnh khắc hắn ta không chú ý một cái, răng nanh trong miệng đã bị đánh gãy mất một chiếc. Có vẻ như Lý Trạch Vũ cũng không vội vã giết hắn ta luôn mà chỉ như đang chơi đùa với đối thủ. Đáng chết, mày là tên quỷ nhỏ đáng chết. Randy giận dữ. Răng nanh là thứ tôn quý nhất của tộc bất tử, tuy rằng sau một thời gian thì chúng có thể mọc lại, nhưng nếu để cho người ta biết rằng răng nanh của thân vương từng bị người ta đấm gãy thì đó sẽ là một vết nhơ không thể xóa bỏ trong suốt cuộc đời. Tao muốn mày chết. Randy bất chấp đau đớn, dùng hai tay bắt lấy cánh tay Lý Trạch Vũ. Giây tiếp theo, keng keng, một tiếng, chỉ thấy trong tay Lý Trạch Vũ xuất hiện một thanh mã tấu,
trong nháy mắt đã có hai cánh tay đẫm máu rơi xuống đất. A, an tay của tao. Ánh mắt Brandy trở nên trống rỗng, nhìn hai cánh tay bị gãy, nội tâm đang chấn động biến thành nỗi sợ hãi không thể che giấu. Phanh, Lý Trạch Vũ bay lên không trung sau đó đạp mạnh vào người đối phương. Brandy giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, rầm rầm một tiếng, hắn ta va vào bàn thủy tinh khiến nó vỡ tan. Đừng, mày đừng tới đây. Mỗi bước Lý Trạch Vũ tới gần khiến tim Brandy đập nhanh hơn một phần. Sợ rồi. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên thân vương của tộc bất tử cảm thấy sợ hãi. Cho dù là đối mặt hoàng đế Gusen trong tộc bất tử hắn ta cũng chưa từng có loại cảm giác này, chẳng lẽ thanh niên phương đông trước mắt này còn cường đại hơn cả huyết hoàng đại nhân sao? Có trả tiền không? Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống hỏi. Trả, tôi trả. Brandy bật thốt lên đáp, sợ chậm một giây trả lời đối phương sẽ tiễn hắn ta đi luôn. Lý Trạch Vũ lấy di động ra bấm một dãy số, mang máy tính tới đây đi. Nói xong hắn trực tiếp cúp máy. Một lát sau, Lang Vương xách một cái túi nhỏ đi vào phòng. Khi ông ta nhìn thấy Brandy và Jen nằm trên mặt đất thì không khỏi giơ ngón tay cái với Lý Trạch Vũ, sau đó nói một câu sứt sẹo bằng tiếng của nước Hạ. Châu bò. Đây cũng không phải là con mèo con chó vớ vẩn nào cả mà chính là thân vương của tộc bất tử đấy. Vậy mà hắn ta lại bị đánh như chó chết. Lý Trạch Vũ xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, thân vương Brandy, cậu có thể chuyển tiền rồi. Được, được. Brandy cố nén đau đớn nhận lấy máy tính xách tay, do dự một chút rồi hắn ta lại hỏi, có phải tôi đưa tiền cho cậu rồi thì cậu sẽ bỏ qua cho tôi đúng không? Tất nhiên rồi. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, nếu tôi cầm tiền thì chắc chắn sẽ không giết cậu. Brandy bĩu môi, muốn hỏi một câu làm sao để tôi tin cậu. Nhưng lại sợ Lý Trạch Vũ thẹn quá hóa giận trực tiếp đánh chết hắn ta luôn mất. Euro ó lẽ là đoán được lo lắng của hắn ta, Lý Trạch Vũ cười gượng nói, cậu yên tâm đi, ở trên giang hồ tôi được người ta gọi là tiểu lang quân thành thật đáng tin cậy, đấy, tôi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nhưng mà, Brandy muốn nói lại thôi, Lý Trạch Vũ tiếp tục khuyên nhủ, người anh em, cậu cứ cẩn thận ngẫm lại gì, cậu chính là thân vương của tộc bất tử đấy, nếu như tôi thật sự giết cậu thì chẳng phải là đắc tội tộc bất tử các cậu rồi à? Đúng 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 đúng. Brandy cảm thấy những lời này càng có sức thuyết phục, chỉ là trong lòng vẫn có hơi khẩn trương, nhưng mà. Nhưng mẹ cậu ấy, cậu thử nhưng một cái nữa xem L. Lý Đại Đương ra có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trên người chợt phát ra một loại sát ý khủng bố. Đừng kích động, bây giờ tôi chuyển luôn đây. Brandy sợ tới mức run cả người, nhanh chóng mở máy tính. Lúc này sát ý trên người Lý Trạch Vũ mới tản đi, lập tức nói tài khoản của mình. Hai phút sau. Việc chuyển tiền đã thành công. Chậc chậc. Lý Trạch Vũ nhìn số tiền trong sổ, đắc ý nói, cho dù là lão già phú ôn kia cũng theo không kịp thiên phú kiếm tiền của tôi đâu. Quân đế, giờ có thể tha tôi chưa? Brandy nơm nớp lo sợ hỏi. Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm liếc hắn ta một cái, buông tha cậu hả? Cậu đang nằm mơ à? 20 tỷ đô Mỹ, đã là hơn phân nửa tài sản của Brandy. Ban đầu muốn dùng tiền để xua đuổi tai họa. Chỉ cần lần này hắn ta thoát được thì sau này sẽ tìm cách lấy lại cả vốn lẫn lãi từ quân đế. Nhưng bây giờ thấy ý của đối phương, rõ ràng không có ý định buông tha hắn ta. Quân đế, cậu là tiểu lang quân thành thật đáng tin cậy, cậu không thể nói mà không giữ lời chứ. Brandy tức giận. Lý Trạch Vũ cười hắc hắc nói, tôi chỉ là nói không giết cậu, cũng có nói là sẽ tha cho cậu đâu. Cậu! Brandy thấy hắn chơi chữ với mình thì cảm thấy vừa tức vừa giận vừa không biết làm sao. Lý Trạch Vũ đảo mắt, hỏi, tôi vừa mới nghe nói cậu chuẩn bị đến nước Hạ sao? Không, không có, bổn vương không có việc gì sao lại đi nước Hạ làm gì chứ? Nghe vậy, trong mắt Brandy hiện lên một tia kinh hoàng, mặc dù thoáng qua tức thì nhưng vẫn bị Lý Trạch Vũ bắt được. Hi hi hi, Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm cười cười, nháy mắt với Lang Vương, nói, bạn làm cùng ơi. Tôi nghe nói lúc trước ông đã nghiên cứu ra mười mấy loại ép cung, hôm nay có thể để cho anh em mở rộng tầm mắt hay không? Lang Vương xoa xoa tay, vẻ mặt phấn khởi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Dứt lời ông ta không có ý tốt đi về phía Brandy. Làm càn, bọn mày muốn làm gì với thân vương? Mặc dù mất đi sức chiến đấu nhưng, Jen sốt ruột bảo vệ chủ nhân, bày ra biểu cảm có gì cứ để tao chịu thay. Phanh! Lang Vương đá một cước khiến anh ta bay xa mấy mét, tiếp theo ông ta chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc Brandy lên,
tùy ý ném trên sofa. Quân đế, cậu không thể nói mà không giữ lời. Vẻ mặt Brandy hoảng sợ. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, tỏ thái độ không liên quan đến mình, hoàn toàn không để ý đến lời nói của đối phương ở trong lòng. Một tia sáng lóe lên, trong tay Lang Vương xuất hiện một cây kéo màu vàng sắc bén. Khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười tà, cách ép cung thứ nhất gọi là cắt kê, như tên gọi, cách này chính là cắt cái chân thứ ba của đàn ông từng nhát một. Mẹ nó, ánh mắt Brandy trống rỗng, cơ thể bất giác dịch sang bên cạnh. Phải biết rằng tộc bất tử ở một mức độ nào đó cũng giống như con người, chúng cũng thích thú tình dục nam nữ. Nếu giờ không có em trai nhỏ nữa thì có khác gì thái giám chứ? Thân là thân vương Brandy làm sao hắn ta có thể chấp nhận được? Nếu là phụ nữ thì sao? Lý Trạch Vũ lạnh lùng hỏi một câu. Lang Vương cười gượng nói, vậy thì cắt bánh bao, cũng cắt từng chút. Mẹ nó ông biến thái thật đấy. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười lạnh, giơ ngón tay cái lên, cơ mà tôi thích. Lang Vương gật đầu, biểu cảm như kiểu tư tưởng lớn gặp nhau. Răng rắc, Lang Vương vừa tiến lại gần Brandy, miệng vừa phát ra âm thanh cắt đồ vật. Brandy vốn đã vô cùng hoảng sợ, thấy cảnh này không khỏi có chút suy sụp. Thân vương đúng không? Không cần lo, một chút là tốt rồi, cậu nhịn một chút. Lang Vương nói xong lập tức cởi quần của Brandy. Không được, chờ đất Brandy gần như tuyệt vọng hét lên, đừng cắt em trai nhỏ của tôi, đừng cắt. Lý Trạch Vũ lớn tiếng quát, vậy thành thật một chút, cậu muốn tới nước Hạ làm gì? Lúc trước khi lẻn vào nơi này, trong lúc vô tình hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa Brandy và Jane. Hai người không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới nước Mỹ, mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn giết hắn mà là vì che giấu tai mắt người khác. Lấy báo thù để ngụy trang, từ đó hai người sẽ ở nước Mỹ rồi đổi hướng tới nước Hải. Cho nên Lý Trạch Vũ có thể kết luận, thân thủ của tên thân vương tộc bất tử này chắc chắn đang cất giấu một cái bí mật kinh thiên động địa. Tôi thật sự không muốn đến nước Hạ mài Brandy gần như cắn vỡ răng, kiên định không nói, quân đế, chỉ cần cậu thả bổn vương thì tất cả mọi chuyện đều sẽ dễ thương lượng, không phải cậu muốn. Tiền sao, bổn vương lại cho cậu thêm 10 tỷ đô Mỹ nữa được không? Vì mạng sống, vị thân vương đại nhân này tình nguyện giao toàn bộ vốn liếng ra. Dù sao tiền có nhiều đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng. Lý Trạch Vũ không có phản ứng lại hắn ta mà là hỏi Lang Vương, bạn làm cùng. Cách ép cung thứ nhất gọi là cắt kê, vậy cách thứ hai, cách thứ ba là gì? Phương pháp ép cung thứ hai này rất lợi hại. Lang Vương có chút đắc ý giới thiệu, vốn dĩ tôi định nhổ từng sợi lông trên người đối phương, cho đến khi nhổ sạch mới thôi nhưng mà bởi vì quá trình này làm sẽ hơi lâu cho nên tôi sẽ đổi thành dùng lửa thiêu, cũng đốt từng nhúm một. Chỉ nghe đến đó, cho dù là Brandy của tộc bất tử cũng cảm thấy da đầu tê dại. Euro ó người nói ma quỷ đáng sợ nhất thế giới nhưng cũng có người một khi đã trở nên tàn bạo còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ví dụ như là hai vị trước mắt. Nếu như có người có thể vượt qua hai cách bức cung trước thì kế tiếp tôi sẽ dùng đến cách thứ ba. Lang Vương giờ lên ba ngón tay, nói, nhổ răng, nhổ từng chiếc. Lý Trạch Vũ bu môi, nói, nhổ răng mà thôi, đối với thân vương Brandy người ta mà nói hình như không có gì, dù sao tốc độ răng dài ra cũng nhanh như tốc độ. Miệng vết thương khép lại mà thôi. Tôi vẫn chưa nói xong đâu. Lang Vương nghiêm mặt bổ sung nói, mỗi khi nhổ ra một cái răng, tôi sẽ dùng muối ăn để che miệng vết thương cho người đó, rắc muối lên trên miệng vết thương nha, hắc hắc. Nhìn nụ cười tà mị trên mặt Lang Vương, Jane đang còn muốn bảo vệ chủ nhân lập tức cắt đứt ý niệm này. Anh ta sợ đối phương sẽ dùng những cách bức cung đó lên người mình. Mà Brandy sắp chịu đựng sự đau đớn đã không rét mà run đến mức cả người run rẩy. Lúc này ông ta mới nói ba cách, có quỷ mới biết đằng sau còn có 7 cách bức cung biến thái đến mức nào. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, nói, thân vương Brandy người ta đã trở đến không kiên nhẫn nổi nữa rồi, chúng ta cũng không thể nào nói suông được đúng không? Cho người ta thử cách ép cung thứ nhất, cắt kê trước đi. Lang Vương khoa tay múa chân ra hiệu ok, lập tức đưa tay túm lấy quần tây của Brandy, soạt một tiếng đã bị kéo xuống. Không được. Không được mài. Brandy sợ tới mức run lẩy bẩy, quân đế, đừng cắt, tôi nói còn không được sao. Lang Vương lập tức ngừng động tác trong tay. Lý Trạch Vũ đi vài bước lên trước, liếc Brandy đang mặt xám như cho tàn một cái, sớm làm như vậy là tốt rồi, lãng phí thời gian chẳng khác nào lãng phí sinh mệnh. Thời gian không quan trọng với chúng tôi,
Randy thì thầm tự nói. Đám quái vật các cậu không quan tâm thời gian nhưng là nhân loại chúng tôi quan tâm. Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, tiếp theo lớn tiếng quát, bớt mẹ nó nói nhảm đi, nói mau. Randy run lẩy bẩy nó trường sinh. Lục đích tôi đến nước Hạ là muốn tìm được hoa. Hoa trường sinh à? Lý Trạch Vũ nhướng mày, đó là cái gì? Randy thoáng trầm ngâm một chút rồi mới sợ hãi nói, mọi người đều biết, mặc dù tộc bất tử chúng tôi có thể hưởng thụ trường sinh nhưng chúng tôi lại vĩnh viễn không thể sống ở dưới ánh sáng. Một khi chạm tới ánh mặt trời, chúng tôi sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Lý Trạch Vũ nghĩ, nghi ngờ hỏi, hoa trường sinh có thể khiến các cậu không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa à? Đúng vậy, trong mắt Randy vô cùng mơ hồ, như si như say. Chỉ cần tộc bất tử đạt được hoa trường sinh, không chỉ có thể làm cho thực lực bản thân tăng mạnh, mà có thể sống ở dưới ánh mặt trời giống người thường, thực sự tận hưởng niềm vui của bất tử. Trong sách cổ của tộc bất tử có một ghi chép. May à, vị vua bất tử hàng ngàn năm trước, đã từng yêu một người đàn ông và đã trồng một bông hoa bằng máu của mình để họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Đây chính là hoa trường sinh theo lời kể của Brandy. Về phần tại sao hoa trường sinh lại xuất hiện ở phía đông thì có nhiều giả thuyết. Theo bản ghi chép thứ nhất, nhân loại mà Maya thích chính là một người đàn ông phương Đông, bởi vì người này không thoát khỏi trói buộc của thế tục, cho đến chết cũng không dùng hoa trường sinh. Cuối cùng, Maya đã chôn bông hoa đó cùng với nơi mai táng người trong lòng của mình. Theo bản ghi chép thứ hai, người đàn ông phương Đông mà Maya thích đã có tình yêu của mình, còn Maya vì muốn có được người đàn ông đó nên đã âm thầm sát hại người trong lòng của người đàn ông đó. Bởi vì căm hận Maya, người đàn ông kia lựa chọn hy sinh vì người mình yêu. Maya yêu mà không được, vì thế đã dùng hoa trường sinh phong ấn người trong lòng của người đàn ông kia, để cho hắn ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Theo bản ghi chép thứ ba, Maya vì tiến hóa mà dùng tinh huyết bồi dưỡng. Hoa trường sinh nhưng lại bất hạnh bị một gã đàn ông phương Đông đánh cắp, Maya đuổi giết theo tới tận phương Đông, cuối cùng đồng quy vu tận cùng với gã đàn ông kia. Mà hoa trường sinh vẫn đang lưu lạc ở nước Hạ. Bất kể là theo bản ghi chép nào thì cũng đều có thể xác định hoa trường sinh đang ở nước Hạ. Mà mục đích Brandy đến nước Hạ chính là muốn tìm được hoa trường sinh, hưởng thụ sự bất tử thật sự và tăng sức mạnh sau đó trở về để tranh đoạt vị trí hoàng đế của tộc bất tử. Quân đế, bây giờ cậu có thể thả tôi chưa? Brandy hỏi, gần như đang khẩn cầu hắn. Lý Trạch Vũ liên tiếp hút vài điếu thuốc nữa rồi cuối cùng lắc đầu. Thấy vậy, Brandy nhìn chằm chằm hắn. Sao cậu có thể nói mà không giữ lời? Lý Trạch Vũ cười lạnh nói, bởi vì cậu vẫn còn có bí mật chưa nói ra, như là làm sao cậu tìm được hoa trường sinh? Mặc dù những gì Brandy nói lúc trước đều là sự thật, vậy tại sao người khác lại không tới nước Hạ tìm? Chẳng hạn như Hoàng đế Gusen của tộc bất tử, chắc chắn ông ta nhìn thấy sách cổ của tộc bất tử nhưng tại sao ông ta lại không đến nước Hạ tìm kiếm chứ? Bởi vì hoa trường sinh đã biến mất ngàn năm. Mặc dù biết ngay tại nước Hạ, việc đi tìm cũng giống như mò kim đáy bể. Còn Brandy thề son sắt muốn đến nước Hạ, hơn nữa còn hao hết tâm tư che giấu tai mắt người khác, chứng tỏ chắc chắn hắn ta biết vị trí cụ thể của hoa trường sinh, hoặc là biết làm sao có thể tìm được hoa trường sinh. Quả nhiên, Brandy rơi vào trầm tư, như thể đang tự hỏi có nên nói hay không. Nói mô, Lý Trạch Vũ lớn tiếng quát. Brandy phục hồi tinh thần, lắc đầu nói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, mà lần này tôi đến nước Hạ cũng chỉ là muốn thử vận may mà thôi. Tên này không thành thật. Lang Vương phất tay trong kéo, trêu tức cười nói, vậy cho cậu nếm thử phương pháp bức cung thứ nhất. Nói xong ông ta lập tức đặt kéo giữa hai chân Brandy. Mặc dù Brandy đã run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên trì nói, quân đế, tôi thật sự không biết mà, cậu ép tôi cũng vô dụng. Tôi nhắc nhở cậu trước, nếu bây giờ không nói. Kể cả lát nữa cậu nói cũng vô dụng, vì kỹ thuật y tế dù phát triển đến đâu cũng không thể ghép lại từng phần một đâu. Lang Vương tiếp tục đe dọa. Brandy cau mày nói, nếu các cậu dám thương tổn bổn vương thì sẽ là kẻ thù của toàn bộ tộc bất tử. Vãi trưởng, Lý Trạch Vũ khinh thường cười, bạn làm cùng, giúp tôi trói hắn ta lại. Mặc dù Lang Vương có hơi khó hiểu nhưng vẫn là đi tìm sợi dây thừng thô lại đây, trói Brandy đang suy yếu và rên cùng một chỗ. Quân đế, cậu muốn làm gì? Brandy có một linh cảm không tốt. Lý Trạch Vũ nhìn thời gian, cười nhạt nói, qua nửa giờ nữa là mặt trời sẽ mọc lên rồi, nếu như cậu còn không nói thì cứ chuẩn bị hưởng thụ ánh mặt trời đi. Quân đế, cậu thật sự muốn đối địch với tộc bất tử chúng tôi sao?
Randy run rẩy uy hiếp nói, chỉ cần bây giờ cậu thả tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa lại cho cậu thêm 10 tỷ đô Mỹ nữa. Còn 3 giây, nếu không nói thì đừng nói nữa. Lý Trạch Vũ bắt đầu đếm ngược. 3. Cho đến khi đếm hết 3 giây, Randy vẫn cắn chặt răng. Ông đây cũng muốn xem lát nữa xương của cậu còn đủ cứng hay không. Lý Quân Hạ quyết tâm, trực tiếp mở tất cả rèm cửa sổ trong phòng ra, bảo đảm ánh mặt trời sẽ chiếu vào đầu tiên ngay khi mặt trời mọc. Randy cực kỳ hoảng sợ nhưng vẫn không chịu nói bí mật ra. Thân vương đại nhân, mặt trời sắp mọc rồi. Mắt thấy thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, Jane bên cạnh đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Randy nhìn lướt qua Lý Trạch Vũ và Lang Vương ngồi ở bên cạnh nuốt mây nhả khói thì lập tức rất bình tĩnh cắn nát đầu lưỡi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi văng tung tóe cũng không hề rơi trên mặt đất mà từ từ hình thành một con rơi máu chỉ nhỏ bằng ngón cái rồi biến mất như một bóng ma. Trong khi đó, bán đảo Grandview, thấy sắc trời sắp sáng, Hudson đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ đột nhiên trong lòng run lên, nói với quản gia đi cellar, mở cửa ra. Huyết hoàng đại nhân, mặt trời sắp mọc rồi. Đi cellar lo lắng nhắc nhở. Hudson thái độ kiên quyết nói, không sao, cứ mở cửa lớn ra một lát. Vâng, đi cellar nhanh chóng tiến đến mở cửa lớn. Bịch, con rơi bằng máu do máu đầu tim của Brandy hóa thành chợt xuất hiện ở ngoài đại điện. Cửa lớn mở ra lập tức bay vào, trực tiếp bay đến trước mặt Hudson. Huyết hoàng đại nhân, tôi xin ngài. Giọng nói của Brandy phát ra từ miệng con rơi bằng máu. Hudson trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Quân đế muốn giết tôi, xin huyết hoàng đại nhân cứu tôi. Con rơi bằng máu lập tức kể lại cảnh ngộ của Brandy và Jane. Hudson không có biểu cảm gì, giống như đã đoán được chuyện này từ lâu rồi, ta nói với cậu Brand chết là ngoài ý muốn, bảo cậu không cần đi tìm tên kia báo. Thù, tại sao cậu lại không nghe lời ta? Huyết hoàng đại nhân, tôi sai rồi, xin ngài cứu tôi. Tôi lấy danh nghĩa thủy tổ Maya thề, vĩnh viễn trung thành với huyết hoàng đại nhân, sẽ không hài lòng dù chỉ một chút. Xin huyết hoàng đại nhân cứu tôi. Vừa nói xong, con rơi bằng máu dầm một cái không thành hình được nữa mà rơi xuống đất. Niceller khép cửa lớn lại, lập tức đi tới trước mặt Hudson, huyết hoàng đại nhân, cho dù nói như thế nào thân vương Brandy cũng là người của tộc bất tử, nếu bị quân đế giết hại thì ngài phải báo thù thay thân vương Brandy, đến lúc đó tiểu công chúa Angela. Lời của hắn ta còn chưa nói hết nhưng trong lòng Hudson rõ như gương sáng. Một khi quân đế giết Brandy thì sẽ tạo thành cục diện không chết không dừng với tộc bất tử, đến lúc đó chắc chắn Angela không chấp nhận kết quả này. Cho nên ông ta nhất định phải cứu Brandy. Tâm niệm như vậy, Hudson phân phó nói, gọi điện thoại cho quân đế. Vâng. Niceller nhanh tay bấm một dãy số, lập tức đưa di động đến trước mặt Hudson. Hudson phải không? Giọng nói của Lý Trạch Vũ từ trong điện thoại truyền đến. Nếu ông muốn tôi thả Brandy thì tôi khuyên ông đừng nói nữa, bởi vì người tôi muốn giết, kể cả bố thiên vương đến đây cũng vô dụng. Quân đế, nếu như có thể suy nghĩ vì Angela một chút thì cậu nên thả Brandy ra. Sau khi biết được cháu gái động lòng với một nhân loại, Hudson thật sự rất tò mò, kiểu nhân loại nào có thể thu phục trái tim của cháu gái mình. Vì vậy, ông ta đã thu thập mọi thông tin liên quan đến quân đế và kiểm tra từng chi tiết. Hudson không thể không thừa nhận, đây là một nhân loại cực kỳ có thủ đoạn, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nếu như không phải chủng tộc khác biệt, ông ta cũng rất sẵn lòng giao cháu gái của mình cho hắn. Vì vậy khi đối mặt với sức mạnh của quân đế, Hudson không chọn đối đầu mà là lôi Angela ra. Hudson, vừa rồi tôi cũng đã nói, người tôi muốn giết, cho dù bố thiên vương đến đây cũng vô dụng. Lý Trạch Vũ cũng không nể tình. Ngày đầu tiên bước vào con đường này hắn đã hiểu rất rõ, không thể nhân nhượng với kẻ thù, nếu như bây giờ hắn thả Brandy, nói không chừng tương lai hắn sẽ vì chuyện này mà hối tiếc suốt đời. Vì vậy, hắn sẽ không để bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Suy nghĩ một lúc, Hudson khuyên nhủ, người phải biết hậu quả khi giết Brandy, ít nhất là các thành viên bộ tộc La Sombra sẽ không bỏ qua cho cậu. Tộc bất tử có tổng cộng 6 thị tộc lớn. Brandy không chỉ là một thân vương mà đồng thời cũng là thủ lĩnh của bộ tộc La Sombra. Trong 6 thị tộc lớn, cho dù là về số lượng thành viên hay thực lực của La Sombra đều chỉ đứng sau bộ tộc Maya được Hudson thống lĩnh mà thôi. Nếu thủ lĩnh Brandy chết, La Sombra nhất định sẽ báo thù rửa hận cho thủ lĩnh của bọn họ. Vậy thì sao?
Lý Trạch Vũ vẫn giữ một thái độ không quan tâm. Thấy tên này quyết tâm không nghe ông ta khuyên, Gusen đành bất đắc dĩ cúp điện thoại. Niseller đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Gusen lóe ra tia sáng như ẩn như hiện, hắn ta ngượng ngùng mở miệng nói, Huyết Hoàng đại nhân, tôi cảm thấy nếu có thể mượn tay quân đế diệt trừ thân vương Brandy thì cũng là một chuyện tốt đối với ngài mà. Những năm này Brandy ngày càng càn rỡ, thậm chí còn bắt đầu không đặt Gusen ở trong mắt nữa rồi, cho nên tất nhiên ông ta hy vọng quân đế có thể diệt trừ cái họa lớn này thay mình. Nhưng nếu như quân đế trở thành kẻ thù số một của tộc bất tử, Angela bị kẹp ở giữa chắc chắn rất khổ sở. Gusen thật lòng hy vọng đứa cháu gái yêu thương nhất này có thể luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Cùng lúc đó, thành phố New York, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy mặt trời liền muốn dâng lên, mà Gusen lại căn bản không có ý định ra tay, Brandy cùng, Jane hai người hoàn toàn luống cuống. Một khi bị mặt trời chiếu vào người, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc. Quân đế, mau buông tôi ra. Jane rít gào, chỉ cần cậu thả tôi ra, sau này tôi nguyện ý phục tùng cậu mãi mãi. Brandy liếc anh ta một cái, bất mãn nói, Jane, người muốn ăn bên trong đào bên ngoài sao? Tâm phúc này biết hết tất cả bí mật của hắn ta nên hắn ta thật sự lo lắng đối phương sẽ lựa chọn phản bội mình vào lúc này. Sợ cái gì thì cái đó tới. Ven khẩn cầu nói, quân đế, tôi biết tất cả bí mật của thân vương đại nhân, cậu thả tôi ra, tôi sẽ nói tất cả cho cậu. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lý Trạch Vũ vui vẻ đồng ý nói, tôi thích loại người như cậu. Jane, nếu cậu dám nói, bổn vương nhất định không tha cho cậu. Brandy tức giận. Nhưng Jane làm sao quản được nhiều như vậy, trước mắt chỉ có mạng sống mới quan trọng. Sống mới là quan trọng nhất. Brandy hung tợn uy hiếp, Jane, nếu cậu dám phản bội bổn vương, không chỉ có cậu phải chết mà tất cả thân nhân của cậu cũng đều phải chết. Jane vẫn không thay đổi chủ ý, ngược lại còn khuyên nhủ hẳn ta, thân vương đại nhân, nếu chúng ta đều chết thì che giấu những bí mật kia còn có ý nghĩa gì nữa. Hửm. Nghe vậy, Brandy đột nhiên có cảm giác như đã bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu bây giờ hắn ta phải chết thì còn nói gì đến việc tìm kiếm sự bất tử đích thực chứ? Quân đế, tôi có thể bí mật nói cho cậu biết, mau che rèm cửa sổ lại. Tiếng hét cuồng loạn của Brandy vang vọng. Lý Trạch Vũ ấn điều khiển từ xa, rèm cửa sổ trong phòng nhanh chóng đóng lại. Thấy vậy, Brandy và Jane đều thở phào nhẹ nhõm. Lang vương, ông đưa tên kia vào bên trong thẩm vấn. Lý Trạch Vũ chỉ vào, Jane, nếu lời khai của hai người không đúng thì chứng tỏ bọn họ đang nói dối, đến lúc đó trực tiếp ném ra ngoài phơi nắng. Trong phút chốc, mặt Brandy và Jane đều biến sắc. Vốn dĩ hai người còn muốn cùng nhau phối hợp nói dối một hồi nhưng người ta cũng không phải kẻ ngốc. Lần này họ không thể không nói thật. Nhìn Jane bị lang vương một tay xách đi về phía một gian phòng, mặt Brandy xám như cho tàn. Bây giờ cậu có thể nói rồi. Lý Trạch Vũ bắt chéo chân, ra vẻ kiên nhẫn có hạn. Hơi do dự một lúc, Brandy trầm giọng hỏi, tôi cũng không biết nên nói từ đâu. Lý Trạch Vũ chỉ rõ phương hướng, cứ bắt đầu từ vị trí của Hoa Trường Sinh ở nước Hạ đi, cậu có cách nào để tìm ra thứ đó không? Brandy ngượng ngùng nói, tôi cũng không biết chính xác ở chỗ nào trong nước Hạ. Nửa tháng trước, Brandy phát hiện một tấm bia đá kỳ quái trong thánh địa của bộ tộc La Sombra. Mặt trên khắc một bài thơ mà người ký tên là Quân Phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này là Brandy đã cảm thấy có hơi quen mắt, giống như đã từng thấy ghi chép trong sách cổ. Vì thế hắn ta lại lật xem rất nhiều sách cổ về tộc bất tử thì cuối cùng cũng tra được Quân Phòng này rất có thể chính là người yêu của Thủy Tổ Maya. Lúc ấy trong lòng hắn ta lập tức chắc chắn, bí mật Hoa Trường Sinh 89 phần 10 giấu ở trên tấm bia đá kia. Quả nhiên! Sau khi nghiên cứu hơn 10 ngày không thu hoạch được gì, Brandy dùng một quyền đấm nát tấm bia đá, cuối cùng lấy được một thần khí đã biến mất khá lâu của tộc bất tử ở trong tấm bia đá, cốt cầm. Cốt cầm có ma lực của âm thanh, sau khi dính máu có thể phát ra tiếng kế ô. Kẹt kéo kẹt của xương cốt, khiến người ta mệt mỏi, hơn nữa còn có thể hóa thành. Giáp xương bảo vệ chủ sở hữu. Vốn dĩ Brandy cho rằng 13 món thần khí của tộc bất tử đều là truyền thuyết nhưng không ngờ lại là thật. Nhưng điều làm cho hắn ta cảm thấy ngoài ý muốn đó là, cốt cầm là mấu chốt để tìm được Hoa Trường Sinh. Chỉ cần tấu vang cốt cầm ở gần Hoa Trường Sinh thì sẽ có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Hoa Trường Sinh. Mà Brandy còn tìm đọc được ở trong sách cổ, nơi đi về cuối cùng của quân phòng chính là một nơi ở nước Hạ gọi là Gai Su. Kết quả là nhân lúc đứa em trai Brand tử vong,
hắn ta dùng việc báo thử làm ngụy trang, muốn bí mật lợi dụng chuyện đó để đi tới Gai Su của nước Hạ tìm kiếm Hoa Trường Sinh. Cốt cầm ở nơi nào? Lý Trạch Vũ thâm ý hỏi. Randy lắc đầu, nói, quân đế, Hoa Trường Sinh chỉ hữu dụng đối với tộc bất tử thôi, nhân loại như cậu có đạt được cũng vô dụng. Chỉ cần cậu thả tôi thì dù là chuyện tôi có thể làm được tôi sẽ không từ chối. Cốt cầm ở đâu? Lý Trạch Vũ hỏi lại một lần nữa. Randy nhíu chặt mày, quân đế, cậu hãy từ bỏ ý định này đi, cho dù có chết tôi cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết tung tích của cốt cầm. Vậy sao? Lý Trạch Vũ không có hảo ý nói, vậy để tôi thử xem xương của cậu cứng như thế nào. Nói xong, hắn trực tiếp mở rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào. Không, đừng, a! Randy run rẩy, điên cuồng gào thét. Ánh mặt trời chiếu lên người Brandy khiến hắn ta ngay lập tức cảm thấy đau đớn vì bị thiêu cháy. Xèo xèo xèo. Tiếng phát ra như thức ăn đang được chiên trên dầu nóng. Brandy thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không, không. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, Jane nghe được tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt của Brandy thì trái tim đột nhiên treo giữa cổ họng. Có lẽ là chủ nhân của cậu không phối hợp cho nên quân đế mời hắn ta phơi nắng rồi. Lang Vương khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo, nếu cậu không thành thật thì lát nữa tôi cũng mời cậu phơi nắng. Đừng, ngàn vạn lần đừng làm thế. Jane sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ra sức bảo đảm, những lời tôi nói đều là thật, tuyệt đối không nói dối nửa câu. Lang Vương hừ lạnh nói, vậy cậu nói mau, cốt cầm ở đâu? Vẻ mặt, Jane nghiêm túc đáp, trước khi thân vương đại nhân mang tôi rời khỏi bán đảo Grandview, cũng đã bí mật phái người đưa cốt cầm đến nước Hạ. Cụ thể giao cho người nào thì ngài ấy cũng không nói cho tôi biết. Cậu chờ ở đây. Lang Vương mở cửa phòng rồi đi ra ngoài một mình. Giờ phút này, bộ dạng Brandy đã khác hẳn, còn đang thống khổ lăn lộn, một chân đã hoàn toàn bị ánh mặt trời thiêu rụi hoàn toàn, phần lớn cơ thể đã bị bỏng trên nặng. Quân đế, tôi nói. Xương cốt Brandy còn cứng hơn so với trong tưởng tượng của Lý Trạch Vũ, sắp bị ánh mặt trời thiêu gần chết mới chịu nhả ra. Xoạt xoạt. Rèm cửa lại khép lại. Tiếng kêu rên của Brandy không hề dừng lại, hắn ta lăn lộn trên mặt đất một hồi lâu mới dừng lại. Trong lúc này Lý Trạch Vũ và Lang Vương đang kiểm tra lại thông tin mà hai người nghe được, về cơ bản giống nhau nên có thể chứng minh Brandy cùng Vizen không có nói dối. Lang Vương thấp giọng nhắc nhở, vẫn chưa thể giết chết tên này. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, nếu như Brandy chết thì có lẽ sẽ không còn ai biết về tung tích của cốt cầm nữa. Tất nhiên Lý Trạch Vũ hiểu nhưng hắn chắc chắn sẽ không để Brandy dắt mũi. Dù sao hắn có vô số biện pháp có thể làm cho đối phương thành thật nói ra. Brandy thoáng dịu lại thì há to miệng thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ và Lang Vương xen lẫn phẫn nộ không chút che giấu. Thân là thân vương tộc bất tử, có khi nào hắn ta phải chịu đựng loại ngược đãi phi nhân loại này đâu chứ? Cậu lại lườm một cái thử xem. Lý Trạch Vũ xắn tay áo lên, chỉ cần Brandy dám lườm thêm một cái. Hắn sẽ không chút do dự đánh đập hắn ta một trận. Randy sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nói, cốt cầm ở đâu? Lý Trạch Vũ lớn tiếng quát. Randy khó chịu nói, tôi có thể nói cho cậu biết tung tích cốt cầm, nhưng cậu phải cam đoan thả tôi ra. Có thể. Lý Trạch Vũ không chút suy nghĩ đã đồng ý, cậu cứ việc nói đi, nói xong tôi sẽ thả cậu. Mặc dù giọng điệu của hắn rất chân thành nhưng làm sao Randy dám tin? Dù sao lúc trước tên này thề son sắt tỏ vẻ mình là tiểu lang quân thành thực đáng tin cậy, chỉ cần nhận được tiền sẽ buông tha hẳn ta, kết quả thì sao? Randy vẫn còn sợ hãi nói, cậu giúp tôi liên lạc với ngài Naloni tiên sinh, chỉ cần anh ta tới đây, tôi lập tức nói cho cậu biết tung tích của cốt cầm. Quan hệ của ông đây với nước Mỹ như nước với lửa, cậu lại để cho tôi đi gọi người phụ trách của FBI tới. Lý Trạch Vũ liếc hắn ta một cái, nói, đầu óc cậu bị lừa đá à? Randy nghĩ lại, yêu cầu, vậy cậu đưa tôi về bán đảo Grandview đi. AI. Lý Trạch Vũ cười như không cười nói, bán đảo Grandview là địa bàn của cậy, đến nơi đó cho dù tôi có biết tung tích cốt cầm thì cậu còn để cho tôi an toàn rời đi hả? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Randy nhất thời không có biện pháp tốt nào khác. Có điều hắn ta đã hạ quyết tâm rồi, trước khi an toàn của mình chưa được bảo đảm thì có đánh chết hắn ta cũng không thể nói ra tung tích của cốt cầm. Cậu chỉ cần tin tôi một lần cuối cùng, chỉ cần cậu nói ra tung tích của cốt cầm, chắc chắn tôi sẽ thả cậu đi. Trong lúc nói chuyện Lý Trạch Vũ giơ ba ngón tay lên,
tôi có thể thề. Randy lắc đầu, nói gì cũng không chịu tin. Mắt thấy tên này không dễ lừa, Lý Trạch Vũ đảo trong mắt, không kiên nhẫn nói, vậy thì tốt thôi, tôi không cần cậu nói tung tích cốt cầm nữa, dù sao chính cậu cũng nói hoa trường sinh vô dụng với ta, cho nên. Tôi vẫn cứ xử lý cậu thôi. Nói xong hắn định kéo rèm cửa sổ ra lần nữa. Randy vội vàng khuyên can, đừng, đừng mời. Lý Trạch Vũ dừng tay lại, xoay người nhìn về phía Randy, tôi cũng không muốn giết cậu nhưng mà, cậu không có giá trị lợi dụng với tôi, hơn nữa thả cậu rời đi cũng như là thả hổ về núi vậy. Có giá trị lợi dụng, có mài. Randy thật sự sợ cảm giác bị ánh mặt trời chiếu rọi, hắn ta ra sức khẩn cầu, hoa trường sinh là thứ mà mỗi người của tộc bất tử đều tha thiết ước mơ, nếu như cậu có được đóa hoa này thì có thể lấy để trao đổi lợi ích với tộc bất tử. Cậu đừng có mà vẽ bánh cho ông đây, hoa trường sinh chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, một khi để cho tộc bất tử biết đồ chơi kia ở trong tay lão tử thì bọn họ sẽ lật khắp thế giới tìm ông đây mất. Lý Trạch Vũ hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân. Phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội. Randy tức giận, khuyên nhủ. Cậu có thể giao hoa trường sinh cho huyết hoàng Gusen, cho dù cậu đưa ra điều kiện gì thì ông ta cũng sẽ đáp ứng. Lý Trạch Vũ không kiên nhẫn thúc giục nói, vậy ngược lại cậu mau nói cốt cầm ở nơi nào đi, sự kiên nhẫn của ông đây có hạn thôi. Quân đế, cậu thật sự sẽ thả tôi sao? Randy khóc không ra nước mắt hỏi. Lý Trạch Vũ dựng thẳng lên ba ngón tay, tôi thề, chỉ cần cậu nói ra tung tích của hoa trường sinh, tôi cam đoan sẽ thả cậu. Randy hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, tôi đã sai người đưa cốt cầm đến nước hạ rồi. Ở chỗ nào của nước hạ? Đảo Thiên Đường, hừ. Nghe được ba chữ đảo Thiên Đường, Lý Trạch Vũ lập tức nheo hai mắt lại, cậu biết cung vô địch sao? Randy giật mình, cậu cũng biết tên kia à? Lý Trạch Vũ cười lạnh nói, bây giờ là tôi hỏi cậu, sao cậu biết cung vô địch? Randy thành thật nói, năm ngoái có một cô gái phương Đông tìm đến tôi, nói cha cô ấy bị bệnh nặng. Hy vọng tôi có thể biến cha cô ấy thành người bất tử. Vài ba câu Lý Trạch Vũ đã đoán được, cô gái kia tất nhiên chính là cung Nghê Thường đang sốt ruột cứu cha. Có điều hỏa độc của cung vô địch đã được hắn chữa khỏi, nhưng hình như hai cha con kia vẫn còn đang giữ liên lạc với tộc bất tử. Bây giờ cô ấy còn muốn cậu biến cha cô ấy thành tộc bất tử không? Lý Trạch Vũ thăm dò hỏi. Randy lắc đầu, nói, trước đây không lâu cô ấy đột nhiên thay đổi chủ ý. Hy vọng tôi biến cô ấy thành tộc bất tử. Nghe vậy, lông mày Lý Trạch Vũ lập tức nhíu lại. Dù thế nào cũng không ngờ cung Nghê Thường như tiên nữ lại có ý niệm tà ác như vậy. Cốt cầm đang ở đảo Thiên Đường. Randy cẩn thận dò hỏi, bây giờ có thể thả tôi ra không? Tôi giúp cậu giải thoát. Nói xong, Lý Trạch Vũ trực tiếp kéo rèm cửa sổ ra. Randy gào thét mắng, quân đế, cậu là tiểu nhân đê tiện. Hừ. Trước khi giết người cậu phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị giết rồi chứ, cậu còn không biết đạo lý này thì còn đi đánh nhau cái rắm ấy. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm đáp lại. Randy cực kỳ thống khổ lại cắn nát đầu lưỡi lần nữa, dùng một giọt tỉnh huyết cuối cùng ngưng tụ ra một con rơi bằng máu. Quân đế, mày nhất định sẽ chôn cùng tao. Rầm. Xa xa trong lâu đài cổ huyết hoàng trên bán đảo Grand, quan tài bằng vàng nơi Gusen nằm bỗng mở ra. Động tĩnh to lớn lập tức đánh thức lão quản gia Diseller. Cộp cộp, đèn trong lâu đài cổ được bật lên. Diseller vô cùng lo lắng đi tới, lo lắng hỏi, huyết hoàng đại nhân, ngài sao vậy? Chỉ thấy Gusen nhíu mày, ánh mắt trống rỗng, Randy. Chết rồi. Nghe vậy, trên mặt Diseller hiện lên vẻ hoảng sợ, quân đế lẽ nào thật sự là kẻ điên? Hay là hắn không biết hậu quả giết thân vương Randy? Chỉ. Bên ngoài lâu đài cổ vang lên tiếng kêu kỳ quái. Diseller đứng dậy tới bên cửa, giơ tay ấn chốt mở. Loảng xoảng, một tiếng. Chỉ thấy cánh cửa làm từ vật liệu đặc biệt lộ ra một cửa hang to cỡ đầu người, nòng súng mạnh mẽ bản ra như một khẩu pháo laser. Vù ngay sau đó một con rơi máu bay tới trước mặt Gusen. Huyết hoàng đại nhân, giọng nói Brandy vang lên. Nếu Lý Trạch Vũ thấy cảnh này, e rằng sẽ giật nảy mình. Dù sao Brandy đã chết rồi. Nhưng con rơi máu ngưng tụ từ máu của hắn ta vậy mà vẫn có thể sống được. Tôi chết rồi. Huyết hoàng đại nhân, ngài phải báo thù cho tôi. Giọng nói Brandy đầy phẫn. Nhưng mà Gusen khẽ lắc đầu nói, Brandy, ta thật sự rất tiếc nuối về cái chết của cậu, nhưng mà...
Trước đó bản hoàng đã nhắc nhở cậu đừng trêu chọc quân đế, nhưng mà cậu lại không nghe theo ý chỉ của bản hoàng. Lời này nói đã rất rõ ràng, chắc hẳn sẽ không đi tìm quân đế báo thù. Khặc khặc khặc, trong miệng rơi máu phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó giọng nói Brandy vang lên lần nữa, huyết hoàng đại nhân, ngài sẽ báo thù cho tôi, bởi vì quân đế biết tung tích Hoa Trường Sinh. Cái gì? Trong chớp mắt, con người Gusen bỗng nhiên co rụt lại, cậu nói thật à? Brandy không sợ hãi nói, huyết hoàng đại nhân, thật ra lần này tôi ra ngoài là để chuẩn bị đi tìm Hoa Trường Sinh, nhưng không ngờ tôi sẽ chết trong tay loài người hèn mọn kia, bây giờ tung tích Hoa Trường Sinh chỉ có một mình quân đế. Nói đến đây trong miệng rơi máu lại phát ra tiếng cười quái dị. Trong giờ phút này, lồng ngực Gusen phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên đồn dập. Huyết hoàng đại nhân, báo thù cho tôi đi, khặc khặc khặc. Tiếng cười im bặt, rơi máu cũng không thể duy trì hình dáng nữa mà biến thành mấy giọt máu rơi xuống đất. Đi xe lơ, Gusen hét lớn, lập tức phái người đi tìm quân đế, cho dù trả bất cứ giá nào cũng phải tìm được tung tích Hoa Trường Sinh. Vâng. Đi xe lơ cung kính lĩnh mệnh. Đợi đã, bỗng nhiên Gusen hét lên, mang Angela đi cùng, nói cho cô ta nếu như không muốn quân đế trở thành kẻ địch của tộc bất tử thì bảo cô ta khuyên quân đế cho tốt. Hiểu rồi, đi xe lơ ngầm hiểu. Cùng lúc đó, thành phố New York. Tận mắt nhìn thấy Brandy tan thành mây khói dưới ánh mặt trời, Lý Trạch Vũ không khỏi cảm thán thế giới kỳ diệu. Đừng giết tôi, đừng. Ngay sau đó Lang Vương Sách, Jin ra né ném ra nắng giống như con gà con. A, a, tiếng kêu tan nát cõi lòng vang lên. Bụi về với bụi, đất về với đất. Thân vương tộc bất tử và quản gia của ông ta cứ mãi mãi biến mất như vậy. Lý Trạch Vũ và Lang Vương lặng lẽ rời đi. Nửa tiếng sau, hai người tới trang viên tư nhân Elip. Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Lý Trạch Vũ, không nhịn được lao vào lòng hắn. Anh không sao chứ? Diệp Khuynh Thành đầy lo lắng hỏi thăm. Lý Trạch Vũ cười nhạt nói, anh có thể có chuyện gì? Không có gì thì tốt, mấy ngày nay Diệp Khuynh Thành luôn cảm thấy mất tập trung, giờ phút này rốt cuộc có thể yên tâm. Lý Trạch Vũ dịu dàng nói, em đợi anh thêm một lát. Diệp Khuynh Thành dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Dưới sự mời mọc của Elip, Lý Trạch Vũ tiến vào phòng sách của ông ta. Hai người bàn bạc hơn nửa tiếng bên trong. Lúc Elip tự mình tiễn Lý Trạch Vũ, nụ cười trên khóe môi chưa từng biến mất, không khó đoán ra chắc chắn là Lý Trạch Vũ đã cho ông ta lợi ích gì đó. Xế chiều hôm đó, Nhà Trắng liên tiếp công bố mấy tin tức. Tướng quân năm sao bởi vì sức khỏe mà chủ động xin nghỉ hưu sớm, đã được hai điện phê chuẩn. Hơn nữa trải qua sự đề cử nhất trí của dân chúng, Elip sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch đại hội đồng. Việc Elip tái đắc cử không gây ra nhiều phản ứng, nhưng đơn xin nghỉ hưu của tướng quân năm sao Bruce đã gây chấn động. Yuri là một người bạn tốt của Bruce nên đã tự mình tới tiễn ông ta. Bruce thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng xong thì đưa cho trợ lý, sau đó nhìn Yuri nói, gần đây cẩn thận tí. Cẩn thận, Yuri nhíu mày. Euro ó thể nắm giữ chức tể tướng cũng đủ chứng minh ông ta thông minh hơn đại đa số người. Chỉ dựa vào hai chữ này đã ngửi được mùi mờ ám. Đưa mắt nhìn bóng lưng Bruce rời đi, Yuri nheo hai mắt lại, lẩm bẩm tự nói, quân đế, cậu sẽ ra tay với tôi à? Đêm đó, thành phố Gogerji. Một bữa tiệc tư nhân long trọng cử hành ở trang viên Derby. Người có thể tới tham gia không ai không phải là doanh nhân nổi tiếng và số tài sản của họ sẽ không bao giờ dưới hàng chục tỷ đô la. Một cụ già mặc áo đuôi tôm tóc trắng bước đi như bay lên đài cao. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên đài cao, đủ nể mặt cụ già. Bởi vì người này là tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Rothschild, Chin. Một gia tộc thần bí giàu có cỡ quốc gia. Các quý ông, các quý bà, rất cảm ơn mọi người hôm nay có thể tới tham bữa tiệc. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, trọn vẹn liên tục mấy chục giây. Chin mỉm cười với mọi người rồi nói, trước khi giao lưu cùng mọi người, tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người bạn trước. Trong chốc lát, toàn trường chìm trong yên tĩnh. Thân phận của Chin là gì? Người có thể khiến ông ta tự mình dẫn vào là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người bắt đầu tò mò. Hoan nghênh quý cô Diệp Khuynh Thành đến từ nước Hạ. Chin vừa nói xong. Tí tích tí tách, Diệp Khuynh Thành mặc váy màu đen dẫm cao gót màu đen không kiêu ngạo không tự ti bước lên đài cao dưới ánh mắt mọi người. Chào mọi người, tôi là Diệp Khuynh Thành của khoa học kỹ thuật Vân Dương nước Hạ.
Diệp Khuynh Thành phất tay với mọi người. OMG, trên đời vậy mà còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Thiên sứ e rằng cũng chỉ đến như thế. Quý cô này khiến tôi nhớ tới thánh nữ Cardassian của Thánh Đình, trên người bọn họ đều có sức quyến rũ không giống bình thường. Sự tự tin, vẻ xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo trên người Diệp Khuynh Thành nháy mắt chinh phục tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt mọi người đều bị cô ấy hấp dẫn, mà trong mắt cô ấy cũng chỉ có một mình Lý Trạch Vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm. Trong lòng Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, đêm nay sở dĩ cô ấy có thể trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất đều là bởi vì người đàn ông này. Trong đầu cô ấy không khỏi suy nghĩ, ngoại trừ hắn thì e rằng trên đời này cũng sẽ không yêu thêm ai khác nữa. Có trưởng môn nhân gia tộc Rothschild tự mình dẫn vào, danh tiếng Diệp Khuynh Thành vang vọng khắp thương nghiệp phương Tây. Rất nhiều người đều có thể thấy rõ xu thế tương lai, chỉ cần có thể hợp tác với khoa học kỹ thuật Vân Dương đến từ phương Đông này, cho dù không kịp ăn thịt cũng có thể uống một bát canh nóng. Có điều những doanh nhân càng tò mò chính là một khoa học kỹ thuật Vân Dương không có danh tiếng gì ở phương Tây thì sao có thể nhận được sự ưu ái của Jin. Lẽ nào bởi vì người thanh niên kia? Từ lúc bắt đầu tiệc tối cho đến lúc kết thúc, Jin từ chối mọi cuộc trò chuyện với các đại gia giới kinh doanh, luôn ở bên cạnh Lý Trạch Vũ. Quân đế, tôi có thể bảo đảm khoa học kỹ thuật Vân Dương sẽ chiếm lĩnh thị trường trong thời gian nhanh nhất. Jin nâng ly rượu vang đỏ lên, ra hiệu cạn ly. Lý Trạch Vũ cũng không khinh thường mà cùng ly với đối phương, ngài giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi cũng không biết nên cảm tạ ngài thế nào. Nói vậy thì khách khí rồi. Jin trêu ghẹo, nếu như năm đó không phải cậu ra tay giúp đỡ, tôi có thể sống tới giờ không vẫn là ẩn số. Gần một năm trước, gia tộc Rothschild tổ chức một chuyến du lịch toàn cầu giàu có, du thuyền bị cướp biển tấn công trên vùng biển quốc tế. Một khi khách trên thuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc Rothschild không chỉ phải nhận tổn thất lớn, danh tiếng cũng sẽ bị hao tổn vì thế. Lúc ấy tình hình nguy cấp, Jin dùng sức ảnh hưởng của mình cầu viện quốc. Ra gần đó, kết quả mấy quốc gia kia đều từ chối bằng đủ loại lý do. Jin lờ mờ đoán được, tất nhiên là âm mưu mấy anh em muốn đoạt quyền trong nhà làm ra. Nếu du thuyền hắn ta phụ trách xảy ra vấn đề, cho dù cuối cùng hắn ta có thể về nhà an toàn thì quyền lực cũng sẽ bị thu lại. Ngay lúc Jin không biết làm sao thì một tâm phúc từng ở trong tử ngục của hắn ta đã âm thầm cầu viện Lý Trạch Vũ. Chưa tới một tiếng, Lý Trạch Vũ đã tự mình dẫn một đội ngũ thần bí đuổi tới, thành công cứu tất cả mọi người trên du thuyền. Jin và Lý Trạch Vũ cũng kết giao với nhau vì thế. Qua lâu như vậy rồi, Jin luôn nhớ tới ân tình đã nợ lúc trước, cho nên Lý Trạch Vũ đề nghị hắn ta nâng đỡ một xí nghiệp đứng vững bước chân ở phương Tây, hắn ta không nói hai lời đã đồng ý. Quân đế. Đúng lúc này, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi tới. Chỉ nhìn thấy trên mái tóc uốn màu vàng của cô ấy quấn một tấm lụa hoa màu đen, dáng người duyên dáng trong bộ váy dạ hội màu trắng sữa, khiến cô ấy trông vừa quý phái vừa đoan trang. Dưới chân mang đôi giày cao gót cao gần 10cm, khiến cô ấy cho. Dù mặc lễ phục dạ hội thì dáng vẻ cũng không hề thua những người mẫu cấp cao kia. Gương mặt con lai chính là tỉnh xảo như vậy, da thịt trắng noãn như tuyết. Đẹp như tiên nữ, không gì sánh bằng. Lý Trạch Vũ không chớp mắt nhìn chăm chằm cô gờ, gặp hình như cô xinh đẹp hơn rồi. Julia, một năm không vi Julia che miệng cười, anh cũng đẹp trai hơn lúc trước, hơn nữa. Miệng của anh cũng càng ngọt, trong lúc nói chuyện hai người đã ôm nhau. Jin ở một bên trêu ghẹo, Julia, trước đó không phải con không thích sao? Julia oán trách nhìn ông ta một cái, tức giận nói, bố cũng đâu có nói cho. Con quân đế sẽ xuất hiện, nếu không con đã sớm tới rồi. Ha ha ha, thì ra con vì quân đế mới đến. Bên kia bố có mấy người bạn đang chờ bố, các con trò chuyện đi. Jin rất thức thời tùy tiện viện cái cớ rời đi, để lại cơ hội ở riêng cho hai người. Julia lập tức kéo cánh tay Lý Trạch Vũ lại, anh đúng là không có lương tâm, chọn một năm cũng không liên lạc với tôi, nếu như không phải đêm nay nhìn thấy anh, tôi cũng hoài nghi cái tên nhà anh có ở nhân gian hay không. Lý Trạch Vũ gãi đầu, cười khổ nói, Julia, cô phải thận trọng tí, xung quanh còn nhiều người như vậy. Tôi mới không quan tâm, Julia cười suy nói, dù sao bây giờ tôi không có chồng, tự do tự tại. Lý Trạch Vũ nghe nói như thế thì cảm thấy nhức đầu. Hắn ngày xưa là một lãng tử lưu lại tình cảm khắp nơi, dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng. Vẻ đẹp của Julia đương nhiên có thể hấp dẫn hẳn. Đáng tiếc người phụ nữ này là một người phụ nữ có chồng.
Lý đại đương gia cũng không có mắc hội chứng mạnh đức, không có sở thích yêu vợ người ta, ngay lập tức cắt đứt suy nghĩ này. Nhưng mà Julia lại điên cồng với hắn, tuyên bố phải ly hôn vì hắn. Kết quả là Lý đại đương gia đã lựa chọn biến mất để tránh né người phụ nữ điên cuồng này. Lần này trước khi tới tìm Jin, hắn đã từng nghĩ sẽ gặp mặt Julia, thật không ngờ người phụ nữ này thật sự ly hôn luôn rồi. Cũng may lúc này Diệp Khuynh Thành đã tới. Lúc này tay Lý Trạch Vũ đẩy Julia ra, thuận tiện kéo eo thon của Diệp Khuynh Thành. Julia, tôi giới thiệu cho cô tí, đây là bạn gái Diệp Khuynh Thành của tôi. Chào cô, Julia. Chào cô Diệp, gương mặt cô Diệp thật xinh đẹp, chẳng trách có thể nắm giữ quân đế. Cảm ơn, cô Julia cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp ở phương Tây. Diệp Khuynh Thành bắt tay với Julia, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người phụ nữ đều mang theo sự thù địch. Mắt thấy tia lửa sắp bốc lên, trán Lý Trạch Vũ đổ mồ hôi lạnh, nắm tay Diệp Khuynh Thành muốn rời khỏi. Julia, chúng ta đi qua tìm bố cô bàn một chuyện. Xin lỗi không tiếp được, Diệp Khuynh Thành rộng rãi gật đầu ra hiệu. Hai người lập tức muốn rời khỏi, nhưng Julia nào bằng lòng bỏ qua người đàn ông ngày nhớ đêm mong. Chỉ thấy cô ta kéo tay Lý Trạch Vũ lại, lập tức nhón chân nói bên tai hắn, tôi chờ anh ở phòng 808, nếu như anh không đến, vậy tôi vẫn quấn lấy anh. Sau khi nói xong thì mỉm cười với Diệp Khuynh Thành, giống như có mùi vị khiêu khích, sau đó lập tức quay đầu rời đi. Diệp Khuynh Thành hơi nhíu mày, trừng mắt hỏi Lý Trạch Vũ, cô ta nói gì với anh? Ách, Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, cô ta nói cho tới giờ chưa từng thấy bên cạnh anh có phụ nữ, em chắc chắn khác biệt, cho nên anh mới chọn ở bên em. Thật sao? Diệp Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ. Lý Trạch Vũ dựng thẳng ba ngón tay lên, anh thề tuyệt đối chưa từng nói dối. Lời thề đều là lừa quỷ, hắn vốn sẽ không để trong lòng. Được, em tin tưởng anh là được. Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói, bên kia còn mấy xí nghiệp, em phải đi qua làm quen tí. Em đi làm việc của em, không cần phải để ý tới anh. Lý Trạch Vũ ra hiệu mình không sao cả. Diệp Khuynh Thành khẽ gật đầu rồi giẫm giày cao gót rời đi. Cô ấy vừa đi, Lý Trạch Vũ đã nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh bữa tiệc. Sau mấy phút đồng hồ, đợi lúc Lý đại đương gia xuất hiện lại thì đã đi tới ngoài phòng 808 lầu 8. Leng keng, do dự mãi, hắn vẫn nhấn chuông cửa. Rầm, cửa mở, Julia đã thay chiếc áo ngủ gợi cảm xuất hiện trước mặt hắn. Quân đế, em thật sự rất nhớ anh, Julia nắm lấy cổ áo Lý Trạch Vũ, thuận tay kéo vào phòng. Rầm, cửa phòng bị khép lại. Đợi lúc cửa phòng mở ra lần nữa thì đã qua gần 2 tiếng, Lý đại đương ra mặt mày rạng rỡ đi ra. Không thể nghi ngờ, hai người chắc chắn đã nghiên cứu đủ loại tư thế XX trong phòng. Nhưng cụ thể nghiên cứu kiểu gì thì tôi cũng không biết, tôi cũng éo dám viết. Buổi tiệc kết thúc, Jin đích thân tiễn Lý Trạch Vũ và Diệp Khuynh Thành lên xe. Xe vừa rời đi, Julia vội vã chạy ra, cha, quân đế đi rồi sao? Ừ, hắn đi. Jin quan sát con gái vài lần rồi khuyên nhủ, con gái ngoan, tuy cha cũng rất mong con vào quân đế ở bên nhau nhưng rất tiếc là hai người thật sự không hợp. Tại sao? Julia lập tức hỏi lại. Jin nhìn theo phương hướng chiếc xe biến mất mà thở dài, các con không phải là người cùng một thế giới. Không. Julia kiên quyết phủ nhận, lúc trước con cũng nghĩ vậy, nhưng ngay lúc nấy, con có thể cảm nhận được hắn đã bước vào thế giới của con. Ồ hai sao con lại cảm giác như vậy? Jin nghi hoặc. Julia nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì trước đây hắn là một lãng tử không có bến đỗ, nhưng tối nay hắn đã thừa nhận bản thân có bạn gái, con cũng nhìn ra được hắn rất yêu người phụ nữ kia. Nếu còn đã biết thì nên hết hy vọng mới đúng. Jin khuyên nhủ, bởi vì người phụ nữ mà hắn yêu không phải là con. Nói xong, ông ta không để ý tới con gái nữa mà đi về phía chiếc xe chuyên dụng của mình. Julia không đi theo mà vẫn tiếp tục nhìn về hướng Lý Trạch Vũ rời đi, cô ta lẩm bẩm, con sẽ thay thế người phụ nữ kia. Lúc nói câu này, trên mặt cô ta xuất hiện nụ cười danh mãnh. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ một tay nắm vô lăng, tay còn lại kẹp thuốc lá. Lúc nãy anh đi đâu mà lại biến mất lâu như thế? Diệp Khuynh Thành ẩn ý hỏi. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắn giọng đáp, tôi gặp một người bạn cũ nên lên sân thượng trò chuyện. Thật à, rõ ràng Diệp Khuynh Thành không tin. Mặc dù Lý Trạch Vũ đang chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả y hệt mà, dù tôi có lừa ai cũng sẽ không lừa cô. Nghe vậy, dù không quá tin tưởng nhưng trong lòng Diệp Khuynh Thành lại cảm thấy ngọt ngào như vừa uống mật ong.
Đôi khi phụ nữ rất dễ dỗ dành. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Lý Trạch Vũ nhíu mày, khuya như vậy mà còn có người gọi đến chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn vừa suy nghĩ vừa lấy điện thoại ra, bấm nhận cuộc gọi. Quân đế, anh đang ở đâu? Giọng nói của Angela truyền đến. Lý Trạch Vũ bình tĩnh hỏi lại, chuyện gì? Cho dù anh đang ở đâu thì cũng bỏ trốn ngay đi. Giọng nói của Angela đầy lo lắng, đêm nay, ông nội em đã phái rất nhiều người tới nước Mỹ để bắt anh về. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Em đã hỏi thăm và biết được ông nội không hề có ý định trả thù cho thân vương Brandy nhưng em lại không biết tại sao ông nội lại râm rộ sai người đi tìm anh. Đến bây giờ em vẫn chưa biết mục đích của ông nội là gì, tóm lại là trước khi. Em điều tra rõ ràng, anh nhất định phải trốn thật kỹ. Angela tạm ngừng vài giây rồi bổ sung, nhưng anh cũng đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không để ông nội làm ảnh bị thương, em xin thề. Bất kể là ai cũng sẽ cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của cô ấy dành cho Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ hơi cảm động, hắn tự tin nói, cô không cần lo lắng cho tôi. Quân đế, em biết năng lực của anh rất mạnh, nhưng... Xin anh đừng làm em khó xử được không? Được. Sau khi tắt máy, Lý Trạch Vũ chợt cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai bóp chặt. Dường như Diệp Khuynh Thành ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự bất thường của hắn, cô nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Không có gì. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười, tôi sẽ giải quyết. Lúc này, hắn bắt đầu suy đoán xem Gusen tìm kiếm hắn vì mục đích gì. Có điều Angela cũng nói đối phương tìm hắn không phải vì trả thù cho thân vương Brandy, nhưng mà giữa hắn và tộc bất tử dường như không có mâu thuẫn. Nào khác cả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, có lẽ Gusen đã biết đến sự tồn tại của Hoa Trường Sinh. Lý Trạch Vũ hơi bối rối. Bởi vì ngoài hắn và Lang Vương thì chỉ có hai kẻ đã chết là Brandy và Jane biết về sự tồn tại của Hoa Trường Sinh. Vậy tại sao Gusen lại biết được chứ? Hắn hoàn toàn tin tưởng Lang Vương, ông ta sẽ không bao giờ phản bội hắn. Nghĩ vậy, Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Angela. Tôi muốn hỏi thăm cô vài vấn đề. Chuyện gì? Angela hỏi ngược lại. Lý Trạch Vũ hỏi, ngoại trừ thể chất và sức lực mạnh mẽ hơn con người thì tộc bất tử các cô có kỹ năng đặc biệt nào nữa không? Có thì có, chẳng qua. Angela tạm ngừng vài giây rồi nói, thành viên bình thường trong tộc bọn em thì không có, chỉ những người sở hữu năng lực đạt tới cấp bậc thân vương mới có thể kích hoạt được một số kỹ năng đặc biệt. Tộc bất tử báo gồm thị tộc, người đứng đầu của mỗi thị tộc đều là thân vương. Mỗi người trong số 6 đại thân vương đều sở hữu một kỹ năng đặc biệt, ví dụ như thân vương Rivano biết bay. Hơn nữa tốc độ bay còn nhanh hơn tốc độ ông ta chạy trên mặt đất. Còn thân vương Giovanni có khả năng phát ra sóng siêu âm làm ảnh hưởng đến sóng điện não của con người và điều khiển những người ý chí yếu ớt. Về phần thân vương Brandy, ông ta có khả năng phân thân, máu của ông ta có thể ngưng tụ thành rơi máu, đồng thời ông ta có thể dùng ý chí điều khiển rơi máu xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Nghe đến đây, Lý Trạch Vũ đã hiểu. Sở dĩ Gusen sai người tìm kiếm anh chắc chắn là do trước khi Brandy chết đã lợi dụng rơi máu đi mật báo. Đối với con người, Hoa Trường Sinh không có sức hấp dẫn quá lớn nhưng với tộc bất tử thì khác. Kẻ nào có được Hoa Trường Sinh thì có thể đi lại dưới ánh mặt trời giống như con người. Ngay cả Gusen, hoàng đế của tộc bất tử cũng không thể phớt lờ sự hấp dẫn này. Quân đế có phải anh có bí mật gì không? Angela tò mò hỏi, Lý Trạch Vũ cười khà khà rồi hỏi ngược lại. Tôi thì có bí mật gì chứ? Vậy tại sao ông nội em lại bất ngờ muốn tìm anh? Vấn đề này sao tôi biết được, có lẽ đầu óc ông ta có vấn đề. À, xin lỗi, tôi quên mất ông ta là ông nội của cô. Lý Trạch Vũ xin lỗi, tóm lại cô không cần lo lắng tôi sẽ không bị gì đâu. Còn nữa, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn nữa tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn. Hắn vốn không có hứng thú gì với Hoa Trường Sinh. Nhưng bây giờ hắn quyết định nếu có cơ hội sẽ giành lấy nó, không phải chờ bản thân hắn mà là cho Angela. Em cần quà cáp gì cả. Angela thở dài, nhỏ giọng nói, em chỉ cần người em quan tâm được bình an mà thôi. Lý Trạch Vũ bật cười, giả vờ thoải mái nói, được thôi, tôi thay mặt, Giê-xu đáp ứng nguyện vọng này của cô. Hi hi. Angela bật cười, tâm trạng vốn nặng nề cũng trở nên thoải mái, tộc bất tử bọn em là kẻ thù của Giê-xu. Ông ta sẽ không thỏa mãn điều ước của bọn em đâu. Vậy tôi thay mặt Thái Thượng Lão Quân chấp thuận điều ước của cô. Lý Trạch Vũ nghiêm túc bổ sung,
Trước mặt đạo tổ của chúng tôi, Giê-xu chỉ là đàn em, sau này cô hãy bảo người trong tộc của cô cùng cầu khấn đạo tổ nhài. Hai người vui vẻ trò chuyện hồi lâu mới cúp máy. Gọi điện thoại cho ai đấy? Một giọng nói chua lòm vang lên. Mẹ nó, bấy giờ Lý đương ra mới nhớ trong xe còn một người phụ nữ khác. Sáng hôm sau, Lý Trạch Vũ thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Còn Diệp Khuynh Thành lại bận rộn nấu bữa sáng trong phòng bếp giống như một bà nội trợ. Lý Trạch Vũ không ngờ người phụ nữ này biết nấu ăn. Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Khuynh Thành sinh ra ở một gia đình giàu có bậc nhất như nhà họ Diệp chắc hẳn cũng giống hắn, từ nhỏ đến lớn đều có người chăm lo ăn mặc mới phải. Có vẻ không tệ. Lý Trạch Vũ ôm cô từ phía sau. Hai người trông giống như một cặp vợ chồng ân ái ngọt ngào. Diệp Khuynh Thành dịu dàng nói, anh uống cháo gạo kê trên bàn trước đi, để tôi chiên thêm cho anh vài quả trứng gà. Tuân lệnh. Lý Trạch Vũ bưng cháo lên, chỉ húp vài ngụm là hết. Đinh dong. Thiếu gia mau mở cửa. Giọng nói của vật tương vong vang lên. Lý Trạch Vũ thông thả mở cửa ra, nhìn thấy ba người cẩu phú quý, vật tương vong và Nam Cung Thạc đang đứng trước cửa. Vào đi, Lý Trạch Vũ ngoắc ta gọi bọn họ vào. Chị dâu. Chị dâu. Cẩu phú quý và vật tương vong lần lượt lên tiếng chào hỏi. Diệp Khuynh Thành đỏ mặt, các người ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Vật tương vong xoa bụng, tối qua vừa nhận được lệnh của thiếu gia là bọn tôi tức tốc ngồi máy bay đến đây ngay. Diệp Khuynh Thành nói, vậy ba người ngồi chờ một lát, tôi múc cháo cho người. Má ơi, chị dâu còn biết nấu cơm nữa. Cẩu phú quý và vật tương vong tỏ vẻ ngạc nhiên. Đừng làm lố như vậy được không hả? Lý Trạch Vũ liếc xéo hai người. Sau đó hắn ngoắc tay với Nam Cung Thạc. Lý Thiếu. Nam Cung Thạc nhanh chân bước tới ghế sofa ở đối diện và ngồi xuống. Lý Trạch Vũ hỏi, lão Nam, uống hết thuốc chưa? Thuốc ư. Nam Cung Thạc lập tức nhớ tới độc cóc băng, ông ta gật đầu đáp, còn một viên. Lý Trạch Vũ phất tay nói, sau này ông không cần uống loại thuốc đó nữa. Hả? Lát sau Nam Cung Thạc mới phản ứng lại, ông ta ngượng ngùng hỏi, Lý Thiếu. Lẽ nào ngài muốn giải độc cho tôi R2? Ừ. Lý Trạch Vũ cười N là người một nhà. Lúc trước chúng ta là kẻ địch, còn bây giờ chúng ta đã mấy chữ người một nhà làm Nam Cung Thạc vui mừng tới rơi lệ. Lý Thiếu không cần nói thêm gì nữa, từ giờ về sau chỉ cần ngài lên tiếng. Phịch phịch. Ông ta vừa nói vừa đấm vào ngực mình, dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng sẽ không nhíu mày. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Dứt lời. Lý Trạch Vũ xòe tay ra, bên trong có ba cây kim châm, một màu vàng và hai màu bạc, vận khí đan điền đi. Dạ Nam Cung Thạc lập tức ngồi xếp bằng, vận khí đan điền. Phụt! Lý Trạch Vũ bắn ra hai cây kim bạc, chúng nhanh chóng đâm vào huyệt khí hải của Nam Cung Thạc. Một luồng hơi trắng thoát ẩn thoát hiện bốc lên từ sau lưng Nam Cung Thạc, ngay lúc này, cây kim vàng còn lại trong tay Lý Trạch Vũ vững vàng đâm vào huyệt trung quản của ông ta. Phích! Tiếp theo! Lý Trạch Vũ đánh một chưởng vào huyệt quan nguyên của Nam Cung Thạc, vận khí đã thông kinh mạch và mạch máu của ông ta. Nháy mắt, Nam Cung Thạc cảm thấy cổ họng có gì đó cựa quậy, giống như bản thân đang mang thai. Ọc, ông ta chợt phun ra một ngụm máu đen. Ok, Lý Trạch Vũ trở lại ngồi trên ghế sofa và ngậm một điếu thuốc. Lý Thiếu, nhanh như vậy đã giải độc xong rồi. Quá trình này thoạt nhìn khá chậm nhưng thật ra chỉ tốn khoảng 10 phút. Độc cóc băng dễ giải như vậy sao? Nam Cung Thạc hơi khó tin, dù sao thì lúc trước mấy kẻ vô dụng ở Dược Vương Cốc đều nói loại độc này không thể giải được. Lý Trạch Vũ bất ngờ lên giọng, ông nghi ngờ y thuật của bổn thiếu gia. Không có, sao tôi dám nghi ngờ chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Nam Cung Thạc vẫn kiểm tra lại cơ thể, ông ta phát hiện làn da của mình trắng hơn lúc nấy vài phần. Bởi vì độc tố trong cơ thể đã bị loại bỏ. Cuối cùng ông ta cũng tin độc cóc băng trong cơ thể mình đã biến mất. Lý Trạch Vũ nghiêm nghị nói, độc trong người ông đã giải, bây giờ bổn thiếu gia sẽ trả lại tự do cho ông. Tự do? Nam Cung Thạc ngạc nhiên, giây tiếp theo ông ta lại lắc đầu và nói, Lý Thiếu, tôi muốn mãi mãi đi theo ngài. Hả? Lý Trạch Vũ nhướng mày, ngạc nhiên nói, ông không muốn được tự do sao? Lý Thiếu, tôi cảm thấy đi theo bên cạnh ngài càng tự do hơn. Đây là lời thật lòng của Nam Cung Thạc. Thẳng thắn mà nói, trước đây ông ta đi theo Lý Trạch Vũ là vì bị độc cóc băng khống chế. Nhưng sau khi chung đụng một khoảng thời gian, ông ta lại cảm thấy cuộc sống trước đây của mình chẳng khác nào con chó. Khi đó, ông ta luôn chăm chỉ giúp Hướng Dương Thiên quản lý vu giáo,
ảo tưởng rằng bản thân sẽ dựng nên nghiệp lớn nhưng đến cuối cùng lại chẳng có gì cả, cuộc sống trong thời gian nửa năm ở bên cạnh Lý Trạch Vũ còn tốt đẹp hơn. Nhiều. Trong khoảng thời gian này, ông ta được ăn loại thức ngon nhất, uống loại rượu tốt nhất mà vui vẻ với những cô gái tuyệt vời nhất. Nếu rời khỏi Lý Trạch Vũ, e rằng ông ta chỉ có thể quay về vùng núi sâu rừng già điền năm dưỡng lão. Lý Trạch Vũ vỗ vai ông ta, hài lòng nói, được rồi, vậy thì sau này ông cứ tiếp tục đi theo tôi, nếu một ngày nào đó ông muốn rời đi thì cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc ông. Cảm ơn Lý Thiếu. Nam Cung Thạc chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Lý Trạch Vũ phất tay, ông đi ăn trước đi, lát nữa tôi có việc muốn bàn với ông. Được. Nam Cung Thạc đứng dậy, đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Cẩu Phú Quý. Lúc này, Phật Tương Vong nhích lại gần và nói, lão Nam, xem như ông biết điều đấy. Hả, Nam Cung Thạc ngơ ngác, ý cậu là gì? Cẩu Phú Quý tiếp lời, lẽ nào ông thật sự nghĩ rằng thiếu gia muốn trả lại tự do cho ông à? Nam Cung Thạc lập tức trợn mắt, Lý Thiếu giải độc cho tôi không phải vì muốn thả tôi đi ư? Hừ, Phật Tương Vong cười lạnh nói, thiếu gia là người giữ lời, nếu anh ấy đã nói trả tự do cho ông thì chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng mà... Ông nghĩ kỹ đi, nếu anh ấy bỏ lại một mình ông ở nước Mỹ mà trên người ông lại không có đồng nào thì hậu quả ra sao? Má nó! Khóe miệng Nam Cung Thạc giật giật. Nếu bị bỏ lại ở một đất nước xa lạ, mà bản thân lại không thông thuộc ngôn ngữ và không có tiền, Nam Cung Thạc nghi ngờ không biết liệu bản thân có trở thành ăn xin hay không nữa. Nghĩ vậy, ông ta thầm hít một hơi, đồng thời cũng bội phục bản thân vì đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Lý Trạch Vũ thấy ba người xì xào bàn tán thì trên mặt hắn xuất hiện nụ cười danh mãnh. Đúng là Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rất hiểu hắn. Vừa rồi, nếu đại hộ pháp tỏ vẻ muốn rời đi, hắn sẽ ném đối phương lại đây thật. Lát sau, ba người Cẩu Phú Quý ăn sáng xong thì cùng bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian sắp tới ba người phải bảo vệ cô ấy an toàn. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ về phía Diệp Khuynh Thành đang thu dọn chén bát. Nam Cung Thạc vỗ ngực đảm bảo, Lý Thiếu yên tâm, sẽ không có ai dám chạm vào một sợi tóc của cô Diệp đâu. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong không cần bày tỏ lòng trung thành. Tuy thực lực của bọn họ hơi thấp, nhưng nếu có ai muốn làm Diệp Khuynh Thành bị thương thì phải bước qua xá của họ. Lý Trạch Vũ gật đầu với ba người rồi đứng dậy, đi về hướng phòng bếp. Anh phải đi à? Diệp Khuynh Thành không quay đầu lại mà hỏi. Lý Trạch Vũ lại ôm cô từ phía sau, thuận thế hôn nhẹ vào má đối phương. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại, đến lúc đó chúng ta cùng trở về Hoàng Thành. Bộ trưởng Yuri của nước Mỹ bí mật đến thăm nước Anh, được Alex Nixon ra đón tiếp. Quan viên trụ cột của hai nước cực mạnh đã ngồi lại họp với nhau cả một buổi chiều. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Alex lại ở văn phòng của mình gặp riêng Yuri. Sắc mặt của hai người đều không mấy dễ chịu. Bởi vì nghiên cứu đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhân lực, của cải là nghiên cứu bom thông minh mới đã bị trì hoãn lại. Quốc phương Alex, bởi vì do các người bảo vệ không nghiêm ngặt mới dẫn đến tiến sĩ Trử bị người ta dẫn đi, cho nên tôi cho rằng trách nhiệm lớn nhất là ở quý quốc. Ý của Yuri rất rõ ràng, muốn nước Anh lấy ra khoản bồi thường tương xứng. Tuy nhiên Alex làm sao có thể dễ dàng chịu thiệt. Bộ trưởng Yuri chắc là nói lầm rồi đúng không? Trước hết, tiến sĩ Trử không phải bị người ta bắt đi, việc này trong lòng chúng ta đều hiểu rất rõ. Tiếp theo, ngay giây phút đầu tiên tiến sĩ Trử rời khỏi nước Anh đến Thánh Đình, tướng quân Bruce của quý quốc đã đích thân tự đến. Hoặc là lão tướng quân Bruce đã có tuổi rồi, nhất quyết không tin Thánh Hoàng. Ngược lại đi tin người chủ mưu dẫn tiến sĩ Trử đi, dẫn đến tiến sĩ Trử rời đi dưới con mắt giám sát của ông ta, hơ hơ hơ. Nói đến đây Alex cười âm hiểm mấy tiếng, sau đó khéo lên chuyển chủ đề, nói, Bộ trưởng Yuri. Giờ mời ông nói cho tôi biết, trách nhiệm chủ yếu thuộc về ai? Mỗi câu mỗi chữ của đối phương đều có lý, Yuri chỉ thấy mình có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Chỉ là trước khi tới đây ông ta đã nghĩ tới nước Anh nhất định sẽ đùn đẩy trách nhiệm bằng mọi cách, thậm chí có thể cần trả ngược lại, cho nên ông ta đã nghĩ sẵn cách ứng phó. Quốc phương Alex, nếu như cách nhìn nhận vấn đề của đôi bên khác nhau, vậy thì để lại sau này tranh luận sau. Yuri đề nghị, nói, chúng ta vẫn là nên nghĩ xem làm cách nào bù đắp tổn thất, thấy thế nào. Alex khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý, nói, Bộ trưởng Yuri có ý kiến hay nào không? Thoáng trầm ngâm một chút, Yuri nhẹ nhàng nói, tin chắc quý quốc cũng đã tính toán qua, nếu như thiếu đi vị tiến sĩ Trử,
nhân vật then chốt này, thời gian nghiên cứu ra bom thông minh thế hệ mới chí ít phải đẩy lùi về 2 hoặc 3 năm. Alex không phủ nhận mà gật đầu một cái. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó còn tổn hao một lượng lớn nhân lực và của cải, đến lúc đó sẽ vượt xa những gì chúng ta đã dự trù. Nói đến đây, ánh mắt Yuri đột nhiên trở nên sắc bén, dùng giọng điệu kiên định, nói, cho nên chúng tôi cho là, việc cấp bách vẫn là bắt được tiến sĩ Trử trở về. Nghe vậy, Alex khế cau mày. Trử Vệ Hoa đã quay về nước Hạ, làm sao mà bắt được người về nữa? Chẳng lẽ bắt quốc vương của nước Hạ giao người? Bên đó chịu cái quần què. Mọi người đều biết, mấy chục năm trước trong trận chiến Gogoriel, nước Hạ dưới tình trạng vũ khí trang bị lỗi thời, đã đánh bại đất nước có trang thiết bị vũ khí tân tiến nhất thế giới. Không quân và hải quân của nước Hạ có lẽ không mạnh như phương Tây, nhưng xét về bộ binh, thì nước Hạ đứng thứ hai thì thử hỏi nước nào dám xưng. Thứ nhất chứ. Hơn nữa bom thông minh thế hệ mới chủ yếu dùng để chống đối quân đội của nước Hạ, người khác không biết, chẳng lẽ nước Hạ còn không biết hả? Có ai ngu ngốc dâng tặng Trử Vệ Hoa, một người không dễ dàng gì mới đưa về được, để rồi mấy người lấy đi nghiên cứu ra vũ khí mới đánh lại người ta. Bớt đùa đi, Alex cảm thấy suy nghĩ này của Yuri quá hoang đường, quân đất Yuri đột nhiên thốt lên cái tên này. Alex khẽ kinh ngạc, bộ trưởng Yuri, không phải ông vẫn muốn tính kế quân đế đó chứ? Đúng, Yuri thẳng thắn thừa nhận, nói, cổ nhân nước Hạ có một câu nói tháo. Chuông cần kiếm kẻ buộc chuông, tiến sĩ Trử được quân đế dẫn đi, hắn nhất. Định có cách bắt người mang về. Alex cười khẩy, nói, chuyện này đương nhiên tôi cũng biết đó, nhưng các người còn có cách ép buộc quân đế đồng ý nghe theo. Tiêu diệt đội đặc nhiệm siêu, tiếp đó cho nổ tung Nhà Trắng, đệ nhất dị năng vương là Các Lô chết rồi, tam đại tu la vương cũng chết. Liên tiếp 2-3 lần ăn quả đắng trên tay quân đế, giờ còn bày mưu tính kế hắn. Alex thật sự có chút bội phục nước Mỹ. Còn bọn họ không có cái dũng khí đó. Có cách, nhưng chúng tôi cần quốc vương Alex bỏ công giúp đỡ. Yuri chắc như đinh đóng cột đáp. Nghe thấy đối phương nói như đúng rồi, Alex không khỏi hiếu kỳ, hỏi nói, bộ trưởng Yuri ít nhất cũng nói ra cho chúng tôi nghe thử, để còn biết đường mà góp ý. Ông ta không vội đồng ý, cũng không từ chối. Mà lặp lờ đáp. Quốc vương Alex, theo như chúng tôi được biết, loài quái vật sinh sống trên bán đảo Grandview khiến các người rất đau đầu đúng chứ? Yuri không đưa ra câu trả lời mà hỏi ngược lại. Ngay tức khắc, con người Alex khép lại. Chỉ một câu đơn giản của đối phương nhưng ông ta đã đoán được loáng. Thoáng vài phần, đây chẳng phải muốn lợi dụng tộc bất tử sao? Quả nhiên đúng như vậy. Đôi mắt Yuri khép lại, chậm rãi cười, nói. Nếu như có thể để cho tộc bất tử đối phó với quân đế, chúng tôi ở trong tối hỗ trợ, ông cảm thấy quân đế còn có cơ hội thoát thân hay không? Alex không nói gì, vẻ mặt ông ta trầm ngâm. Thành thật mà nói, ông ta thà tốn thêm số tiền lớn, bỏ ra thêm thời gian mấy năm tự mình từ từ nghiên cứu thế hệ bơm thông minh mới, còn hơn phải khiêu chiến với tên điên như quân đế. Cũng không phải là nước Anh sợ, mà là cảm thấy không cần thiết bởi vì một người mà làm to chuyện gây chiến. Đương nhiên, bên trong chuyện này còn có lòng riêng. Naliza là con gái duy nhất của ông ta không muốn con gái mình đau lòng. Bởi vì ngoài thân phận quốc vương nước Anh, ông ta còn là một người cha. Nhưng giây sau, Yuri lại nói ra điều kiện khiến Alex gần như không thể từ chối. Để mấy loài quái vật đó đấu với quân đế, đợi sau khi bọn họ không còn giá trị lợi dụng, chúng ta liên kết lại cùng nhau diệt cỏ tận gốc diệt sạch bọn họ. Để tôi suy nghĩ. Alex không vội đồng ý. Mấy năm nay tộc bất tử càng lúc càng làm càn, khiến bọn họ rất đau đầu. Nhưng bọn họ lại không thể điều động đại binh diệt trừ tộc bất tử. Bởi vì những loài quái vật đó thật sự rất khó tiêu diệt, lỡ như có một cá lọt lưới sống sót, thì đến lúc đó nước Anh chắc chắn gặp đại loạn. Nếu có nước Mỹ ủng hộ vậy thì khác rồi. Uy tín của bá chủ thế giới trên toàn cầu không thể xem thường, nếu do bọn họ đích thân dẫn đầu phát động lệnh tiêu diệt. Vậy trên toàn thế giới sẽ không còn chỗ dung thân cho mấy loài quái vật đó nữa. Quốc vương Alex, tôi thật không hiểu ông đang đắn đo cái gì. Nếu như các người không muốn tham gia, vậy chúng tôi sẽ đích thân phái người đi hợp tác với mấy loài quái vật đó. Song tôi muốn nhắc quốc vương Alex, nếu như cuối cùng là do chúng tôi dẫn tiến sĩ Trử về, vậy giai đoạn nghiên cứu sau của thế hệ mới bơm thông minh sẽ không hợp tác với các người nữa. Yuri mạnh dạn nói thẳng ra. Chúng tôi tìm đến các người là nể mặt lắm rồi, nếu như ông ta còn không đồng ý thì bọn họ cũng chẳng cần nữa, hơn nữa lợi ích về sau cũng không liên quan ông ta nữa.
Alex cau mày, cảm thấy trước sau đều khó xử. Ví dụ kế hoạch của Yuri thành công, đứng ở cương vị là quốc vương nước Anh, ông ta không lý do gì để từ chối. Ép buộc được quân đế đưa tiến sĩ trừ quay về, bom thông minh thế hệ mới rất nhanh sẽ được nghiên cứu thành công, hơn nữa còn có thể diệt trừ được mấy loài quái vật tộc bất tử. Quả nhiên là một công đôi việc. Nhưng, là một người cha, ông ta thật sự không muốn con gái đau lòng. London, nước Anh. Sau một ngày bận rộn trở về nhà, Alex phát hiện vợ và con gái mặt mày rạng rỡ, hỏi ra mới biết nguyên nhân là trong nhà có khách đến. Ai đến mà có thể khiến cho hai mẹ con vui đến vậy? Chu cha, thượng đế ơi! Alex thấy Lý Trạch Vũ đang ngồi trên ghế sofa, nhịn không nén được vỗ trán, danh con sao dám đến chỗ tôi? Cha ơi, tại sao anh ấy lại không thể đến? Đúng đó, sao Lý Trạch Vũ không thể đến nhà chúng ta? Chẳng cần Lý Trạch Vũ trả lời, Naliza và Joanna đã lần lượt hỏi ông ta. Alex đau hết cả đầu. Giây trước ông ta thương lượng với bộ trưởng nước Mỹ xem làm sao hạ bệ quân đế, giây sau thằng danh này lại chạy đến nhà ông ta. Chính trị gia đều đang nghỉ, một khi để người của nước Mỹ biết được quân đế xuất hiện ở nhà ông ta, dù cho có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng rửa không sạch nỗi oan này. Joanna liếc nhìn Alex một cái, rồi lại nhìn Lý Trạch Vũ nói, Lý, sau này con muốn đến thì cứ đến, chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh cậu. Đối với con rể quý này, bà ta càng nhìn càng vừa mắt. Quân đế, chúng ta nói chuyện riêng đi. Alex gợi ý nói chuyện riêng. Lý Trạch Vũ gật đầu đồng ý, nói, tôi cũng đang có ý này. Giây sau hai người đến phòng làm việc. Hút thuốc không? Thái độ của Alex cũng được coi là nhiệt tình, ông lấy ra một hộp xì gà cao cấp từ trong ngăn tủ. Lý Trạch Vũ lắc đầu, từ trong người lấy ra một bao thuốc lá, hút cái này đã hơn. C, phù, một lúc sau, cả căn phòng làm việc ngập trong khói thuốc lá. Lặng yên ít phút, Alex mở miệng, nói, tôi không muốn giấu cậu, hồi nấy tôi tiếp bộ trưởng Yuri của nước Mỹ. Tôi biết, Lý Trạch Vũ nhún vai. Alex khẽ cau mày lại, cậu biết hả? Lần này Yuri bí mật đến thăm, lịch trình đi vốn chẳng có ai biết. Ông ta nghi ngờ, Lý Trạch Vũ đang bốc phét với mình. Tuy nhiên giây sau, Lý Trạch Vũ cười tâu toét, tôi còn biết, Yuri muốn hợp tác với ông, bảo ông đi xúi dục tộc bất tử đối phó với tôi. Thoáng chốc, con người của Alex co rụt lại. Hắn có thể khẳng định cuộc đối thoại bí mật không có người thứ ba biết của ông ta và Yuri, hơn nữa văn phòng của ông ta tuyệt đối sẽ không có mấy thứ như thiết bị nghe lén. Mà Lý Trạch Vũ lại biết rõ mồn một, như vậy chỉ có một khả năng. Bên nước Mỹ có người đã tiết lộ mục đích của Yuri trước khi ông ta đến đây, mà người này lại biết được chuyện cơ mật như vậy, chức vụ tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ quân đế đã vươn tay đến nội bộ chính trị nước Mỹ rồi sao? Trong lòng vừa nghĩ vậy, Alex không khỏi hít vào một hơi lạnh. Hút điếu thuốc, Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, hôm nay tôi đến đây ngoài việc muốn thăm Naliza ra, còn muốn biết ông chọn lựa như nào. Nếu như tôi chọn hợp tác với Yuri thì sao? Alex híp đôi mắt lại. Ông sẽ bị rớt đài. Khói thuốc mù mịt lượn lờ trước mặt Lý Trạch Vũ, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng giọng điệu của hắn tràn đầy sự lạnh lão. Và sự tự tin thái quá. Khiến cho vua của một nước rớt đài, đổi lại là người bình thường nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên. Nhưng Alex lại không, vì Bruce của nước Mỹ là ví dụ chân thật nhất. Trước đó, ai dám tin đường đường là tướng quân cấp bậc 5 sao, bởi vì chàng trai trẻ trước mặt này bị ép đến phải nghỉ hưu non chứ. Vậy nếu như tôi từ chối hợp tác với bọn họ thì sao? Alex lại hỏi. Lý Trạch Vũ không chút nghĩ ngợi đáp, trong thời gian nhiệm kỳ của ông, nước Anh sẽ thái bình thịnh vượng. Hít, Alex lại hít sâu một hơi. Bởi vì ý của Lý Trạch Vũ rất rõ ràng, nếu như ông ta dám đồng ý với yêu cầu của Yuri, vậy thì nước Anh sắp tới sẽ gà chó không yên. Tôi dám quậy cung điện Buckingham, dám cho nổ Nhà Trắng, ông nên tin tôi có lá gan và năng lực này. Giọng điệu Lý Trạch Vũ điềm tĩnh, nhưng lại không chút che giấu ý uy hiếp trong lời nói. Suy nghĩ thật lâu, Alex dập tắt điếu xì gà trên tay, nghiêm nghị nói. Hy vọng tương lai cậu đừng làm Naliza đau lòng, nếu không dù cho cậu có bản lĩnh phi thường tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Bị uy hiếp rất có mặt mũi, cho nên ông ta cũng phải uy hiếp lại đối phương một lần. Như vậy mới công bằng. Khi hai người rời khỏi phòng làm việc, hai mẹ con Joanna và Naliza đang tự tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Thịnh tình không thể từ chối, Lý Trạch Vũ chỉ có thể ở lại cùng thưởng thức. Lý,
cậu với Naliza định khi nào thì kết hôn? Joanna trêu ghẹo nói, tôi rất nôn nóng muốn ấm cháu ngoại rồi. Khuôn mặt nhỏ của Naliza đỏ bừng, mami đừng có vội như vậy mày. Nói thế nhưng cô ta lén liếc nhìn Lý Trạch Vũ một cái, bổ sung một câu, nói, chuyện này để chúng con tự thương lượng với nhau đi. Đúng rồi. Lý Trạch Vũ gật đầu như gà con mổ thóc nói, tôi và Naliza mới quen nhau có vài tháng, hiện giờ nói đến chuyện kết hôn e là có chút hơi sớm, hơn nữa. Hơn nữa làm sao? Naliza buộc miệng hỏi. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, nói, nước Hạ chúng tôi có rất nhiều tập tục truyền thống, còn nữa, suy nghĩ của người lớn trong nhà rất cổ hủ, bọn họ dự là sẽ không đồng ý cho tôi lấy một cô gái Tây. Hả? Vẻ mặt Naliza trầm xuống, vậy phải làm sao? Lý Trạch Vũ an ủi nói, yên tâm, anh sẽ thuyết phục bọn họ, nhưng mà anh cần chút thời gian. Được à? Naliza có chút thất vọng. Sau khi ăn cơm tối xong, Alex một mình đi vào phòng làm việc. Naliza dẫn Lý Trạch Vũ đến phòng dương cầm của cô ta. Khi từng ngón tay thon dài của Naliza khéo léo đặt lên các phím đàn, tiếng dương cầm êm dịu từ từ vang lên. Lý Trạch Vũ im lặng lắng nghe. Sau một khúc nhạc, Naliza có chút căng thẳng hỏi, nói, có hay không? Đúng là như nhạc trời. Lý Trạch Vũ tuyệt đối không có chút nịnh nọt. Thiên phú dương cầm của Naliza rất cao, cộng thêm từ nhỏ đã được nhạc sư nổi tiếng dạy dỗ, nếu như không phải vì thân phận, cô ta nhất định sẽ trở thành một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Em lại đàn tặng anh thêm một bài nhé. Naliza đề nghị nói. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, anh đi vào nhà vệ sinh một chút. Dạ. Vậy em đợi anh. Vẻ mặt Naliza ửng đỏ. Lý Trạch Vũ một mình rời khỏi phòng dương cầm, nhưng hắn không đến phòng vệ sinh, mà ung dung thản nhiên đi thẳng lên lầu 2 đến trước cửa căn phòng ngủ đầu tiên. Cốc cốc. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Két. Cửa phòng được mở ra. Joanna từ trong phòng đi ra. Bác gái, có chuyện tìm cháu. Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Lúc ăn cơm, Joanna đã âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Trong nháy mắt hẳn ngầm hiểu ngay. Joanna làm động, tác mời hắn vào, vào đây đi. Hải. Lý Trạch Vũ lắc đầu, nói, như vậy không thích hợp. Há ha ha, tôi quên cậu là người phương Đông, có phần hơi bảo thủ. Joanna cười khúc khích. Lý Trạch Vũ ngượng ngùng cười một cái, nói, có gì cứ nói ở đây đi ạ. Ok. Joanna cũng không vòng vo, không kiêng dè nói thẳng, Lý, tôi đã xem qua lý lịch của cậu. Bên cạnh cậu có một đống hồng nhan chi kỷ, đúng không? Lý Trạch Vũ gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Tôi biết cậu là một người đàn ông có bản lĩnh, chỉ cần cậu đối xử tốt với Naliza, dù cho bên cạnh có thêm nhiều người phụ nữ, tôi và Alex cũng có thể. Thông cảm, nhưng có một việc tôi cần nhắc nhở cậu. Nói đến đây nụ cười trên mặt của Joanna biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị. Angela, tốt nhất là cậu đừng trêu vào công chúa của tộc bất tử kia. Một người là phu nhân quốc vương, một người là tiểu công chúa tộc bất tử. Joanna đột nhiên nhắc đến Angela, điều này khiến cho đầu óc của Lý Trạch Vũ choáng váng. Tuy rằng tộc bất tử rất khó sinh ra đời sau nhưng hoàng đế Guson không thiếu con nối dõi, vì sao bản thân ông ta lại cưng chiều cô cháu gái nhỏ Angela như vậy chứ? Nghe thấy thế, Lý Trạch Vũ khó hiểu lắc đầu. Joanna dừng một lúc, nói, bởi vì trên người Angela có liên quan đến một bí mật. Bí mật ư? Lý Trạch Vũ nhíu mày, cảm thấy càng hứng thú hơn. Joanna lại hỏi, cậu phải biết là trong tình huống người của tộc bất tử không chúng phải vết thương chí mạng gần như có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng, vậy? Cậu có biết thủy tổ Maya của tộc bất tử đã ngã xuống như thế nào không? Lý Trạch Vũ nhíu mày, tức giận nói, sao tôi biết được những chuyện đó? Bá mẫu, ngài đừng hỏi tới hỏi lui nữa, có thể nói thẳng không? Người trẻ tuổi chẳng có kiên nhẫn gì hết. Joanna lắc đầu, cười khổ. Nghe đồn Maya chính là người đầu tiên của tộc bất tử, bởi vì cần thông qua hút máu của người khác mới có thể sinh tồn được nên bị mọi người phong cho danh hiệu là ác mai. Trên thế giới này có bóng tối cũng sẽ có ánh sáng. Sau khi Maya xuất hiện không lâu, thánh tử xuất hiện. Một người đại diện cho bóng tối, một người lại đại diện cho ánh sáng. Quan hệ giữa hai bên như nước với lửa. Thực lực của thánh tử cao hơn Maya một bậc. Để tránh né sự đuổi giết của thánh tử, Maya đã biến rất nhiều nhân loại trở thành người của tộc bất tử. Thế lực của thánh tử lẻ tẻ, vì thế đã thành lập một tổ chức đặc biệt chuyên tiêu diệt tộc bất tử cũng chính là thánh đình bây giờ.
Cuối cùng thánh tử vẫn chết dưới tay Maya. Bởi vì lúc ấy một nhân loại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ giúp đỡ Maya. Nhưng trước khi thánh tử chết đã dùng huyết mạch thuần khiết nhất trong thân thể mình để đặt một câu thần chú lên tộc bất tử, người của bóng tối vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, trong tộc bất tử, ngoài Maya ra không có ai thoát khỏi lời nguyền, từ đó về sau những người của tộc bất tử không chết đều sẽ sợ ánh sáng mặt trời. Nói nhiều như vậy nhưng hình như chẳng liên quan gì đến Angela đúng không? Sự kiên nhẫn của Lý Trạch Vũ ạ bị mài mòn đi rất nhiều. Joanna khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nên nóng vội. Sau khi thánh tử chết không lâu, Maya cũng chết. Người ngoài không thể hiểu nổi vì sao cô ta lại chết, chỉ biết sau khi Maya chết đi, trái tim của cô ta không hề ngừng đập hơn nữa còn chủ động rời khỏi thân thể của mình. Căn cứ vào ghi chép của tộc bất tử, sau khi trái tim của Maya rời khỏi thân thể đã biến mất trên đời. Nhưng trước khi biến mất, giọt máu chảy từ trái tim lại hình thành một câu nói. Ngàn năm sau, khi quân trở về, Maya cũng sẽ trở về. Rõ ràng những lời này ám chỉ, Maya không chết đi, hơn nữa rất có thể sẽ trở về sau ngàn năm. Nói đến đây, sắc mặt của Joanna càng nghiêm nghị hơn, ngày Angela sinh ra, tất cả những người chờ đợi ở bên cạnh cô ấy đều đã chết, chính là phụ mẫu của cô ấy. Chuyện này, Lý Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nói, chẳng lẽ ngài muốn nói Angela chính là thủy tổ Maya ư? Cậu có biết những người trong tộc bất tử chờ đợi ở bên cạnh Angela đã chết như thế nào không? Joanna không trả lời mà hỏi lại. Lý Trạch Vũ bu môi, kể chuyện đừng có hỏi cháu, nói thẳng đi, ok. Vì Joanna nghiêm nghị nói, sau khi Angela sinh ra không có hơi thở, sau khi kiểm tra mới phát hiện trời sinh cô ấy không có trái tim. Chờ một chút. Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời, nói, chẳng lẽ ngài định nói với tôi rằng lúc đó có một trái tim đột nhiên xuất hiện sau đó nhập vào cơ thể của Angela ư? Đúng vậy. Vẻ mặt của Joanna đầy nghi ngờ, nói, sao cậu biết được? Đọc tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Lý Trạch Vũ nhún vai. Tiểu thuyết ư? Joanna nao nao, nói tiếp, lúc ấy, trái tim đó xuất hiện trên không trung sau đó hút sạch máu của toàn bộ những người trong tộc bất tử bên cạnh Angela. Vậy trái tim đó thật sự là trái tim của Maya, tổng kết lại Angela chính là Maya sao? Lý Trạch Vũ trả lời trước, đúng vậy, căn cứ theo ghi chép của tộc bất tử, trái tim của Maya có 7 ngăn, được gọi là thất khiếu linh lung tâm, mà trái tim nhập vào cơ thể của Angela đúng là như vậy. Joanna có cảm giác giống như đang có mặt tại hiện trường, sắc mặt hơi tái đi. Lý Trạch Vũ ngoáy lỗ tai dường như hoàn toàn nghe không lọt tai câu chuyện xưa này. Joanna phụng phịu, không vui nói, những điều tôi nói là sự thật, cậu ngàn lần vạn lần không được nghĩ rằng tôi đang kể chuyện xưa. Được rồi, cứ coi như tôi tin những lời ngài nói là thật, tôi thật sự muốn biết ngài nghe được những chuyện này từ đâu. Lý Trạch Vũ nói ra nghi ngờ của mình. Hắn biết rất rõ, Alex không có chút thiện cảm nào đối với tộc bất tử, mà Joanna lại là vợ của Alex sao lại hiểu rõ nhiều thứ về tộc bất tử như vậy. Bởi vì, ôi... Joanna đột nhiên gầm khẽ một tiếng, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh. Ôi mẹ ơi! Lý Đại Đương ra theo bản năng lui về sau mấy bước, rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Không phải sợ cô ta là người của tộc bất tử mà là không ngờ, Joanna là phu nhân quốc vương lại là người của tộc bất tử. Joanna nói lời an ủi, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Tổn thương ông đây ư? Lý Đại Đương ra thật sự không có ý khinh thường. Joanna dù sao ngay cả thân vương Brandy cũng bị hắn làm thịt. Đợi một chút. Đôi mắt của Lý Trạch Vũ đột nhiên xoay một vòng, biểu cảm hoảng hốt, hỏi, ngài là người của tộc bất tử, Alex là con người, vậy. Naliza thì sao? Joanna an ủi hắn, nói, Naliza là con người, chuyện này cậu có thể yên tâm. Chuyện này không cần cô ta nói, Lý Trạch Vũ hiểu rõ ràng. Dù sao Naliza có thể đi lại bình thường dưới ánh mặt trời. Ban đầu tôi cũng là con người nhưng mà... Dường như, Joanna không muốn nhớ lại, trên gương mặt lộ ra sự đau khổ. Lý Trạch Vũ phất tay áo, ngài không cần giải thích, tôi có thể đoán được. Toàn bộ tộc bất tử đều sống ở biên giới nước Anh, tất nhiên sẽ để lại một con át chủ bài chưa lật. Ví dụ như khống chế một vài người quyền cao chức trọng. Joanna là phu nhân quốc vương, đương nhiên sẽ bị tộc bất tử khống chế. Điều này cũng có thể lý giải cho câu hỏi vì sao Alex lại căm thù người của tộc bất tử như vậy. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, vừa rồi ngài còn đi ăn thịt bò tảng,
uống rượu đỏ cùng chúng tôi, hơn nữa. Naliza chưa từng nghi ngờ ngài sao? Soana cười khổ, nói, người của tộc bất tử có thể ăn thức ăn của con người, chẳng qua sau khi ăn sẽ bị tiêu chảy mà thôi, về phần Naliza. Có sự giúp đỡ của Alex hơn nữa bản thân con bé rất ngây thơ cho nên chưa từng nghi ngờ tôi. Vậy à? Lý Trạch Vũ lộ ra biểu cảm, thì ra là thế. Soana gật đầu, hy vọng cậu có thể giữ bí mật này giúp tôi, bởi vì tôi không muốn để cho Naliza biết mẫu thân của con bé lại là một con quái vật. Yên tâm đi, tôi là người rất kín miệng nhưng mà tôi cảm thấy. Lý Trạch Vũ đưa ra lời đề nghị, nói mấy người hoàn toàn không cần phải lừa gạt Naliza, bởi vì dù ngài biến thành cái gì cũng là mẫu thân của cô ấy. Nghe thấy lời này, cơ thể của Soana hơi run lên, dường như có hơi dao động. Được rồi, dù lời này của cậu là thật hay giả, tôi cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Trạch Vũ phất tay, dự định cáo từ. Tiếp theo hắn phải đi đến bán đảo Glanville một chuyến, nếu quái vật này không biết điều, hắn chuẩn bị mời toàn bộ tộc bất tử ra phơi nắng. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, đây là câu nói mà rất nhiều thành viên của tộc bất tử thường hay nói. Bởi vì sống quá lâu nên cảm thấy rất cô đơn, dần dần đám người kia trở nên có chút chán chường, đơn giản mà nói là trở nên không còn khao khát gì nhiều nữa, chỉ muốn làm một phế vật, ăn no chờ chết. Dù sao bọn họ có quan phủ nước Anh nuôi. Tiếng gào thét, tiếng âm nhạc, tiếng reo hò, thậm chí là tiếng cãi vã hay tiếng đánh nhau đều có. Tóm lại bán đảo Glanville về đêm là một thế giới tốt xấu lẫn lộn. Kelly, đêm nay Pierre đẹp trai quá. Lucy nhìn thấy một người đàn ông thật sự cầm lấy một chậu máu đổ xuống đầu mình, đột nhiên cảm thấy sức hấp dẫn của người đàn ông bắn ra xung quanh. Máu có thể kích thích người của tộc bất tử. Lucy, cậu nông cạn quá, người kia mới đủ ngầu và đẹp trai kìa. Kelly chỉ tay về phía cách đó không xa, có một người đàn ông gương mặt phương đông đang ngồi ở đó. OMG, sao tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông này nhỉ? Lucy che miệng, dáng vẻ giật mình. Kelly đề nghị. Tôi cảm thấy chúng ta nên tới chào hỏi một chút. Lucy và Kelly không hề đề phòng vì gương mặt của người đàn ông lạ lẫm, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người lạ bị đưa đến bán đảo Glanville. Phần lớn những người này đều là tội phạm tử hình bị nước Anh đưa tới, có một số người mắc một loại bệnh không thể chữa khỏi hy vọng có thể trở thành người của tộc bất tử và sống tiếp, còn có một vài người còn lại là bị lừa tới đây. Tóm lại, những người này đều biến thành nô lệ. Cuối cùng trở thành thức ăn của tộc bất tử. Anh đẹp trai, anh vừa mới lên đảo đúng không? Có hứng thú uống với chúng tôi một chén không? Khi Lucy và Kelly nói chuyện, hai người ngồi xuống bên phải và bên trái của người đàn ông. Người đàn ông liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, bình tĩnh nói, sorry, không có hứng thú. Hửm, Lucy và Kelly lần lượt nhíu mày. Chắc anh vẫn chưa biết thân phận của chúng tôi. Kelly có chút kiêu ngạo tự giới thiệu, nói. Ông nội của tôi là thân vương của bộ lạc thần bí Thon và ông nội của Lucy là thân vương Rivano. Vốn tưởng rằng sau khi đối phương nghe xong sẽ lập tức thay đổi thái độ, thậm chí tâng bốc nịnh nọt nhưng kết quả lại khiến cho hai người mở rộng tâm mắt. Vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh, hát, lắm à. Cháu gái của thân vương thì ngầu. What? Kelly giật mình, nở nụ cười châm chọc, nói, chẳng lẽ anh không biết trong tộc bất tử ngoài huyết hoàng đại nhân ra, thân vương đại nhân có địa vị tối cao à? Vậy sao, người đàn ông cười hề hề, nói, vậy mấy người có biết tôi là ai hay không? Lucy lặng đi một lúc, cười lạnh nói, không quan tâm anh là ai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng cũng trở thành bữa tối của chúng tôi mà thôi. Kelly phụ họa nói, nếu anh có thể làm cho chúng tôi vui vẻ, nói không chừng chúng tôi có thể phát lòng từ bi biến anh trở thành một thành viên của chúng tôi đấy. Hai người bọn họ đều không chịu nổi thái độ vinh váo tự đắc của người đàn ông. Làm ơn, nơi này là bán đảo Glanville đấy, là sân nhà của tộc bất tử, một nhân loại nhỏ nho châu bò cái dám à. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, vậy tôi tự giới thiệu một chút nhé. Được thôi, vậy anh nói xem tên của anh là gì? Lucy bày ra vẻ mặt không sao cả và trả lời. Lý Trạch Vũi. Miệng của người đàn ông thốt ra ba chữ. Kelly và Lucy nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra. À, đúng rồi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh bổ sung thêm một câu, rất nhiều người gọi tôi là Quân Đết. What? Hai người Lucy và Kelly bỗng dưng nghẹn họng nhìn chân chối. Anh là Quân Đết.
Sự kiêu ngạo trên người Kelly đã biến mất sạch sẽ, lách qua bên cạnh Lý Trạch Vũ rời đi giống như con chim sợ cành cong. Lucy cũng bởi vì thần kinh căng thẳng đến chết lặng nên cũng không đứng dậy rời đi cùng Kelly. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái, trêu ghẹo hỏi, tôi có đáng sợ như vậy ư? Hai người Lucy và Kelly không nói gì nhưng lại đồng thời gật đầu như gà con mổ thóc. Hay nói giỡn quái tay trái chém công tước, tay phải giết thân vương, có người nào trong tộc bất tử trên bán đảo Glanville này chưa từng nghe đến tên của quân đế hung ác này chứ? Lý Trạch Vũ tiếp tục trêu chọc, nói, tôi nhớ hình như hai người vừa mới nói gì mà muốn tôi biến thành đồ ăn của hai người đúng không? Không, không có. Lucy cực kỳ hoảng sợ, nói, vừa rồi chúng tôi không biết là ngài. Kelly phụ họa, nói, đúng đúng đúng, nếu chúng tôi biết là ngài chắc chắn sẽ không vô lễ như vậy đâu. À đúng rồi, chúng tôi là bạn tốt của Angela, ngài không thể làm tổn thương chúng tôi. BM Lý Trạch Vũ nhún vai, hỏi, Angela đâu? Nghe vậy, Lucy và Kelly đều nhíu mày. Thấy biểu cảm của hai người không thích hợp, Lý Trạch Vũ quát lớn, hỏi, nói mau, Angela đâu? Kelly nơm nớp lo sợ nói, cô ấy bị huyết hoàng đại nhân nhốt lại rồi. Nghe thấy thế, sắc mặt của Lý Trạch Vũ trầm xuống, tại sao hoàng đế Wilson lại nhốt cô ấy? Là bởi vì, huyết hoàng đại nhân không muốn cô ấy liên hệ quá nhiều với ngài. Nói đến đây, dường như Lucy nhớ ra điều gì đó, bỗng dưng thốt lên, quân đế, huyết hoàng đại nhân của chúng tôi đã phải người đi truy nã ngài, ngài. Sao ngài còn dám đến chỗ của chúng tôi? Truy nã ông đây ư? Lý Trạch Vũ nở nụ cười khinh thường, nói, giặc cướp có thể tới, tôi cũng có thể tới, trên đời này có nơi nào ông đây không dám đến. Một câu ngắn ngủi đã có thể khiến cho Kelly và Lucy kinh hãi. Thậm chí hai người bọn họ cảm thấy lời này cực kỳ bá đạo. Dẫn tôi đi tìm Angela. Vốn dĩ Lý Trạch Vũ định trực tiếp đi tìm Hoàng đế Wilson, nhưng sau khi biết được Angela bị nhốt, hắn lập tức thay đổi ý định. Người phụ nữ của mình, sao có thể mặc kệ ngồi xem chứ? Đối diện với sự uy hiếp của Lý Đại Đương gia, Kelly và Lucy không dám có những suy nghĩ phản kháng trong đầu. Một lát sau, một hàng ba người đã đi đến lâu đài cổ giam giữ Angela. Nói là bị nhốt nhưng trên thực tế chỉ là hạn chế quyền tự do đi lại và cắt đứt tất cả các công cụ liên lạc mà thôi. Dù sao cô ấy cũng là đứa cháu gái mà Hoàng đế Wilson yêu thương nhất, sao có thể bị ngược đãi cơ chứ? Lucy tiểu thư, Kelly tiểu thư. Hai người cũng tới thăm tiểu công chúa sao? Đúng lúc này, Ma ép nhìn tao nhã, phong độ, nhẹ nhàng cũng tới đây. Lucy và Kelly cũng biết Ma ép là người theo đuổi trung thành nhất của Angela, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay người kia. Ánh mắt của Ma ép cũng chú ý tới Lý Trạch Vũ, bỗng dưng ngây người. Anh ta vốn cho rằng vẻ ngoài của mình đã là đẹp nhất trên đời rồi nhưng không nghĩ rằng càng có người tuấn tú hơn cả anh ta. Nhưng mà Ma ép có thể cảm nhận được. Tiểu bạch kiểm trước mặt này chỉ là nhân loại, nghĩ đây là đồ ăn mà Lucy và Kelly mang đến cho Angela. Lucy tiểu thư, tôi mang máu hươu đến cho tiểu công chúa rồi. Sau khi nói xong, Ma ép chỉ về phía Lý Trạch Vũ, nhân loại này làm thức ăn cho tôi đi. Lòng chiếm hữu của anh ta rất mạnh, trong tiềm thức đã coi Angela là người phụ nữ của mình, cho nên anh ta không cho phép Angela tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Cho dù là thức ăn cũng không được. Lucy và Kelly không hề để ý đến Ma ép, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh ta đã tràn ngập sự đồng tình. Anh muốn hút máu của tôi ư? Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ hài hước nhìn về phía Ma ép. Ma ép nhíu mày, nhân loại hèn mọn, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Biết chứ, Lý Trạch Vũ nở nụ cười nghiền ngẫm. Tôi đang nói chuyện cùng một người sắp chết. Khi Lý Trạch Vũ vừa nói xong thì Ma ép đã cảm giác được bản thân bị một loại tinh thần nào đó phong tỏa. Trong đầu có một giọng nói nhắc nhở anh ta, nếu anh ta dám to gan hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ chết ngay lập tức. Trên trán Ma ép toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn can đảm lên tiếng hỏi, cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh sẽ phải chết. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ không mang theo ý tốt áp sát Ma ép. Pha cổ. Ma ép thốt lên một câu hỏng đánh tan cảm xúc sợ hãi trong lòng, quát to, ông nội tôi là công tước Blue. Loài người hèn mọn như anh mà cũng dám nói với tôi như vậy sao? Vừa nói vừa nhìn về phía Lucy và Kelly, lên tiếng hỏi, cuối cùng anh ta là ai? Anh ta là quân đế. Lucy sợ hãi đáp lại. Cái gì? Sắc mặt Ma ép thay đổi mạnh. Vẻ on.
chỉ trong chớp mắt Lý Trạch Vũ đã vọt tới bên cạnh Ma Ép. Lúc này anh ta vẫn chưa kịp tỉnh táo đã bị hắn bóp cổ, bị nâng lên thật cao như nâng gà con. Ướt Ma Ép hoảng sợ, vô thức tiến vào trạng thái cuồng hóa, lộ ra bộ răng nanh. Rầm rầm. Lý Trạch Vũ đánh ra hai quyền trong giây lát. Á! Hai cái răng nanh bị đánh gãy, Ma Ép phun ra tiếng rên đau đớn. 15 phút sau, tiếng rắc vang lên, Lý Trạch Vũ vặn gãy cổ Lý Trạch Vũ. Xí! Thấy cảnh này, Lucy và Kelly tê hết ra đầu. Một lời không hợp đã giết người, đã vậy người ta còn là cháu trai của công tước. Đúng là quân đế, vẻ dữ tợn và lòng can đảm này có ai dám tranh đứng đầu chứ? Rầm! Lý Trạch Vũ tiện tay vứt thi thể của Ma Ép xuống dưới đất, sau đó xoay người đi về phía cửa chính lâu đài. Kelly và Lucy quay sang nhìn nhau. Chúng ta có nên bám theo hay là báo tin tức này lên cho Huyết Hoàng không? Lucy đắn đo mãi. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Kelly mới đề nghị, bám theo sau đi, có lẽ anh ta sẽ không làm gì chúng tan. Được. Lucy đồng ý. Hai người phụ nữ tăng nhanh bước chân đuổi theo Lý Trạch Vũ. Cửa lâu đài đóng chặt lại. Rầm. Lý Trạch Vũ ngầm vận khí kình, sau đó bay lên không trung đá một cước làm đổ hai cánh cửa liên tiếp nhau. Quá lợi hại. Sức lực quá mạnh. Lucy và Kelly không nén được thốt thành tiếng. Do sợ bị người ta đánh úp giờ ngủ ban ngày nên tất cả cánh cửa trong lâu đài ở bán đảo Grandview đều được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Ngay cả tộc bất tử thực lực công tước cũng chưa chắc đã cưỡng chế mở được. Vậy mà hai cánh cửa kia lại không chịu được một cước của Lý Trạch Vũ. Vô cùng kinh khủng. Angela bên trong lâu đài nghe thấy tiếng động lớn, hốt hoảng chạy từ tầng 2 xuống. Khi nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong, hai hàng nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Phúc Angela hét to, sau đó lao về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ dang rộng hai tay ôm Angela vào lồng ngực, an ủi cô ấy, đừng sợ, tôi tới rồi. Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng có thể khiến Angela cảm thấy dù trời có sập xuống cũng không cần lo lắng. Hai người ôm ấp một lúc lâu, sau đó Angela tránh khỏi cái ôm của hắn, nói, sao ngươi lại tới đây? Mau đi đi, ông nội của em. Không sao. Lý Trạch Vũ ngắt lời cô ấy. Tôi tới đây là để tìm ông ấy. Ôm. Angela mỉm cười. Quân đế, công tước Drew tới rồi. Đột nhiên, Lucy kinh ngạc hô lên. Angela cau mày, nói, tại sao công tước Drew lại tới đây? Kelly nhìn Lý Trạch Vũ, sau đó mới sợ hãi nói, quân đế giết chết Ma Ép. Giết thì giết thôi. Angela ngang ngược đáp lại. Nếu không chú ý tới thân phận đồng tộc, có lẽ cô ấy đã tự ra tay từ lâu rồi. Về phần công tước Drew ấy à, hừ, làm được gì cô ấy chứ? Bịch bịch bị chi? Từng người xông vào bên trong lâu đài. Cầm đầu là hai người đàn ông trung niên. Một người là công tước Drew, một người khác là con trai của ông ta, cũng chính là Mark San, cha của Ma Ép. Cậu là người đã giết con trai tôi. Mark San vô cùng tức giận, hiển nhiên đã đứng trước ranh giới bùng nổ. Lý Trạch Vũ chưa kịp nói gì thì Angela đã cướp lời, vô liêm sỉ, Mark San. Ông nghĩ ông là ai chứ, còn dám dẫn người tới chỗ tôi. Công chúa, tôi. Mark San thấy hơi sợ. Lúc này Drew đứng dậy nói, công chúa, chúng tôi không hề có ý định xúc phạm tới cô. Có điều tên nhân loại bên cạnh cô đã giết chết cháu trai của tôi cần phải báo thù lại cho cháu trai mình. Anh ấy là người đàn ông của tôi, giờ các người cút đi được rồi. Angela hờ hững nói, nhưng ý tứ lại vô cùng ngang ngược. Sắc mặt Drew và Mark San rất xấu. Lý Trạch Vũ bật cười ha ha, nói, đã nghe rõ ràng chưa? Bảo các người cút đi. Đấy, mẹ kiếp, đồ loài người chết tiệt. Mark San nổi cơn tam bành, vung tay lên nói, bắt cậu ta lại. Angela đứng phát dậy, nói, để tôi xem ai dám ra tay. Đám tộc bất tử đang dục dịch ra tay lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ vô tình gây thương tích cho công chúa. Drew nói, công chúa, cô cứ nhất quyết muốn bảo vệ tên loài người hèn mọn này hay sao? Tôi nhất quyết. Angela ngang ngược uy hiếp, tóm lại bây giờ các người phải rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, nếu không tôi sẽ bảo ông nội không tha cho các người. Drew cau chặt mày. Thù của cháu trai ông ta tất nhiên phải báo, nhưng lệnh của Angela thì ông ta không dám làm trái. Trong lúc khó xử, Mark San ghé đầu vào sát tai ông ta thì thầm, cha. Chúng ta đi nhờ thân vương tay lo phân xử thôi. Hai mắt Drew sáng bừng. Tuy rằng sáu thân vương tộc bất tử thần phục Huyết Hoàng,
nhưng ngoài huyết hoàng ra thì họ là người có địa vị cao nhất. Nếu chủ nhân thân vương tay lo của ông ta ra mặt, dù Angela có là cháu gái được huyết hoàng yêu thương nhất cũng đừng hòng bảo vệ được hung thủ đã giết chết cháu trai của ông ta. Chúng ta đi. Drew vung tay lên. Nhìn thấy đám tộc bất tử rời đi vội vàng, nét lo âu thoáng hiện trên mặt Angela. Bởi vì cô ấy đoán được ý định của Drew, chắc chắn họ đã quay về nhờ chủ nhân ra mặt. Nếu thân vương tay lo tìm ông nội của cô ấy đòi lẽ phải thì khả năng lớn cô ấy sẽ không bảo vệ được Lý Trạch Vũ được nữa. Nghĩ tới đây, Angela thúc giục Lý Trạch Vũ, Vũ, anh không thể ở lại đây được, mau rời đi đi. Không cần đâu. Lý Trạch Vũ nhún vai, không cho là đúng, dẫn tôi đi gặp ông nội cô, còn những chuyện khác cô không cần phải lo. Anh cố tình tới đây gặp ông nội em phải không? Angela hỏi một câu sâu xa. Lý Trạch Vũ phản ứng nhanh nhạy, lập tức thốt lên, không đâu. Tôi cố tình tới gặp cô, nhân tiện gặp ông nội cô để nói vài chuyện. Nghe thấy vậy, Angela mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng như cũ, nhưng mà em lo ông nội sẽ làm chuyện có hại tới anh. Với cả anh đã giết chết ma ép, chắc chắn Drew sẽ không bỏ ý định của mình. Đừng lo, tôi rất mạnh. Lý Trạch Vũ nhếch miệng tạo thành nụ cười không đàng hoàng. Đừng nói là giết cháu trai của một công tước, dù giết thêm vài thân vương nữa thì chắc chắn Gusen cũng không động tới hắn. Ít nhất tạm thời sẽ không. Bởi vì chỉ có hắn biết tung tích của Hoa Trường Sinh. Tại lâu đài huyết hoàng, Gusen vừa ăn uống xong, đang nghe quản gia đi xe lơ báo cáo. Quân đế đã rời khỏi thành phố New York, cụ thể đi đâu thì không ai hay biết. Tóm lại bọn họ phái mấy nhóm người đi tìm cũng không thấy tung tích của người này đâu cả. Huyết hoàng đại nhân, lần cuối quân đế xuất hiện là trong buổi dạ tiệc do Jin tổ chức, sau đó cậu ta cứ như bốc hơi khỏi xã hội vậy. Niseller cảm thấy rất khó tin. Tuy rằng tộc bất tử bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi bán đảo Grandview, nhưng không có nghĩa bọn họ không có tai mắt bên ngoài. Và lại tin tức của bọn họ còn nhanh nhạy hơn cả cơ quan tình báo. Kỳ lạ ở chỗ, không biết quân đế đã chạy đi đâu mất rồi. Huyết hoàng. Đúng lúc này, một giọng nói hữu lực truyền từ bên ngoài vào. Sau đó nhìn thấy một ông già tóc trắng, dáng người cao lớn, bên khóe miệng có râu cá chê vừa nhìn đã thấy thô tục đang đi phăng phăng tới gần. Đó là thân vương tay lo. Gusen cảm thấy người này tới đây là vì cái chết của Brandy. Một nước không thể không có vua trong một ngày, thân vương bộ tộc La Sombra đã chết, tất nhiên phải chọn ra một vị thân vương mới. Tiếc rằng bộ tộc La Sombra ngoài Brandy ra thì chưa ai có thực lực đạt tới cấp bậc thân vương. Lẽ ra Brand có cơ hội anh trai mình lột phá, nhưng đáng tiếc lão ta còn chết nhanh hơn cả. Bầy rồng mất đầu, tất nhiên năm tộc lớn còn lại sẽ muốn chia cắt đất phong và tộc nhân của bộ tộc La Sombra. Bao gồm cả tiền của còn sót lại của Brandy lúc còn sống. Tay lo, vài ngày nữa lại bàn tới chuyện của bộ tộc La Sombra. Ta cũng đã phái người điều tra về tài sản của Brandy, còn chưa tới 5 tỷ đô Mỹ, tới lúc đó tôi sẽ chia đều khoản tiền này ra. Gusen mở miệng nói đầu tiên. Tay lo nghe xong thì sững ra. Ban đầu ông ta không tới đây vì chuyện của bộ tộc La Sombra, nhưng khi vừa nghe về chuyện tài sản của Brandy, ông ta lập tức quên khuấy mất chuyện quan trọng trước khi tới. Huyết hoàng đại nhân, tôi và Brandy quen thân đã lâu, theo tôi được biết thì tài sản của hắn ta ít nhất cũng hơn 20 tỷ đô Mỹ, tại sao bây giờ lại còn chưa tới 5 tỷ được? Trong mắt tay lo không giấu nổi nghi ngờ. Hiển nhiên ông ta cho rằng Gusen đã ngấm ngầm nuốt một khoản tiền lớn. Láo xược. Niseller nổi giận, nói, thân vương tay lo, ông dám nghi ngờ huyết hoàng đại nhân hay sao? Cậu câm miệng lại. Tay lo nhấn giọng, khinh thường nói, cậu là cái thá gì chứ, từ khi nào tới lượt cậu chỉ trích bổn vương? Ông, mặt Niseller sung huyết. Thân là quản gia của huyết hoàng, trong tộc bất tử, hắn ta cũng có địa vị nhất định. Nói thay lời Gusen ngay dưới mí mắt hắn ta, có thể thấy tay lo không hề nể mặt hắn ta chút nào cải. Tay lo, người cảm thấy người của bổn hoàng rất dễ bắt nạt đúng không? Hay, là ông cảm thấy cổ mình rất cứng, bổn hoàng không có năng lực tháo nó xuống? Gusen nheo mắt, giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở chết chóc. Tay lo cảm nhận được cơn tức của ông ta bèn thu liễm hơn, sửa lời nói, huyết hoàng đại nhân, Niseller vu tội cho tôi nên tôi mới không kiềm chế được tính tình. Nhưng tôi không bao giờ có ý định bất kính với ngài. Và lại gia tộc Giovanni sẽ mãi mãi thành tâm cống hiến vì huyết hoàng đại nhân. Hừ, lúc này sắc mặt Gusen mới được xoa dịu hơn một chút, đồng thời bỏ đi ý định giết người.
Tay Lo bật cười, quay về chủ đề chính, Huyết Hoàng đại nhân, tôi rất tò mò không biết tiền của tên Brandy kia đã chạy đi đâu. Trước khi Brandy chết, trong tài khoản hắn ta có một khoản giao dịch cao tới 20 tỷ đô Mỹ, cụ thể chuyển cho ai thì bổn hoàng không tra được. Nói tới đây, Gusson ghim giọng nói, nếu các người không tin thì có thể tự đi tra. Tôi chắc chắn sẽ tin Huyết Hoàng đại nhân. Tay Lo kính cẩn thực hiện lễ nghị. Đã nói như vậy, ông ta quyết định khi nào quay về sẽ đi tra xét lại một lần nữa. Nếu thực sự giống như lời Gusson đã nói, Brandy chuyển 20 tỷ đô Mỹ cho người khác thì mặc kệ người đó là ai, ông ta cũng phải khiến cho người đó ngoan ngoãn ói số tiền đó trở về. Không còn chuyện gì khác thì ông về đi. Gusson vẫy tay, ra hiệu cho đi seller tiễn khách. Tay Lo lại khom người hành lễ, vậy thì tôi không làm phiền Huyết Hoàng đại nhân nữa. Vừa dứt lời đã xoay người rời đi, nhưng khi vừa đi được hai bước ông ta đột ngột dừng chân, xoay người lại. Mẹ kiếp, vừa nhắc tới tiền đã quên bén luôn chuyện chính. Trong lòng thầm mắt Gusson một chập, ngoài mặt vẫn cung kính nói, Huyết Hoàng đại nhân, tôi còn một chuyện muốn nói với ngài. Có chuyện gì? Gusson trầm giọng hỏi. Tay Lo nâng cao mặt, nói, Huyết Hoàng đại nhân, tôi thấy có lẽ ngài nên quản lý kỹ cháu gái Angela của ngài hơn. Hửm. Gusson bất ngờ, không biết vì sao Tay Lo lại nhắc tới chỗ Angela, không khỏi tò mò hỏi lại, Angela làm sao? Chỉ ngay vừa rồi, Angela đã dung túng cho một tên loài người hèn mọn giết chết cháu trai của Ruo. Tay Lo thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện. Nhưng trước khi nghe được tin tức, ông ta cũng đã bị Ru thêm mắm dặm muối một lần rồi. Vì vậy Angela cứ thế biến thành phần tử cặn bã cấu kết ngoại tộc để giết chết tộc nhân của mình, tựa như nếu Gusson không nghiêm trị Angela thì thật có lỗi với. Thân phận Huyết Hoàng. Còn tên loài người đã giết chết ma ép kia, tốt nhất phải trừng phạt hắn biến thành tộc bất tử, sau đó hành hạ hắn mãi mãi. Thật sự có chuyện này, Gusson vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Tay Lo. Dù sao Angela cũng đã bị ông ta giam lại, sao có thể đột nhiên cho người đi giết chết ma ép được chứ? Tay Lo thành khẩn đưa lời thề đảm bảo, thân vương đại nhân, tôi lấy danh nghĩa của thủy tổ Maya ra thề, từng lời từng chữ tôi nói là thật, tuyệt đối không nói dối hay lừa ngài dù chỉ một câu. Gusson trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía DeSeller, dẫn Angela tới đây. Vâng, DeSeller cung kính nhận lệnh rời đi. Sau đó, Gusson đã căn dặn Tay Lo, ông đi gọi Drew tới đây, nếu lời ông nói là thật thì bổn hoàng sẽ không tha nhẹ tội cho Angela. Vâng, Tay Lo bật cười thành tiếng, nói, tôi tin Huyết Hoàng đại nhân là chứng nhận tốt nhất. Một lát sau, Drew đứng chờ bên ngoài đi đầu vào trong. Huyết Hoàng đại nhân, xin ngài hãy phân xử cho cháu trai tôi. Ru nước mắt nước mũi giàn giụa, uất ức giống như người vợ vài năm chưa được cưng chiều. Tay Lo đứng một bên nói nhỏ, mẹ kiếp, ông khóc cái gì, làm mất mặt bổn vương. Ờ oạc, Ru lập tức ngừng khóc thút thít, đe giọng thật thấp, thân vương, tôi làm vậy chẳng phải là để Huyết Hoàng đại nhân không thể thiên vị con ả điên rồ kia à. Hừ, Tay Lo nói khẽ, có bổn vương ở đây, Huyết Hoàng dám thiên vị hay sao? Ru nghĩ khác một chút, cảm thấy lời này cũng phải. Nếu Gusson dám không công bằng thì sau này khiến mọi người phục thế nào? Thêm một lúc nữa trôi qua. Dưới sự hướng dẫn của DeSeller, nhìn thấy Lý Trạch Vũ đang dắt Angela đi vào lâu đài. Kẻ thù gặp mắt tức đỏ con mắt, Ru chỉ thẳng vào Lý Trạch Vũ rồi hét lên, Huyết Hoàng đại nhân, chính là tên loài người hèn mọn này đã giết chết cháu trai của tôi. Ông ồn ào cái gì? Lý Trạch Vũ nhấn mạnh, có tin ông đây đưa đi gặp cháu trai hay không? Đồ khốn nạn! Tay Lo giận tím mặt, nhưng ông ta chưa kịp nói thêm gì thì ánh mắt sắc bén của Lý Trạch Vũ đã lia thẳng vào người ông ta, mở miệng cướp lời. Tiếp đi, chờ lát nữa làm thịt luôn cả ông. Khi Lý Trạch Vũ vừa nói dứt lời, bầu không khí trong lâu đài Huyết Hoàng im phăng phắc. Khóe miệng Tay Lo co rút, rồ ó cả loài người dám giết luôn cả ông ta, khiến ông ta nghi ngờ không biết người này có phải bệnh nhân thần kinh nhất chạy ra từ bệnh viện tâm thần hay không. Còn Ru thì hít sâu một hơi. Ánh mắt khi nhìn Lý Trạch Vũ ngoài căm ghét ra còn thấp thoáng vẻ khâm phục. Nếu không gặp trường hợp này, ông ta rất muốn nói với hắn rằng, nhóc con, cậu rất gan dại. Ha ha, ha ha ha. Tay Lo tức tới bật cười, U nói ngay cả tôi cũng muốn giết luôn. Ha ha ha, loài người hèn mọn, cậu có biết nơi này là đâu không? Đây chính là bán đảo Granville. Vẻ mặt của Gusson hơi ngoạn mục. Từ bất ngờ, kinh ngạc, nghi ngờ tới bội phục.
Ông ta không bao giờ ngờ tới mình phái mấy nhóm người ra ngoài tìm Lý, Trạch Vũ cũng không thấy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên chính địa bàn của mình, đã vậy còn cực kỳ hung hăng càn quấy. Nào tới đây, bổn vương đứng đây, ngươi làm thịt cho bổn vương xem thử. Tay Lo bật cười khinh thường. Cu Sần hơi trầm ngâm, tốt bụng nhắc nhở, Tay Lo, tôi khuyên ông tốt nhất đừng đùa với lửa. Hửm, Tay Lo sững sờ, không hiểu vì sao Cu Sần lại nói như vậy. Có lẽ cậu ta sẽ làm thịt ông thật. Cu Sần bổ sung thêm một câu. Ặc, nụ cười lúc này giống hệ vẻ mặt Tay Lo, dần trở nên cứng ngắc, huyết hoàng, ngài nói cậu ta có thể làm thịt tôi. Lúc này Diseller mới mỉa mai lên tiếng giới thiệu, thân vương Tay Lo, có lẽ ông từng nghe thấy tên của nhân loại này rồi. Hả, con người Tay Lo chuyển động, bật thốt ra câu hỏi, cậu ta là ai? Quân đế. Angela chủ động giới thiệu Lý Trạch Vũ. Khi nói ra hai chữ quân đế, cô ấy hơi tự hào một chút. Cái gì? Tay Lo nhếch miệng, quai hàm há hốc ra. Còn Ru đứng một bên con người co lại, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hiển nhiên hai người họ không ngờ tới nhân loại trước mặt chính là nhân vật nguy hiểm, người nổi tiếng khắp bán đảo Grandview dạo gần đây. Quân đế là kẻ ác số một, tay trái cắt công tước, tay phải làm thịt thân vương. Tay Lo nuốt nước bọt, chẳng trách Hudson lại khuyên ông ta đừng đùa với lửa. Ông ta và Brandy cùng có thực lực cấp bậc thân vương, nếu quân đế có thể đánh chết Brandy thì cũng có năng lực giết ông ta. Sao lại không làm ầm ĩ nữa? Lý Trạch Vũ nâng tay chỉ Tay Lo. Đột một nâng cao giọng, không phải lúc nấy ông hung hăng lắm à, hung hăng tiếp cho tôi xem đi. Vừa nói vừa chỉ về phía Ru, cả ông nữa, không phải muốn trả thù thay cho cháu trai à. Tôi đứng ngay đây, ông động thử tới tôi xem. Không, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Ru thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, mỉm cười nịnh hót, thằng cháu trai. Không ra gì của tôi cả ngày chỉ biết làm sẵn làm bậy, chết là tốt rồi. Dù cậu không giết nó thì có lẽ ngày nào đó tôi cũng phải vì việc nước quên tình thân. Sắc mặt Tay Lo thay đổi liên tục, suy nghĩ một lúc thì cười khẩy, dù cậu là quân đế thì sao chứ? Hửm, Lý Trạch Vũ híp mắt lại. Tôi cảnh cáo cậu, nơi này chính là bán đảo Grandview, là địa bàn của tộc bất tử. Tay Lo đi hai ba bước đã tới bên cạnh Gusen, vênh váo hống hách nói, một mình tên loài người hẹn mọn như cậu mà cũng dám làm sằng làm bậy trước mặt huyết hoàng. Có tin chỉ cần huyết hoàng đại nhân ra lệnh thì cậu có mọc cánh. Cũng không chạy thoát hay không? Ông ta nói lời này, việc đầu tiên là muốn làm Gusen dính dáng tới, cùng đứng chung một chiến tuyến với ông ta. Không thể phủ nhận, Tay Lo có thể lên làm thân vương được thì ngoài thực lực mạnh mẽ ra đầu óc cũng không quá ngốc. Tiếc rằng Gusen lại không phối hợp với ông ta. Tay Lo, nếu đó là ân oán cá nhân giữa ông và quân đế thì bổn hoàng sẽ không nhúng tay vào. Nếu đã là ân oán cá nhân thì không nên kéo thêm người của những tộc khác. Gusen chỉ dùng đúng hai câu đã xóa sạch hoàn toàn quan hệ. Tay Lo cảm giác bản thân như một đứa trẻ con bị người lớn vứt bỏ, vừa uất ức lại không có ai giúp đỡ. Ngoài ra thì chỉ còn lại cơn giận. Dù sao gia tộc Giovanni cũng thuộc khối đồng minh quy thuận Gusen, vậy mà Gusen lại không thèm cho thân vương gia tộc Giovanni một chút mặt mũi nào. Mẹ nó bớt nói nhảm đi. Lý Trạch Vũ nhấc tay áo lên, một luồng khí thế nhàn nhạt trên người tỏa ra, thích đánh thì đánh, hôm nay ông đây mà lùi về sau một bước thì tên ông đây đảo ngược. Mạnh quá! Đây chính là phản ứng đầu tiên của Gusen. Lần trước khi biết quân đế dùng sức một người giết chết tam đại tu la vương nước Mỹ vẫn còn mang thái độ nghi ngờ. Bởi vì chưa chắc giết người phải cần thực lực mạnh, đôi lúc âm mưu quỷ kế còn đáng sợ hơn cả thực lực. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy. Dường như quân đế thực sự có thực lực giết chết tam đại tu la vương. Ngay cả vô huyết tộc cũng phải thừa nhận Lý Trạch Vũ rất mạnh thì Tay Lo càng khỏi phải nói. Hoàn toàn không dám nghi ngờ thực lực của hắn. Huyết hoàng đại nhân, cổ họng Tay Lo chuyển động, muốn nói lại thôi. Sao Gusen lại không đoán được ý định của ông ta chứ, chỉ lạnh nhạt nói, quân đế, tôi tin hôm nay cậu không đặc biệt tới đây để giết người đúng không? Một câu nói có thể khiến bầu không khí căng thẳng biến mất ngay tức khắc. Lý Trạch Vũ chậm rãi rút khí thế trên người về, cười khẩy, tôi không phải người thích giết chóc, nhưng lại có một vài tên hề nhảy ra muốn tìm đường chết, tôi làm gì còn cách nào khác đâu. Bị người ta gọi là tên hề nhảy nhót, Tay Lo và Ru giận nhưng không dám nói gì. Tay Lo, Ru, hai người về trước đi. Dù sao cũng là tộc nhân của mình, Gusen tìm cho hai người họ một bậc thang để xuống. Ru như được đại xá, tuân lệnh, quân đế. Hôm nay tôi nể mặt huyết hoàng đại nhân,
nếu không thì... Không cần nể mặt, hai ta quyết một trận tử chiến là được. Tay Lo định giả vờ nể mặt, không ngờ lại bị Lý Trạch Vũ cưỡng ép cắt đứt. Lúc này đi không được, mà không đi cũng chẳng xong. Cũng may Gusen lại tìm cho ông ta thêm một bậc thang, Tay Lo, bổn hoàng bảo ông lui ra, không lẽ ông dám không nghe theo lệnh của bổn hoàng. Tôi không dám làm trái lời của huyết hoàng đại nhân, Tay Lo nói xong thì vẫy tay với Ru, chúng ta đi thôi. Vừa nói xong, ông ta mặc kệ phản ứng của Ru đã rời đi nhanh như chạy trốn. Ru phản ứng không hề chậm, vội vàng bám theo sau. Gusen vẫn đang nhìn Lý Trạch Vũ chăm chú, dường như đang lo lắng hắn sẽ đuổi theo giết chết hai người Tay Lo và Ru. May mà ông ta chỉ đa nghị, từ đầu tới cuối Lý Trạch Vũ đều không có ý định rời đi. Mời ngồi, Kurian hào phóng nâng tay bày động tác mời. Lý Trạch Vũ không khách sáo, tìm ghế salon ngồi thẳng xuống, nhân tiện ngậm một điếu thuốc thơm. Angela chủ động ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở, chỗ của ông nội em không cho phép hút thuốc lá. Không sao, quân đế là khách. Gusen lắc tay ra vẻ không sao, sau đó lại dặn dò, Angela, đi cellar, hai người ra ngoài trước đi. Ông nội, Angela cau mày. Gusen mỉm cười trấn an, cháu cũng thấy rồi đấy, ngay cả thân vương như. Tay Lo cũng phải kiêng dè quân đế thì sao ông có thể ra tay bừa bãi với cậu ta được chứ? Lời nói rất thẳng thắn, một là để nhắc nhở Angela đừng lo lắng, hai là ông ta thừa nhận thực lực mạnh mẽ của quân đế. Một lát sau, Angela và Diseller cùng rời đi, trong sảnh lớn lâu đài chỉ còn lại hai người. Xít, phù, hút vào một hơi thuốc lá, Lý Trạch Vũ không vòng vo thêm nữa. Huyết hoàng, ông nói trước hay tôi nói trước? Để xác định Hoa Trường Sinh có tồn tại trên đời thật hay không, Hoàng đế Gusen âm thầm điều tra gần như toàn bộ gia tộc La Sombra. Tấm bia đá, sách cổ, thủy tổ Maya và cốt cầm. Tất cả những thứ này đều tồn tại. Bởi vậy, Hoàng đế Gusen đã xác nhận những lời Brandy nói trước khi chết là sự thật, cho nên ông ta bắt buộc phải tìm được quân đế. Ông ta nhất định phải có được Hoa Trường Sinh, cho dù phải trả cái giá nào. Nhưng mà Hoàng đế không thể ngờ rằng quân đế sẽ tự mình đi đến bán đảo Glanville. Quan sát chàng trai ở ngay trước mắt, lời nói của Hoàng đế Gusen tràn ngập ẩn ý. Mục đích của tôi rất rõ ràng, cho nên cậu nói trước đi. Được thôi. Lý Trạch Vũ cũng không do dự, vẻ mặt bình tĩnh, nói, nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ nước Mỹ đã phái người tới liên lạc với ông đúng không? Nghe đến đây, Hoàng đế Gusen gật đầu thừa nhận, nói chi tiết, từ nửa tháng trước, những nhà chính trị gia phiên phức đó đã liên lạc với tôi nhưng lại bị tôi từ chối, bởi vì tộc bất tử chúng tôi thầm nghĩ chỉ muốn sống an phận ở một vùng, không muốn dính dáng đến mâu thuẫn của nhân loại mấy người. Lý Trạch Vũ cười, hỏi, cho nên bọn họ mới Brandy. Đúng vậy, tiếc là cái tên ngu xuẩn kia đã chết trong tay của cậu. Khi Hoàng đế Gusen nói lời này không hề có chút tiếc nuối nào. Theo như những lời Diseller nói, trong số 6 gia tộc lớn của Liên minh Sabbath, ngày thường có Brandy là hung hăng ngang ngược nhất. Nếu không vì những người trong tộc, có lẽ ông ta đã muốn tự mình ra tay giải quyết cái tên kia rồi. Huyết hoàng, ông nên thấy may mắn khi không đứng ở phe đối lập với tôi. Lý Trạch Vũ có hơi kiêu ngạo cười nói. Hoàng đế Gusen đã sống mấy trăm năm, cũng không vì câu nói này mà tức giận, trầm giọng nói, tôi hy vọng cậu đừng quanh co lòng vòng nữa, thẳng thắn một chút đi. Được lắm, tôi thích những người thành thật thẳng thắn. Sau khi nói xong, Lý Trạch Vũ lại đổi chủ đề, nói, thật ra, mục đích tôi đến bán đảo Glanville lần này đúng là để giải cứu các người. Hừ. Hoàng đế Gusen nghe thấy thế thì ngây người, trong đôi mắt lộ ra sự khó hiểu. Lý Trạch Vũ cười nhạt, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh nước Mỹ sẽ tiếp tục liên lạc với ông, hơn nữa còn muốn ông đối phó với tôi. Sau đó thì sao? Gusen nhỏ giọng hỏi. Lý Trạch Vũ nhún vai, nếu ông đã đồng ý với bọn họ, tôi sẽ giết toàn bộ người của tộc bất tử trên bán đảo Glanville. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự tự tin. Hoàng đế Gusen thật sự rất bội phục sự quyết đoán của chàng trai phương Đông trước mắt. Ít nhất không có người nào dám tuyên bố sẽ giết cả tộc bất tử trước mặt ông ta. Cho dù là quốc vương nước Anh cũng không dám, cậu vừa mới nói muốn cứu chúng tôi là có ý gì? Hoàng đế Gusen quay trở lại chủ đề chính. Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh nói, từ khi nước Mỹ đặt sự chú ý. Lên mấy người đã xác định tộc bất tử của các người cũng sẽ bị... Nói cho rõ ràng đi,
Hoàng đế Guson có chút không kiên nhẫn. Ông biết rõ ràng mà, những năm gần đây người trong tộc của ông càng ngày càng ngang ngược, quan phủ nước Anh càng ngày càng bất mãn về các người. Lý Trạch Vũ trực tiếp nói rõ. Hoàng đế Guson nhíu mày, cười lạnh, nói, tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng cậu cho rằng quan phủ nước Anh dám tùy tiện động đến chúng tôi sao? Câu nói này không hề khoa trương chút nào, nếu nước Anh không thể giết sạch bọn họ trong vòng một lần, chỉ cần có một người trong số bọn họ còn sống như vậy sau này nước Anh sẽ không bao giờ có một ngày yên bình. Cho nên Hoàng đế Guson không sợ hãi. Lý Trạch Vũ cười hề hề, nói, biết tộc bất tử của các người không dễ trêu chọc cho nên Alex không dám tùy tiện ra tay với các người nhưng nếu như nước Mỹ ra mặt thì sao? Nghe tới đây, sắc mặt của Hoàng đế Guson trầm xuống. Nước Mỹ là bá chủ của thế giới này, ít nhất là có quyền phát ngôn tuyệt đối ở phương Tây. Nếu bọn họ và liên minh với nước Anh, cho dù người của các người may mắn trốn thoát được, từ nay về sau cũng chỉ giống như những con chuột bình thường chạy qua đường mà mọi người đều kêu đánh mà thôi. Trên thế giới này không có chỗ cho các người dung thân. Hơn nữa, sở dĩ mấy năm nay Thánh Đình nhẫn nhịn các người toàn bộ là nhờ có nước Anh đứng giữa nói đỡ thay cho các người, một khi nước Anh muốn ra tay với mấy người, nhất định Thánh Đình cũng sẽ nhúng tay vào. Mỗi một câu nói của Lý Trạch Vũ đều khiến cho lông mày của Hoàng đế Guson nhíu chặt hơn, đến cuối cùng đã nhíu chặt thành chữ xuyên. Nói thật cho ông biết nhé, nước Mỹ và nước Anh đã đạt được thỏa thuận chung rồi, chờ sau khi tộc bất tử các người và tôi hai hổ cắn nhau xong, bọn họ sẽ dốc hết sức lực diệt sạch các người. Lý Trạch Vũ vứt điếu thuốc xuống dưới đất và dập tắt, vô cùng bình tĩnh nói, bây giờ chỉ có tôi mới có thể cứu vớt tộc bất tử của các người. Hoàng đế Guson trầm giọng hỏi, dựa vào đâu mà tôi phải tin lời của cậu chứ? Ông ta thật sự rất tò mò, nếu nước Anh và nước Mỹ đã bắt tay hợp tác với nhau, sao Lý Trạch Vũ có thể biết được tin tức cơ mật như vậy chứ? Bởi vì, sau khi Lý Trạch Vũ nói xong, lấy điện thoại di động trên người ra, bấm dãy số đầu tiên, lập tức nhấn nút rảnh tay. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Alex phát ra từ trong điện thoại, lông mày của Guson nhíu chặt lại. Ông ta và quốc vương nước Anh đã gọi điện cho nhau để nói chuyện rất nhiều lần đương nhiên sẽ. Không nhận sai giọng nói của đối phương. Lý Trạch Vũ cười, hỏi, nhạc phụ đại nhân, hôm nay Naliza có đi đâu chơi không? Alex nghe thấy có người gọi mình là, nhạc phụ, khó tránh khỏi giật mình, sao cậu không tự đi hỏi con bé? Guson đứng ở bên cạnh nghe thấy Lý Trạch Vũ gọi Alex là nhạc phụ đại nhân, hơn nữa đối phương còn không phản đối, ngạc nhiên đến mức cắm sắp rơi xuống đất. Quân đế và con gái của quốc vương nước Anh dính líu với nhau ư? Đây là chuyện không thể nào. Chẳng phải khoảng thời gian trước đây nước Anh còn muốn giết chết quân đế sao? Lý Trạch Vũ nói chuyện phiếm với Alex vài câu rồi cúp điện thoại. Hoàng đế Guson đang định mở miệng. Lúc này, Lý Trạch Vũ phất tay áo, lại bấm một dãy số khác. Quân đế, Yuri đã trở lại, tất cả mọi chuyện giống như ngài dự đoán. Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại. Cho dù tính tình của Hoàng đế Guson trầm ổn nhưng vẫn bị khiếp sợ. Bởi vì ông ta đã nhận ra, người ở đầu bên kia điện thoại là Chủ tịch Đại hội Đồng nước Mỹ, Elip. Lý Trạch Vũ nhếch môi nở nụ cười, nói, tốt lắm, vậy cứ làm theo kế hoạch, để Yuri đi tìm tộc bất tử đối phó với tôi. Đã rõ. Elip dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu, quân đế, hình như cô Diệp lúc trước ở trong nhà của tôi gặp chuyện phiền phức gì đó. Hừ. Con người của Lý Trạch Vũ co rụt lại, phiền phức gì cơ? Cũng không phải chuyện phiền phức gì to tát đâu, chỉ là hình như đám người ở Wall Street không mua tài khoản của cô Diệp mà thôi. Là ai dở trò quỷ? Giọng nói của Lý Trạch Vũ khàn đặc. Diệp Khuynh Thành có sự đề cử của tộc trưởng gia tộc Rothschild, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều bằng lòng hợp tác với khoa học kỹ thuật Vân Dương. Những gã khổng lồ ở Wall Street đều là kẻ ngu hết sao? Rõ ràng là có người âm thầm dở trò. Con gái của Jean, Julia, Elip trả lời, mẹ nó. Trong lòng Lý Trạch Vũ thầm mắng một tiếng, sau khi cúp điện thoại lại nhanh chóng bấm vào một dãy số khác. Tôi đoán được anh sẽ tới tìm tôi mài. Giọng nói của Julia vang lên. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói, chơi ra chơi, làm ra làm, nhưng tuyệt đối đừng có đùa với lửa. Quân đế, tôi tốt hơn cô ta rất nhiều, có vẻ như Julia không phục lắm. Nhưng Lý Trạch Vũ căn bản không chừa cho cô ta một chút cơ hội nào. Dừng âm mưu mờ ám của cô lại ngay đi, nếu không đừng trách tôi không nể tình cũ. Thành phố Gorgorzy, trong một trang viên tư nhân nọ. Julia buông điện thoại di động xuống.
Bốp! Cô ta tức giận ném điện thoại di động xuống đất. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế? Trợ lý vô cùng lo lắng chạy từ bên ngoài vào trong. Ánh mắt của Julia lạnh lành, cô lập tức đi tuyên bố với tất cả những người khổng lồ trong Wall Street, nếu có ai dám hợp tác với khoa học kỹ thuật Vân Dương là đang đối đầu với gia tộc Rothschild chúng ta. Chuyện này! Trợ lý đẩy mắt kính lên, cau mày nói, tiểu thư, liệu ngài làm như vậy có khiến cho lão gia mất hứng hay không? Giọng nói của Julia khàn đặc, hỏi, cô nghe lời tôi hay nghe lời cha tôi? Gương mặt của trợ lý bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, nói, tôi biết phải làm thế nào rồi. Đi ra ngoài đi, Julia phất tay, trợ lý khom người đi ra ngoài. Nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khóe miệng, Julia thoáng nở một nụ cười tự tin. Quân đế, ngài là của tôi, không có kẻ nào có thể cướp ngài đi. Người phụ nữ này vì yêu mà trở nên điên cồng. Bán đảo Glanville, trong lâu đài của huyết hoàng. Lý Trạch Vũ lại châm thêm một điếu thuốc, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đôi mắt của Hàn lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế Gusson, nói, bây giờ ông đã tin những lời tôi nói chưa? Tôi tin. Hoàng đế Gusson nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt không ngừng thay đổi, hỏi, vậy cậu nói xem, cậu muốn cứu vớt chúng tôi thế nào? Lý Trạch Vũ cười hề hề, nói, điều đầu tiên ông phải làm đó là đồng ý với yêu cầu của nước Mỹ. Đồng ý với bọn họ ư? Hoàng đế Gusson tràn ngập khó hiểu. Lý Trạch Vũ gật đầu, nói, không sai, đồng ý với bọn họ đi. Dường như hoàng đế Gusson nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt vốn đục ngầu bỗng dưng sáng quắc, cậu đang muốn. Không sai, tôi muốn các người đổi sang một ngôi nhà khác. Khóe môi của Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, nước Hạ chúng tôi có câu nói đó là, mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khớ. Đôi mắt của hoàng đế Gusson nhìn Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Ông ta đã sống mấy trăm năm tuổi nhưng chưa thấy có nhân loại nào có lòng đạ và trí tuệ siêu việt như vậy. Đắc tội với người như vậy chắc chắn sẽ trở thành ác mộng cả đời. Tôi đã nói xong rồi, ông tán thành hay là phản đối? Lý Trạch Vũ không hề sợ hãi hỏi. Hoàng đế Gusson cười khổ, tôi còn có thể phản đối sao? Tôi thích nói chuyện với người thông minh. Lý Trạch Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gusson lại đứng dậy chặn anh lại, nói, quân đế, hình như chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong nhỉ. Còn có chuyện gì cần nói sao? Lý Trạch Vũ giả vờ ngu ngốc. Đôi mắt của hoàng đế Gusson nheo lại, trầm giọng nói, tung tích của Hoa Trường Sinh. Hoa Trường Sinh gì cơ? Lý Trạch Vũ gãi đầu, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Hoàng đế Gusson đột nhiên lớn giọng, cậu đừng có giả ngu trước mặt bổn hoàng. Hề hề hề, chỉ đùa với ông một chút thôi mà. Lý Trạch Vũ thấy không tránh được, vì thế đã đồng ý, chờ sau khi chuyện này kết thúc, tôi và ông sẽ đều muốn biết tung tích của Trường Sinh Hoa, đến lúc đó. Chúng ta đi tìm cùng nhau được không? Hoàng đế Gusson nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, thăm dò hỏi, cậu cũng muốn Hoa Trường Sinh ư? Lý Trạch Vũ bĩu môi, hỏi ngược lại, thứ đồ chơi đó chẳng có tác dụng gì với tôi cả, tôi lấy nó để làm gì? Vậy sao cậu muốn đi tìm cùng bổn hoàng? Hoàng đế Gusson hỏi. Lý Trạch Vũ nhún vai, cười khan nói, cái đó, tôi nể mặt Angela nên trong lúc thích hợp tôi nhất định sẽ ra tay hỗ trợ chút lực mà thôi. Hoàng đế Gusson gật đầu, cảnh cáo nói, hy vọng cậu không lừa gạt bổn hoàng. Lý Trạch Vũ đắc ý rào rạt, nói, yên tâm đi, tôi là người cực kỳ có khuôn phép, người ngoại đặt biệt hiệu là tiểu lang quan thành thật đáng tin. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Trạch Vũ đợi ở bên ngoài lâu đài của huyết hoàng một lúc lâu Angela mới đi tới. Anh không sao chứ? Angela cực kỳ quan tâm hỏi. Lý Trạch Vũ sờ gương mặt của cô nội của em ở chung với nhau rất hòa hợp. Có thể có chuyện gì chứ? Anh và ông. Sau khi nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua hoàng đế Gusson tự mình tiến hẳn tới, tôi nói không sai chứ? Ha ha! Hoàng đế Gusson cười cười, bày tỏ thái độ, Angela, ông rất hài lòng với nhân loại là quân đế này, sau này ông nội sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cháu nữa. Thật vậy sao, cảm ơn ông nội. Đôi mắt của Angela sáng rực, trong lòng mừng thầm. Hoàng đế Gusson nhìn theo Angela dẫn Lý Trạch Vũ rời đi. Cùng lúc đó, trong khu vực của tộc Giovanni, hơn 30 thành viên của tộc Bất Tử đang tụ tập ở trong một tòa lâu đài cổ, trong đó người có thân phận thấp nhất cũng là bá tước. Cầm đầu là thân vương tay lo đang ngồi ở trên vương tọa, sắc mặt khó coi đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này,
một gã bá tước của tộc Bất Tử vội vàng đi vào, "Thân vương đại nhân, quân đế đã rời khỏi tòa lâu đài cổ của Huyết Hoàng." Ôm Tay Lo lập tức đứng dậy khỏi vương tọa, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa tất cả các cảng lại, nếu ai dám để cho quân đế chạy thoát, trời sáng tôi sẽ cho kẻ đó đi phơi nắng. Giạt, Ru tự mình đi truyền lệnh. Giọng điệu Tay Lo khàn đặc, chưa từng có kẻ nào dám không để chừa mặt mũi cho bổn vương như vậy, ngày hôm nay bổn vương muốn để cho tất cả mọi người biết, kết cục của việc đắc tội bổn vương chỉ có một, đó chính là chết. Thân vương, nếu để cho Huyết Hoàng đại nhân biết chuyện này, liệu có khi nào? Một gã công tước ngượng ngùng mở miệng. Nhưng còn chưa nói dứt câu đã bị Tay Lo ngắn lời, nói, Jason, cậu đi lên đây, đi đến trước mặt bổn vương. Dạ. Jason có thể nhận ra ý xấu của Tay Lo nhưng lại không dám làm trái, chỉ có thể kiên trì đi lên trên đại điện. Tay Lo vung tay lên quăng một cái tát tới. Vèo. Cả người, Jason bay ra ngoài, cơ thể đập mạnh xuống dưới sàn đại điện. Tay Lo độc đoán nói, mấy người nhớ rõ cho tôi. Thân vương của tộc Giovanni là Tay Lo tôi, tất cả thành viên trong tộc Giovanni chỉ được nghe theo mệnh lệnh của một mình tôi. Dạ, dạ, mọi người chăm miệng một lời. Lúc này Tay Lo mới cảm thấy hài lòng, tiếp tục ra lệnh, đi thông báo cho người của bộ tộc Lam Sơn Bra, nói cho bọn họ biết có thể tới rồi. Bẩm thân vương, bọn họ đã chờ ở bên ngoài rồi. Một gã hầu tước bẩm báo. Tốt lắm. Bàn tay to của Tay Lo vung lên, nói, xuất phát cùng tôi. Một đám người chậm rãi rời khỏi tòa lâu đài cổ. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ rời khỏi tòa lâu đài cổ đã đi đến cảng, chuẩn bị đi ngay trong đêm. Chỉ một lát sau, Angela bước ra khỏi tòa nhà của quản lý thuyền, dáng vẻ trông có hơi uể oải. Làm sao vậy? Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi. Tất cả các con thuyền đều đã được gửi đi bảo trì rồi, từ giờ đến tối mai không thể trở về được. Tuy trên gương mặt của Angela tỏ vẻ mất mát nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì như vậy Lý Trạch Vũ có thể ở bên cạnh cô ấy thêm một ngày nữa. Trùng hợp vậy ư? Lý Trạch Vũ cảm thấy có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, đúng lúc này, trên bờ biển cách đó không xa có vài chiếc xe Việt dã đang nối tiếp nhau đi tới. Đúng là xe của bộ tộc Giovanni và bộ tộc La Sombro. Trong phút chốc, vẻ mặt của Angela thay đổi hoàn toàn. Cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với ông nội của mình nhưng lại bị Lý Trạch Vũ ngăn cản, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì à? Thấy vẻ mặt của hắn thành thật như vậy, Angela rất tò mò. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười lạnh. Nếu anh thay mặt ông nội của em giết mấy tên cấp dưới không biết nghe lời này, liệu ông ấy có cảm ơn anh hay không nhỉ? Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, Angela có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ sát khí. Nhưng không đợi cô ấy mở miệng, Lý Trạch Vũ đang đứng tại chỗ chỉ còn là một cái bóng hư ảo, hắn lao nhanh như tên rời cung hướng về phía những chiếc xe tộc Bất Tử đang dừng ở nơi đó. Uinh uinh, ahh, vài tên bá tước hầu tước thực lực hơi thấp ở trước mặt Lý Trạch Vũ giống như những bó rau cải trắng, chỉ cần tiện tay xé rách hoặc đánh bay. Adverb, ôi, người của tộc Bất Tử dần dần tiến vào trạng thái điên cuồng, tưởng rằng mình có thêm một đôi răng nanh có thể dọa Lý Trạch Vũ sợ hãi lùi lại. Nhưng lại không biết rằng, Lý Trạch Vũ đánh càng hăng hơn, cố ý chọn đánh vào răng nanh của bọn chúng. Ôi, răng của tôi! Mày trả lại răng cho tao! Nhân loại đáng chết, tao phải hút cạn máu của mày! Những thành viên của bộ tộc La Sombra xông lên trước muốn báo thù thay cho thân vương Brandy của bọn họ, kết quả là cả đám bị đánh gãy răng nanh. Đám bá tước hầu tước của bộ tộc Giovanni sợ tới mức da đầu run lên, cả đám đứng nguyên tại chỗ không dám tiến lên. Các người xông lên đi, đứng ngây ra đó làm gì? Tay Lo thúc giục. Jason ngượng ngùng nói, thân vương, tên kia giống sát thần vô song, chúng ta đi lên chính là đi chịu chết đó. Phắc, bốp, Jason lại bị một bạt tai đánh bay thêm một lần nữa. Tay Lo cử động bước lên vài bước nhưng lại không dám xông lên phía trước. Dù sao ông ta cũng nhìn ra được quân đế trước mặt này không phải hạng người tầm thường. Nếu chỉ dựa vào một mình ông ta chắc chắn không thể làm gì đối phương. Mà đúng lúc này, Tay Lo, là hạng người thế nào mà có thể dọa ông sợ mất mật thế kia, chúng ta cần phải hành động cùng nhau. Ha ha, tôi thấy ông càng sống càng ngây thơ, ê khum hiểu nha má đấy. Một chiếc xe Việt dã vững vàng dừng lại ở phía xe, trên xe có một nam một nữ, còn chưa xuống xe đã bắt đầu trêu chọc.
người tới đúng là thân vương của bộ tộc cùng với người phụ nữ duy nhất trong số 6 đại thân vương của liên minh Sabat, Jimmy thân vương của bộ tộc Osamai. Ngày thường quan hệ của hai người bọn họ với Taylor khá tốt, cho nên Taylor mới thông báo cho hai người bọn họ trước. Cũng đúng lúc này, Lý Vũ Trạch đã giải quyết xong hơn chục bé Karami của bộ tộc La Sombra. Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Bêu chỉ liếc mắt một cái đã chú ý đến Lý Vũ Trạch, bỗng dưng nhíu mày, người này là quân đế. Jimmy cũng nhận ra thân phận của Lý Trạch Vũ. Hai người thật sự không ngờ rằng Taylor gọi bọn họ đến để đối phó với vị sát thần này. Jimmy, Bêu, ba người chúng ta cùng nhau kết hợp bắt nhân loại hèn mọn này đi. Taylor tràn ngập ý chí chiến đấu đưa ra lời đề nghị. Bêu và Jimmy nhìn nhau, lập tức ăn ý giơ thẳng ngón giữa về phía của Taylor. Chính tên kia đã giết chết Brandy, còn có tam đại tu la vương của nước Mỹ cũng chết dưới tay hắn. Ông điên rồi à, lấy đâu ra can đảm dám đi trêu chọc hắn thế? Hai người một trước một sau trách móc Taylor. Taylor nhếch môi cười lạnh, nói, thì tính sao? Nơi này là bán đảo Glanville, là địa bàn của chúng ta. Hử! Nghe đến đây, Jimmy và Bill cảm thấy hình như rất có lý. Cho dù quân đế có mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn sức mạnh do người trong cả bộ tộc bọn họ kết hợp lại sao? Nói thì nói như vậy nhưng vì sao chúng ta phải đi trêu chọc tên sát thần này chứ? Jimmy tỏ vẻ bản thân không muốn rảnh rỗi đi kiếm chuyện. Bill cũng gật đầu cam chịu. Taylor đi đến bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói, các người có muốn hoa trường sinh hay không? Ồ! Trong phút chốc, Bill và Jimmy gần như đồng thời mở to hai mắt. Ông vừa mới nói cái gì cơ? Hơi thở của Jimmy trở nên dồn dập. Taylor nhỏ giọng nói, tên kia biết tung tích của hoa trường sinh đấy. Nếu ông dám lấy chuyện này ra để trêu đùa tôi thì đừng trách tôi không khách. Sáo với ông. Bill hung tợn cảnh cáo. Taylor hừ lạnh một tiếng, nói, tôi có thể dùng danh nghĩa của thủy tổ Maya thề, lời của tôi không có nửa chữ dối trá. Tôi muốn biết tại sao ông lại biết hoa trường sinh có tồn tại trên đời. Hơn nữa, ông nghe chuyện này từ đâu? Mặc dù Jimmy rất dao động trước hoa trường sinh nhưng không vì thế mà mất đi lý trí, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói dối của Taylor. Dù sao, thứ gọi là lời thề chỉ là một câu chuyện cười. Khóe miệng Taylor nhếch lên một đường cong, cười lạnh, nói, hoa trường sinh là do tên Brandy biết được trước, mà trước khi chết ông ta đã tiết lộ bí mật này cho quân đế, nói cách khác. Trên đời này chỉ có một mình quân đế mới biết tung tích của hoa trường sinh. Nhìn thấy dáng vẻ thề son sắt của ông ta, Jimmy và Bill đã hơi tin tưởng nhưng không phải tin tưởng hoàn toàn. Về phần vì sao tôi biết được, hề hề, xin lỗi nhé, chuyện này tôi không thể nói cho mấy người biết được. Thái độ của Taylor rất kiên định. Bill và Jimmy nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hai người bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Taylor. Tất cả lui ra. Theo mệnh lệnh của Taylor. Mỗi thành viên của bộ tộc Giovanni này ở trước mặt Lý Trạch Vũ giống như con nai đợi bị làm thịt giống như được ân xá. Nếu không phải bị ép buộc, bọn họ thật sự không muốn chiến đấu với một người như sát thần vô song như vậy. Dù sao làm như vậy chẳng khác nào đi chịu chết. Hu hu cô hiểu đâu cứu em. Trên người của Lý Trạch Vũ bị máu tươi nhuộm đó, gió biển thổi qua người của hắn khiến cho cả người hắn trông giống như ác ma đến từ địa ngục. Quân đế, cho cậu một cơ hội thần phục bổn vương. Hai mắt của Jimmy đột nhiên sáng lên. Cô ta không ngờ trên đời lại có một người đàn ông tuấn tú như vậy, khi đem so sánh toàn bộ nam sủng bên cạnh cô ta với chàng trai trước mắt này, quả thật đều là một đám người xấu xí. Lý Trạch Vũ nở nụ cười khinh thường, thần phục như thế nào cơ? Sau này chỉ cần hầu hạ bổn vương thật tốt, bổn vương cam đoan cậu có thể sống cuộc sống ăn no ngủ say. Khi nói chuyện, Jimmy sờ đôi chân dài đi tất lười màu đen của mình. Động tác cực kỳ mất hồn khiến cho giống đực của tộc bất tử ở xung quanh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Các người không xứng. Lý Trạch Vũ lại cảm thấy cực kỳ ghê tởm, không khỏi giơ ngón giữa lên, con ả lẳng lơ kia, nếu mày thiếu đàn ông đây không ngại bán mày vào lầu xanh châu Phi đâu. Phác, ánh mắt của Jimmy lạnh lùng, hy vọng sau này cậu sẽ không phải cầu xin bổn vương. Uỳnh, uỳnh. Vừa dứt lời, Lý Trạch Vũ đã bước một bước dài đánh về phía ba người. Là người đầu tiên tấn công. Ba người Taylor, Jimmy, Bill đồng thời ra tay. Ba người họ không hổ là thân vương, chỉ riêng về khí thế thôi đã đủ để đè bẹp một thành viên tộc bất tử bình thường rồi, tốc độ lại càng nhanh đến mức mắt thằng khó có thể nhìn thấy được. Uỳnh,
Lý Trạch Vũ vung một cú đấm thật nặng nề về phía của Taylor. Bịch! Taylor vung hai tay lên đỡ. Cho dù cơ thể của ông ta cực kỳ mạnh mẽ nhưng hai tay vẫn bị đánh đến run lên. Lúc này Bêu nhân cơ hội ngáng chân, cố ý đánh lén Lý Trạch Vũ nhưng cơ thể của người phía sau nhanh nhẹn tránh đi giống như một con mèo, đồng thời chồng một tay xuống đất, tung ra hai cú đá liên tiếp. Bang bang! Nửa người dưới của Bêu bị đánh trúng, cả người ngã gục xuống. Vốn dĩ Lý Trạch Vũ định xử lý đối phương để cổ vũ tinh thần hăng hái nhưng Jimmy cầm một thanh đoản đao trong tay lao tới. Bất đắc dĩ Lý Trạch Vũ chỉ có thể từ bỏ việc tấn công Bêu, lăn một vòng tại chỗ tránh né thanh đoản đao của Jimmy. Ôi! Bêu gầm nhẹ một tiếng, là người đầu tiên lao vào trạng thái điên cuồng, quân đế, để mạng lại. Hai bàn tay của gã ta biến thành những móng vuốt, lập tức lao thẳng về phía đối thủ. Lý Trạch Vũ bay lên không trung, nhanh chóng lấy một thanh mã tấu mang theo bên người chém về phía hai móng vuốt ở ngay trước mặt mình. Con mẹ nó! Taylor sợ tới mức khẽ run lên. Tộc bất tử vốn có nhục thân mạnh mẽ, Taylor là thân vương, nhục thân lại càng mạnh hơn so với tộc bất tử phổ thông, cho dù là đao kiếm bình thường cũng khó mà làm ông ta bị thương. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ dao quân dụng trong tay Lý Trạch Vũ, ông ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng mà lúc này ông ta muốn đồng thời thu hồi hai tay cũng đã muộn, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể quay người sang một bên để tránh. Vụt! Mặc dù hai tay của Taylor may mắn trốn được một kiếp, nhưng không may, bờ vai của ông ta bị nạo một miếng to. A! Tiếng kêu rên đau đớn vang lên. Nếu như không phải Jimmy và Bêu đồng thời tấn công Lý Trạch Vũ, thì có lẽ Taylor đã bị Lý Trạch Vũ chém bay đầu rồi. Taylor còn đang hoảng sợ. Ông ta phải dừng lại há miệng thở dốc. Mà Jimmy và Bêu càng đánh lại càng thấy được sự kinh khủng của Lý Trạch Vũ. Hai người đều không ngờ cơ thể của một nhân loại lại vượt xa mình về cả tốc độ lẫn sức mạnh. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dầm! Lý Trạch Vũ đạp bay Jimmy, lập tức âm thầm vận khí kình tung một đòn về phía Bêu. Phút! Bêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó tiến vào trạng thái cuồng hóa. Sức mạnh và tốc độ của hắn ta mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó. Có lẽ hắn ta có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân, nên khi đối mặt với một trưởng sắc bén đang lao đến, hắn ta không lùi mà tiến tới tung một đòn, lựa chọn cứng đối cứng với Lý Trạch Vũ. Khi hai sức mạnh va chạm nhau, cát dưới chân hai người bị chấn động văng ra khắp nơi, tạo ra cuồng phong từ trong hư không. Vù vù! Bêu hét lên một tiếng chói tai, cố gắng phát huy sức mạnh của mình. Nhưng Lý Trạch Vũ đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, Bêu mất cảnh giác ngã bay ra ngoài, phụt phun ra một miệng máu tươi khi còn đang giữa không trung. Tất cả nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra mới tầm 10 phút trôi qua. Ba thân vương của tộc bất tử đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Một đám công tước, hầu tước đang chờ cơ hội xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu có thể, bọn họ mong cả đời sẽ không gặp lại quân đế. Con mẹ nó quá kinh khủng. Bêu từ dưới đất bò dậy, hắn ta gầm nhẹ một tiếng rồi trầm giọng quát, quân đế, quả nhiên cậu rất mạnh, khó trách có thể xử lý được Brandy. Lý Trạch Vũ nhún vai, nghiền ngẫm cười nói, nếu như các người muốn cầu xin tha thứ, tôi khuyên các người hãy bỏ ý định này đi. Cầu xin tha thứ. Bêu lạnh lùng cười, nói, hy vọng lát nữa cậu đừng xin tha là được. Nghe hắn ta nói vậy, Lý Trạch Vũ nheo mắt. Hắn đã thăm dò rõ ràng thực lực của ba thân vương trước mặt. Bọn họ cũng không khác mấy so với Nam Cung Thạc. Nhưng từ những gì Bêu nói, hắn có thể nghe ra, dường như mấy tên quái dị này vẫn còn át chủ bài chưa lộ ra. Quả nhiên, thân hình Taylor lóe lên xuất hiện bên cạnh Bêu, hai người nhìn nhau, ngay sau đó, người sau nắm lấy eo gấu của người trước. Một giây sau, chỉ thấy hai người họ từ từ bay lên không trung, cách mặt đất khoảng 10 mét. Taylor chịu đựng cơn đau trên vai, điên cuồng gào thét. Quân đế, tôi muốn hút sạch máu của cậu, sau đó vĩnh viễn tra tấn cậu. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Bêu thúc giục nói. Taylor khẽ gật đầu. Lý Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn hai người, tập trung 120% tinh thần. Lúc này hắn nhớ ra những gì Angela đã nói trước đó, sau khi tộc bất tử đột phá sức mạnh đến cấp bậc thân vương thì có thể sinh ra một năng lực đặc thù. Brandy có thể dùng tinh huyết đông máu tạo phân thân, giết người trong vô hình. Thân vương của tộc Rivono có thể bay, đồng thời có tốc độ vô cùng nhanh. Còn thân vương của tộc Giovanni thì có thể phát ra sóng siêu âm ảnh hưởng đến sóng điện não của nhân loại,
thậm chí còn có thể khống chế nhân loại có ý chí tương đối yếu. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng tay lo. Trong chốc lát, Lý Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc như bị kim châm. Ngay cả cương khí hộ thân của hắn cũng không thể ngăn cản loại công kích sóng siêu âm này được. Ha ha ha! Nhìn thấy Lý Trạch Vũ đau đớn không chịu nổi, Jimmy ở bên cạnh châm chọc, nói, quân đế, bây giờ anh đã biết cảm giác khổ sở là như thế nào rồi đúng không? Bản vương cho anh thêm một cơ hội, chỉ cần anh đồng ý làm nam sủng của bản vương, thì bản vương có thể bảo tay lo bỏ qua cho anh. Lý Trạch Vũ cũng không nghe lọt lời nói này, bởi vì trong đầu của hắn lúc này đang loạn thành một bầy. Tay lo còn đang không ngừng tăng mạnh sóng siêu âm. À, Lý Trạch Vũ đau đớn bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn có thể truyền vào trong óc của hắn, khiến hắn đau đầu muốn chết. Thân vương tay lo quá mạnh. Không hổ là thân vương đại nhân. Quân đế mạnh hơn thì thế nào, không phải vẫn ngoan ngoãn thần phục dưới chân tộc bất tử chúng ta hay sao? Tộc bất tử nhìn thấy Lý Trạch Vũ không ai bì nổi lúc trước, bây giờ lại chật vật không thôi, tất cả đều mỉa mai chế giễu đủ kiểu. Tuy nhiên, không ai để ý thấy hai mắt của Lý Trạch Vũ đang đỏ lên từng chút một, dần dần lộ ra sự hung dữ của một con thú. Nếu như Hòa Thượng Nhất Trịnh và Đạo Sĩ Vô Trần ở đây thì sẽ biết hắn đang tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. À! Lý Trạch Vũ ngẩng đầu hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng kia lập tức nhìn về phía Bêu và Tay Lo trên bầu trời. Các người chết đi! Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Trạch Vũ vốn đang lung lay sắp đổ lại ổn định cơ thể, lập tức mượn nhảy lên. Giao quân dụng trong tay chém thẳng lên trời. Một luồng đao khí vô cùng bá đạo, vô ảnh vô hình lao thẳng đến hai người giữa không trung trong khoảnh khắc. Giây tiếp theo. Chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên, cơ thể Tay Lo tách làm hai. Còn Bêu thì may mắn hơn một chút, bởi vì mục tiêu đao khí của Lý Trạch Vũ là Tay Lo, cho nên hắn ta chỉ bị cắt đứt một cánh tay. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tay Lo từ một phân thành hai ở trước mặt mình, vẫn khiến hắn ta phải chịu kinh hãi vô cùng lớn. Kết quả là cơ thể của hắn ta không ổn định, trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống. Rầm, rầm. Cả hai phần thi thể của Tay Lo rơi ầm ầm xuống đất. Hàng trăm tên tộc bất tử xung quanh vẫn còn đang ngạc nhiên. Bọn họ thực sự không thể tin nổi, một thân vương của tộc bất tử lại chết đi mà không hề có một chút dấu hiệu nào như vậy. Cho dù là Jimmy và Bill đang bị trọng thương cũng chưa hồi hồn, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết thứ gì đã giết chết Tay Lo. Chẳng lẽ quân đế cũng có kỹ năng đặc thù? Nhưng mà không đợi đám người kịp phản ứng, chỗ Lý Trạch Vũ chỉ còn lại một cái bóng, hắn bay thẳng về phía Jimmy và Bêu. Bên trên, các người nhanh lên. Bêu hoảng sợ ra lệnh. Trong lúc nhất thời, hơn trăm tên tộc bất tử vây chặt Lý Trạch Vũ đến mức không lọt một giọt nước. Đáng tiếc những trò trẻ con này sao có thể ngăn được Lý Trạch Vũ? Tất cả các người đều đáng chết. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ rét lạnh. Lạnh lẽo đến mức dường như không giống giọng con người nữa. Xẹt xẹt xẹt. Hết giao này đến giao khác, có vô số công tước, hầu tước của tộc bất tử chết và bị thương. Thấy nhiều người như vậy mà vẫn không thể ngăn được bước chân của Lý Trạch Vũ, Bêu và Jimmy vô cùng ăn ý, đồng thời nhảy lên một chiếc xe và chọn cách chạy trốn. Mọi người đừng đi chịu chết nữa, thân vương Bêu và thân vương Jimmy đều chạy cả rồi. Chúng ta không ngăn được tên kia đâu, mau trốn đi. Tất cả tộc bất tử thấy người đứng đầu đã bỏ chạy, sao có thể ở lại chịu chết. Ngay trong nháy mắt Jimmy nổ máy xe, một đạo sĩ xuất hiện trên mui xe từ không trung, và ngay lập tức, hai vị thân vương trong xe run lẩy bẩy vì sợ hãi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay, một giọng nói vang dội truyền đến. Chỉ thấy hoàng đế Gusen của huyết tộc đang bay từ xa đến. Là huyết hoàng đại nhân. Quá tốt rồi, huyết hoàng đại nhân đích thân ra tay. Tên kia chết chắc rồi. Đối với một đám tộc bất tử mà nói, sự xuất hiện của Gusen giống như là định hải thần châm khiến những lo lắng trước đó của bọn họ tan biến ngay lập tức. Jimmy và Bêu cấp tốc lao ra khỏi xe, ý đồ chạy trốn tới bên cạnh Gusen để tìm kiếm sự che chở. Chỉ tiếc là Lý Trạch Vũ không để Gusen vào mắt. Bá! Một luồng sáng lạnh lóe lên, đao khí đáng sợ đánh thẳng vào Bêu. Gusen biến sắc. Lúc này ông ta có muốn nghĩ cách ra tay cứu viện Bêu cũng đã không còn kịp rồi. Một tiếng soạt vang lên. Trên mặt đất đã có thêm một cái đầu người đẫm máu, cơ thể Bêu vẫn co giật thêm mấy lần, giống như không cam tâm chết đi như vậy. Chỉ có Jimmy thuận lợi chạy đến trước mặt Gusen, xin huyết hoàng đại nhân hãy cứu tôi. Lúc này cô ta vô cùng sợ hãi,
không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa. Ầm ầm. Ngay sau đó lại có một đám người chạy đến. Người đi đầu chính là Angela đã đi cầu cứu Gusen lúc trước. Khi nhìn thấy trên mặt đất toàn là thi thể la liệt, trong đó có cả thân vương Taylor và thân vương Bill không còn phân biệt được ai với ai nữa. Angela vô cùng sợ hãi bịt miệng lại, giống như không thể tin được người đàn ông của mình lại mạnh như thế. Dao quân dụng trong tay Lý Trạch Vũ chỉ về phía Gusen, chết đi. Vừa dứt lời, hắn đã vọt tới. Quân đế, đừng! Angela nhìn thấy người trong lòng ra tay với ông nội của mình thì lập tức lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc Lý Trạch Vũ đã tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn không để ý đến cô ấy, hắn vẫn cầm dao quân dụng trong tay đâm thẳng về phía Gusen như cũ. Khốn kiếp! Vị thân vương cuối cùng của sáu tộc lớn là McKittrick và Angela cùng nhau chạy đến, hắn ta là cấp dưới trung thành nhất của Gusen, thấy có người dám ra tay với Gusen, bóng dáng của hắn ta lóe lên ngăn ở trước mặt Lý Trạch Vũ. McKittrick lui xuống, cậu không ngăn được hắn đâu. Gusen ra lệnh. Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có một mình ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh của quân đế. Nhưng mà McKittrick không tin vào cái ác, hắn ta gầm nhẹ một tiếng rồi tiến vào trạng thái cuồng hóa trong nháy mắt. Ầm ầm. Dao quân trong tay Lý Trạch Vũ chém trúng McKittrick, nhưng lại giống như vừa chép vào một tấm thép. Ha ha, cơ thể của tôi là đao thương bất nhập. McKittrick vẫn kiêu ngạo nói. Kỹ năng đặc thù của hắn ta là cường hóa thân thể, khiến cho toàn thân từ trên xuống dưới vững như sắt thép, ngay cả những viên đạn bình thường cũng đừng mơ tưởng có thể làm hắn ta bị thương dù chỉ một chút. Chết! Miệng Lý Trạch Vũ phun ra một chữ. Một giây sau, trên người McKittrick xuất hiện một vết thương cực lớn, máu tươi tuôn ra như suối. Làm sao có thể? McKittrick đau đớn nhanh chóng lùi lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Ngay cả Gusen cũng rất sửng sốt. Bởi vì sau khi McKittrick sử dụng kỹ năng đặc thù, ngay cả ông ta cũng không thể khiến đối phương bị thương một cách dễ dàng, nhưng bây giờ quân đế chỉ chém một dao mà đã khiến McKittrick trọng thương. Chỉ có Jimmy là không hề ngạc nhiên. Dù sao cô ta cũng vừa tận mắt nhìn thấy Lý Trạch Vũ chỉ vung một dao, tay lo đã bị một luồng khí kình chém thành hai khúc. Quân đế, dừng tay. Gusen như một mũi tên lao về phía trước, muốn ngăn Lý Trạch Vũ lại. Oanh oanh. Hai người dùng quyền cước đánh nhau mấy chục chiêu. Ông nội, quân đế, hai người mau dừng tay. Angela không đành lòng nhìn cảnh hai người mình quan tâm nhất tự giết lẫn nhau, thừa dịp hai người vừa tách nhau ra, cô ấy vọt thẳng đến giữa hai người. Gusen vốn muốn ra chiêu, nhưng sau khi nhìn thấy cháu gái xuất hiện thì kịp thời thu tay lại. Mà lúc này Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, dao quân dụng trong tay hắn đâm thẳng vào trái tim Angela. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như thời gian đã dừng lại ở thời khắc này. Angela cũng không ngã xuống, tay của cô ấy nắm chặt tay Lý Trạch Vũ, miệng còn hét lên một câu, Vũ. Trong chốc lát, cơ thể của Lý Trạch Vũ đột nhiên chấn động mạnh một cái, con người vốn dĩ đỏ bừng dần dần biến mất, hắn lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt. Angela, cô. Lý Trạch Vũ trợn to mắt. Angela mỉm cười, em không trách anh. Giọng của cô ấy rất yếu ớt. Giống như mỗi một chữ cô ấy nói ra đều phải dùng hết sức lực. Nếu như không phải sinh mệnh tộc bất tử rất mạnh mẽ, thì có lẽ cô ấy đã chết rồi. Khi Lý Trạch Vũ tẩu hỏa nhập ma, thật ra hắn vẫn nhận thức được mình đã làm gì, chẳng qua lúc đó hắn hoàn toàn không khống chế được bản thân. A! Hắn ngửa mặt lên trời, đau khổ tột cùng thét dài. Angela ngã vào trong ngực Lý Trạch Vũ, cô ấy đưa tay vuốt ve mặt hắn, anh đừng buồn, em thật sự không trách anh. Em đừng nói chuyện, anh sẽ không để em chết. Lý Trạch Vũ nhanh chóng lấy túi châm từ trong người ra, rút ra mấy cây châm rồi nhanh chóng cắm vào mấy huyệt đạo của Angela. Có lẽ vì nguyên nhân thể chất khác biệt, nên Angela không hề chuyển biến tốt đẹp mà sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Tránh ra! Gusen đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người và bế Angela lên. Lý Trạch Vũ cầm dao chỉ về phía Gusen, đặt cô ấy xuống. Nếu như cậu không muốn Angela chết, vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quấy rối. Gusen để lại một câu rồi ôm Angela bay đi. Lý Trạch Vũ đuổi theo mà không hề nghĩ ngợi. Mấy phút sau, một nhóm ba người trở lại lâu đài huyết hoàng. Dưới sự dẫn dắt của Gusen, Lý Trạch Vũ đi theo ông ta xuống cung điện dưới lòng đất của lâu đài cổ. Trong này trống rỗng, chỉ có một chiếc quan tài bằng đồng. Ánh mắt Lý Trạch Vũ không tầm thường,
trong nháy mắt đã nhận ra quan tài bằng đồng này có lịch sử ít nhất 1.000 năm. Cạch keng. Một tay Gusen ôm Angela đã hôn mê, tay kia mở nắp quan tài bằng đồng, sau đó nhẹ nhàng đặt người vào quan tài. Cái này có thể cứu cô ấy sao? Lý Trạch Vũ lo lắng hỏi. Gusen liếc mắt nhìn hắn một cái, ông ta không nói gì, mà dùng móng tay sắc bén rạch cổ tay của mình rồi nhỏ máu tươi vào miệng Angela. Máu tươi là thánh dược chữa thương tốt nhất đối với tộc bất tử, mà máu của vị huyết hoàng Gusen này lại càng bổ hơn. Rút dao ra. Gusen ra lệnh. Lý Trạch Vũ lập tức làm theo, tay nghề của hắn rất thành thạo, hắn biết làm thế nào để Angela bớt đau khổ hơn một chút, cho nên phải mất gần 2 phút mới rút được con dao ra khỏi cơ thể Angela. Khi Angela nuốt huyết dịch của Gusen, vết dao trên tim cô ấy khép lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, 15 phút đã qua. Gusen thu tay lại, lúc này sắc mặt ông ta tái nhợt, trông có chút suy yếu. Còn Angela thì ngoại trừ trên quần áo dính máu tươi, thì cô ấy không khác gì đang ngủ thiếp đi. Lý Trạch Vũ không khỏi lo lắng hỏi, cô ấy đã ổn rồi phải không? Làm sao có thể? Giọng điệu của Gusen có chút trách móc, bây giờ cô ấy cần ngủ, nhưng lúc nào có thể tỉnh lại thì tôi cũng không rõ, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm hoặc là lâu hơn. Nghe ông ta nói như vậy, Lý Trạch Vũ càng thêm tự trách, trầm giọng hỏi, tôi có thể làm gì cho cô ấy? Quân đế giận dữ, thây 500 vạn. Khoảnh khắc khi mặt trời mọc, bán đảo Grand nghênh đón một trận đổ sát đẫm máu. Gặp nạn trước chính là người một nhà công tước Ru. Ru vừa rơi vào trạng thái ngủ say nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai Maxan, ông ta bất mãn đá nắp quan tài, quát lớn, sáng sớm ẩm ý lăn tăn cái gì. Tối nay ông đây còn phải dậy đi làm đó. Lão ra, không hay rồi. Mắt thấy vẻ mặt đối phương khác thường, Ru nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hầu tước Maxan bị, quản gia lắp bắp nửa ngày không nói ra được nguyên nhân. Ru khoác thêm áo khoác tự mình tới đại sảnh, vừa hay nhìn thấy con mình Maxan bị ném ra ngoài cửa sổ. Không, Ru muốn ngăn cản nhưng vốn không kịp. Một khắc sau, mặt trời chiếu lên người Maxan, khiến gã giống như bị lửa đốt. Chỉ trong mười mấy hơi thở, ánh nắng đã đốt cháy Maxan đến mức không còn mảnh nào, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tận mắt nhìn thấy con trai tan thành mây khói, Ru tức giận không kiềm chế được, nhưng lúc ông ta nhìn rõ hung thủ ném con trai ra ánh nắng mặt trời thì sợ đến mức mặt mũi tái mét. Quân đế, Ru gần như không do dự quay người bỏ chạy. Lý Trạch Vũ không nhanh không chậm đuổi theo. Nếu như không phải đám tay lo này, sao hắn lại thất thủ làm bị thương Angela? Trước mắt hắn không thể giúp gì Angela, chỉ có thể chút lỗi lầm này lên người đám tộc bất tử đêm qua kia. Một tên cũng đừng hòng chạy. Mấy ngàn lâu đài cổ của bán đảo Grand đều xây cung điện dưới đất, để đề phòng ban ngày sẽ có loài người đánh lén bọn họ. Ru gần như dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn vào trong lâu đài cổ, mãi đến khi đóng cánh cửa chống bom kia lại, ông ta mới hơi yên tâm một chút. Chỉ là ông ta vẫn không dám khinh thường, dù sao đối phương có thể xử lý cường giả thân vương. Ngay lúc Ru chuẩn bị cầu cứu huyết hoàng, cửa sắt khiến ông ta yên tâm kia bị người ta đá văng. Ru khiếp sợ hít sâu một hơi. Cửa sắt ngay cả bom cũng không làm nổ được mà lại bị quân đế đá văng một phát, tên này rốt cuộc có thực lực lớn mạnh bao nhiêu. Ông tự mình kết thúc đi, như vậy có thể thoải mái hơn tí. Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói, hoặc là ông cũng có thể giống như con của ông, bị ném ra ngoài phơi nắng. Ru run lẩy bẩy, hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ, đừng giết tôi. Nói xong ông ta lấy chiếc chìa khóa trên người ra, đây là chìa khóa két sắt phòng tôi. Chỉ cần cậu thả tôi, tất cả tài sản của tôi đều có thể cho cậu. Lý Trạch Vũ tiến lên cầm lấy chìa khóa, từ trên cao nhìn xuống, đừng đùa, ông chết thì những số tiền kia cũng là của tôi. Vừa nói xong, hắn đấm vào đầu Ru một phát. Keng, đầu Ru tiếp xúc thân mật với mặt đất, nháy mắt nở hoa, thân thể run rẩy mấy lần rồi không có động tĩnh. Giết chóc chưa ngừng lại. Sau khi Lý Trạch Vũ rời khỏi lâu đài cổ của Ru thì lại đi tới khu vực Osamai. Đồng thời thuận lợi tìm được lâu đài cổ của thân vương Jimmy. Ầm ầm, cửa lớn bị hắn đá văng. Trong lâu đài cổ to lớn hoàn toàn yên tĩnh, mấy chục quan tài trưng bày ngay ngắn. Có điều quan tài bằng ngọc thạch thuộc về thân vương kia không hề có bóng dáng của Jimmy. Nữ thân vương này đương nhiên không ngu ngốc, có lẽ đoán được Lý Trạch Vũ sẽ trả thù bà ta vào ban ngày nên đã sớm trốn đi rồi. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, Lý Trạch Vũ lạnh lùng cười.
ném hết tộc Osamai đến tộc Bất Tử ra ngoài lâu đài cổ phơi nắng, tiếng kêu rên vang lên bốn phía. Tộc Bất Tử đang ngủ say gần đó nghe thấy tiếng kêu rên thì khẽ thăm dò. Lúc bọn họ nhìn thấy cảnh đồng bọn của mình tan thành mây khói dưới ánh mặt trời thì không khỏi sợ đến mức nổi da gà. Quân đế, huyết hoàng sẽ không bỏ qua cho cậu. Thân vương Jimmy sẽ báo thù cho chúng tôi. Mười tộc Bất Tử nằm co quắp ở trong góc, ai nấy đều sợ đến mức run dần. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lý Trạch Vũ không hề nương tay mà tiếp tục ném tên tiếp theo ra ngoài lâu đài cổ. Quân đế, tên ác ma nhà mày. A, à, chỉ chốc lát sau tiếng kêu rên đã dừng lại. Lý Trạch Vũ đang muốn tiếp tục tàn sát thì đúng lúc này nhận được điện thoại của Gusen. Quân đế, thu tay lại đi, bọn họ đều là tộc nhân của Angela. Nếu như Angela tỉnh lại, chắc chắn cũng không mong cậu làm như vậy. Lý Trạch Vũ cúp điện thoại luôn, cũng không nghe Gusen thuyết phục. Ngoại trừ cá lọt lưới Jimmy này ra thì tộc Bất Tử tham gia tối hôm qua hắn sẽ không chừa một ai. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, hai chữ quân đế trở thành sự cấm kỵ của tộc Bất Tử. Cho dù ai nghe tới tên này thì đều sẽ kìm lòng không đậu cảm thấy sợ hãi. Lý Trạch Vũ trở về lâu đài cổ của huyết hoàng, một mình đi tới địa cung. Nhìn Angela hôn mê bất tỉnh, hắn nắm tay cô ấy, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Anh đi đây. Mặc kệ lúc nào em tỉnh dậy thì anh đều sẽ luôn chờ em. Hắn nói xong bèn cúi đầu hôn lên trán Angela một cái. Thuyền bán đảo Grand còn chưa lái về, Lý Trạch Vũ bảo Alex gửi máy bay trực thăng tới đón hắn. Sau mấy tiếng, Lý Trạch Vũ xuất hiện ở sân bay quốc tế Vũ Đô, mua một vé máy bay tới thành phố New York. Trước khi đăng ký, cậu Phú Quý đã gọi điện thoại tới. Diệp Khuynh Thành bị tấn công, may mà không bị thương, nhưng người đối phương phái tới rất tàn bạo. Hơn nữa không sợ sống chết, không khác gì tử thi trong truyền thuyết. Nam Cung Thạc đề nghị dẫn Diệp Khuynh Thành về nước Hạ trước. Sau khi suy nghĩ thì Lý Trạch Vũ đồng ý, để ba người Nam Cung Thạc âm thầm mang Diệp Khuynh Thành trở về. Sau hơn 6 tiếng, màn đêm buông xuống. Lý Trạch Vũ đã dịch dung đi tới sân bay thành phố New York. Một chiếc Hummer màu đen ngừng lại trước mặt hắn. Cửa sổ xe mở ra, Lang Vương ngậm thuốc lá trong miệng vẫy tay, đồng nghiệp. Tôi không tới muộn chứ. Dầm, Lý Trạch Vũ mở cửa xe ngồi lên, không trả lời mà hỏi lại, người phụ nữ của tôi đâu? Lang Vương biết hắn hỏi Diệp Khuynh Thành, ông ta cười nhạt nói, tôi đã sắp xếp bọn họ đi đường biển tới nước Hùng rồi, đến lúc đó lại từ nước Hùng ngồi chuyến bay về nước Hạ, bảo đảm không xảy ra ngoài ý muốn gì. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu. Lang Vương làm việc thì hắn vẫn rất yên tâm. À đúng rồi, có người tới tìm cậu. Bỗng nhiên Lang Vương chuyển đề tài. Lý Trạch Vũ khẽ giật mình, hoài nghi hỏi, ai? Lang Vương thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa cậu sẽ biết. Nói xong, ông ta lập tức nhấn chân ga. Nửa tiếng sau, Hummer đã xuất hiện ở một biệt thự tư nhân vùng ngoại ô. Lý Trạch Vũ nhìn thấy ngân hồ xa cách đã lâu ở đây. Lang Vương rất thức thời rời đi, để lại không gian cho hai người. Lý Trạch Vũ mỉm cười, sao em tới đây vậy? Nhớ anh, trong miệng ngân hồ phun ra hai chữ ngắn ngủn, lại giống như ngàn lời vạn chữ. Nước Mỹ, Nhà Trắng. Hội nghị bàn tròn 6 người vốn dĩ chỉ ngồi 5 người. Bởi vì từ sau khi tướng quân 5 sao Bruce xin nghỉ hưu sớm, chức vị này tạm thời trống không. Trước quân đội bên kia chọn ra tướng quân 5 sao mới, quyền lên tiếng của Nhà Trắng cơ bản nằm trên tay Elip và Yuri. Trong hội nghị, Yuri bày tỏ rõ ràng nghiên cứu phát minh bom cảm biến kiểu mới vô cùng cấp bách, nhất định phải nhanh chóng mang tiến sĩ trừ về. Mà nhân vật mấu chốt có thể mang tiến sĩ trừ về chính là quân đế. Chúng ta 3 lần 4 lượt đều không thể bắt sống quân đế, đủ để nhìn ra tên này là một cọng rơm cứng, chúng ta có cần đổi sách lược khác không? Tôi cho rằng chúng ta có thể tìm tên quân đế kia thương lượng. Phó tể tướng Dinel mở miệng đề nghị. Yuri liếc xéo Dinel một cái. Lạnh lùng cười, Nhà Trắng bị nổ, các lô chết rồi, Tam Đại Tu La Vương chết rồi, bây giờ còn có thể bàn bạc thế nào? Cho dù đã có Bruce xin nghỉ hưu sớm để trả nợ những thứ này, nhưng nếu lúc này bọn họ đi đàm phán với quân đế, như vậy không khác cúi đầu với đối phương. Đến lúc đó, hai viện bên kia sẽ cho rằng bọn họ vô năng. Ngay cả một quân đế nho nhỏ cũng không giải quyết được, tất cả xin nghỉ hưu sớm về nhà hưởng thụ cuộc sống cho rồi. Dinel đang muốn nói thì đã Elip giành nói trước, tôi cho rằng Phó Tể tướng Yuri nói không sai,
đối với quân đế chắc chắn phải dùng thủ đoạn cứng rắn, nước cờ đàm phán này chỉ có lúc hết cách mới có thể cân nhắc, bây giờ rõ ràng còn chưa đến lúc đó. Nói xong gã ta nhìn về phía Yuri, cười nhạt, phó tướng Yuri, chắc hẳn anh còn cách đối phó quân đế nhỉ? Yuri cười đáp lại, không sai. Mấy người cùng nhìn về phía Yuri, vô cùng tò mò tên này còn có thể dùng cách gì. Trước kia tôi đã nói với các người, để đám quái vật tộc bất tử kia và quân đế hai hổ cắn nhau. Yuri thề son sắt nói, lúc tôi bí đi thăm nước Anh đã đạt được hợp tác với Alex, bọn họ bằng lòng để tộc bất tử xuất cảnh giúp đỡ bọn tôi, nhưng sau đó chúng ta phải giúp đỡ bọn họ hết sức diệt trừ những quái vật kia. Nghe đến đây, mấy người anh nhìn tôi nhìn ông, tạm thời không biết có nên đồng ý không. Lúc này Elip khẽ cau mày, phó tướng Yuri, chúng tôi trên cơ bản chưa từng quen biết những quái vật kia, lỡ như xảy ra chuyện gì thì người nào sẽ chịu trách nhiệm. Tự tôi gánh chịu, Yuri không suy nghĩ đáp lại. Nguy hiểm và lợi ích cùng tồn tại, anh ta không nghĩ như vậy. Chỉ cần bắt được quân đế, đến lúc đó lại mang tiến sĩ trở về, như vậy anh ta sẽ lập công đầu, chờ đến cuộc bầu cử năm tới anh ta chắc chắn sẽ tái đắc cử. Về phần ngoài ý muốn. Có thể có ngoài ý muốn gì chứ? Nếu phó tướng Yuri đã nói vậy, thế chúng ta sẽ bắt đầu tỏ thái độ vậy. Elip nói xong giơ tay trước, tôi ủng hộ. Ba người còn lại hơi do dự một lát, tôi ủng hộ. Tôi cũng ủng hộ. Hai ông lớn khác cũng ủng hộ. Dinel vốn muốn phản đối, nhưng thấy bốn người đều ủng hộ, cho dù gã phản đối cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có thể đắc tội Yuri vì nguyên nhân đó, cho nên gã ta cũng tỏ thái độ, ủng hộ. Không ai chú ý tới, lúc Elip nâng mắt kính thì khóe miệng nở nụ cười gian trong chớp mắt. Trong biệt thự tư nhân nào đó của thành phố New York. Lý Trạch Vũ mơ màng tỉnh lại, Ngân Hồ vẫn còn ngủ say bên cạnh. Hiển nhiên người phụ nữ này tối hôm qua quá mệt mỏi. Lý Trạch Vũ xốc đệm chăn lên, sau khi rời giường mặc quần áo tử tế thì nhẹ nhàng rời phòng. Đang ngậm điếu thuốc để tỉnh táo tí thì Ngân Hồ cũng đi ra từ trong phòng. Sao không ngủ thêm tí nữa? Ngủ đủ rồi, Ngân Hồ mỉm cười, thuận thế ngồi lên đùi Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ sờ đầu cô rồi cười, thành thật khai báo, sao đột nhiên em lại tới. Trước đó hắn cố ý để Ngân Hồ lại nước Nhật để giúp đỡ con gái Yoshikawa Tomiro tham chính, tranh thủ lấy được chức thủ tướng trong vòng 3 đến 5 năm. Ngân Hồ chắc hẳn biết rõ nước cờ này rất quan trọng với hắn, cho nên không thể đột nhiên rời đi. Chắc chắn có nguyên nhân. Quả nhiên. Ngân Hồ dịu dàng nói, người phụ nữ điên Julia kia để em xử lý cho. Mặc dù mấy tháng nay cô không ở bên cạnh Lý Trạch Vũ, nhưng từng hành động của hắn cô đều biết rõ. Có lẽ cô không thể giúp Lý Trạch Vũ chuyện khác, nhưng đối phó phụ nữ cô vẫn có một vài thủ đoạn. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nở nụ cười khổ, thế nào cũng không ngờ Ngân Hồ tới vì chuyện này. Em sẽ bảo cô ta sau này thành thật tí. Giọng nói Ngân Hồ không lớn nhưng lại rất tự tin. Phải có chừng mực, dù sao. Nói đến đây, Lý Trạch Vũ muốn nói lại thôi. Ngân Hồ khéo hiểu lòng người nói, dù sao cô ta có quan hệ kia với anh, đúng không? Chậc chậc, Lý Trạch Vũ nhếch miệng, giải thích, là cô ta dụ dỗ anh, tuyệt đối không phải anh chủ động. Ngân Hồ trợn mắt, châm chọc nói, đàn ông các đều chỉ có một đức hạnh, sau khi ăn vụng chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm, cứ giống như các anh rất vô tội vậy. Ha ha ha, Lý Trạch Vũ cười gượng mấy tiếng. Không dám nhắc tới đề tài này nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.